bí thư trùng sinh, vương tử quân. Chương 766 đến 767, cứu hộ sinh kịch hay. Thấy vương tử quân không muốn mình làm kiểm điểm, Lữ Hâm Sâm thở dài một hơi, sau đó hắn cười cười nói với vương tử quân. "Bí thư Vương, ngài cứ cho ra chỉ thị. Trưởng phòng Lữ cũng chỉ là vài ý nghĩ mà thôi. Lúc này xảy ra chuyện, chúng ta không nên tiếp tục giữ khư khư, cần phải đưa tin khách quan." đồng thời phải đào móc đưa tin về các đồng chí tham gia cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt là những thôn dân tình nguyện, tinh thần này của bọn họ thật sự làm cho người ta phải cảm động. Vương Tử Quân nói làm cho Lữ Hâm Sâm cảm thấy đầu óc tươi sáng, trong lòng thầm mắng mình vội vàng mà choáng váng đầu óc. Mình chỉ nghĩ đến phương diện phân chia trách nhiệm ở sự kiện này, vì sao lại bỏ quên đi khí thế cứu hộ hừng hực bây giờ cho được. Lữ Hâm Sâm là một cán bộ lão thành trong công tác tuyên truyền, hắn tất nhiên có những tư tưởng và phương án độc đáo. Hắn trầm ngâm dây lát, sau đó cho ra quyết định. Bí thư vương, tôi cảm thấy nên chú trọng vào vài người trọng điểm, đặc biệt phải chú trọng vào tinh thần cứu viện vô tư, một người gặp nạn tám phương trợ giúp của bọn họ. Đồng thời càng phải đẩy mạnh tuyên dương, điều này nói rõ thành phố chúng ta có tinh thần tốt đẹp, lãnh đạo làm gương cho binh sĩ, dẫn đầu công tác, sinh ra hiệu quả thắp sang một ngọn đèn chiếu sáng cả khu vực. Vương tử quân khẽ gật đầu xem như thỏa mãn với những phản ứng của Lữ Hâm Sâm. Lúc này Lữ Hâm Sâm cũng nói tiếp. Bí thư vương, tôi cảm thấy báo chí nên viết nhiều bài về lòng ái tâm của con người trong hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cũng cần thông qua TV để tuyên truyền rộng rãi hơn. Ngài cảm thấy những bài viết như vậy nên có tiêu đề thế nào? Lữ Hâm Sâm lúc này cũng đã nghĩ ra được vài tiêu đề, thế nhưng hắn cũng không nói ra. Trong ý thứ của hắn thì Vương Tử Quân đã nói ra điều này, tất nhiên sẽ có tính toán riêng, vì vậy nên hỏi ý kiến của bí thư vương trước. Vì 13 anh em, anh thấy thế nào? Vương tử quân lúc này cũng không khách khí với Lữ Hâm Sâm, hắn trực tiếp nói ra tâm tư của mình. Tốt quá, bí thư vương, cái tên không những đã bộc lộ nội dung, còn chất phác tự nhiên làm cho người ta bị cuốn hút mạnh mẽ. Lữ Hâm Sâm trầm ngâm dây lát rồi lớn tiếng tán dương vỗ mông ngựa. Nếu so sánh với tiêu đề của Vương Tử Quân, tất nhiên Lữ Hâm Sâm cũng có những tiêu đề còn hay hơn. Nhưng hắn biết rõ vấn đề, dù thế nào cũng không được cướp đoạt danh tiếng của lãnh đạo. Đặc biệt là lúc này Vương Tử Quân có kế hoạch riêng, mình càng không nên khoe khoang ý kiến, hơn nữa tiêu đề của Vương Tử Quân lại cực kỳ chuẩn xác. Bí thư Vương, tôi cảm thấy lực lượng truyền thông thế này vẫn là chưa đủ, giám đốc lý của đài truyền hình tỉnh Sơn Nam là bạn học thời đại học của tôi, để tôi liên hệ với anh ấy xem có thể phát bản tin này vào tối nay được không. Lữ hâm sâm thấy vương tử quân có hào hứng thì chủ động đứng lên giết giặc. Vương tử quân nhìn nụ cười của lữ hâm sâm, trong lòng cũng hiểu ý nghĩ của đối phương. Nhưng hắn căn bản không quan tâm lữ hâm sâm làm thế nào, hắn chỉ muốn đối phương chứng thực ý nghĩ của mình. Tất nhiên nếu vừa chứng thực chỉ thị của mình, vừa làm mình vui vẻ tinh thần, như vậy hắn sẽ không từ chối. Trưởng phòng lữ, xem như vất vả cho anh. Vương tử quân cười với lữ hâm sâm, sau đó rụng giọng cực kỳ ẩn dấu nói. Lữ Hâm Sâm nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, thế là tính nhiệt tình công tác càng tăng vọt. Hắn gật đầu thật mạnh với Bí thư Vương, sau đó nhanh chóng cầm lấy điện thoại bấm số gọi đi. Khi Lữ Hâm Sâm gọi điện thoại thì chuông điện thoại của Vương Tử Quân cũng vang lên, hai người đứng hơi gần nên thiếu chút nữa làm cho Lữ Hâm Sâm sinh ra cảm giác mình gọi sai số, gọi lộn sang số của Bí thư Vương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Tử Quân nhìn số điện thoại gọi đến người gọi chính là trưởng phòng tổ chức thị ủy tôn chiêu hy hắn trầm ngâm dây lát rồi nghe máy bí thư vương tôi là tôn chiêu hy đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm trọng của tôn chiêu hy tất nhiên âm thanh này cũng không biết có trầm trọng thật sự hay không vương tử quân cũng suy đoán được tôn chiêu hy muốn nói gì với mình dù sao phòng tổ chức bên kia sẽ thông báo xuống hắn hít vào một hơi rồi thản nhiên nói trưởng phòng tôn có việc gì vậy Tôn Chiêu Hy dùng giọng có chút đau khổ nói. Bí thư vương, tôi vừa nhận được điện thoại của phòng tổ chức tỉnh ủy. Lãnh đạo thượng cấp thông báo chúng ta không cần chuẩn bị, lãnh đạo thượng cấp sẽ không xuống thành phố La Nam chúng ta nghiên cứu thị sát nữa. Tôn Chiêu Hy không chờ vương tử quân lên tiếng, hắn nói tiếp. Tôi đã hỏi vài người quen ở phòng tổ chức tỉnh ủy, bọn họ nói đây là quyết định của tỉnh ủy, chủ yếu suy xét về sự cố đang phát sinh ở Cô Yên Sơn, thành phố La Nam. Vương Tử Quân gật đầu nói: "Tôi biết rồi. Bí thư Vương, nghe nói lần này chuyển địa điểm đến thành phố Đông Bộ. Con bà nó, chúng ta khổ cực hơn nửa tháng, thế nhưng trái cây lại rơi vào miệng thành phố Đông Bộ, thật sự là." Tôn Chiêu Hy giống như sợ Vương Tử Quân không biết rõ tâm tính của mình, hắn dùng giọng hung hăng mắng một câu thô tục. Vương Tử Quân biết rõ lúc này dù Tôn Chiêu Hy đang mở miệng căm hận hành vi của thành phố Đông Bộ, Thế nhưng thực tế trong lòng đang nghĩ gì thì chỉ tự mình biết được mà thôi. Vương Tử Quân tuyệt đối không tin vị trưởng phòng tổ chức bị mình sắp xếp đẩy ra khỏi thành phố La Nam lại đứng trên cùng một con thuyền với mình. Ngưu Sử Tại Nhân thành Sử Tại Thiên, trưởng phòng Tôn cũng nên thấy rõ một chút. Vương Tử Quân nói một câu có vẻ như tùy ý rồi cúp điện thoại, nhưng sau khi cúp điện thoại thì câu nói này luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Ngưu Sử Tại Nhân thành Sử Tại Thiên. Thư ký trưởng Vội vàng tổ chức hội nghị thường ủy làm gì vậy? Ngoài phòng họp thành phố Đông Bộ, Lữ Hạ Cường đi về phía phòng họp, hắn vừa đi vừa hỏi Đảng Hằng ở phía trước. Đảng Hằng cười cười nói: "Anh Lữ, chuyện này anh không nên hỏi tôi, một vị thư ký trưởng như tôi sắp đến khối mặt trận tổ quốc dưỡng lão rồi." Tuy Đảng Hằng nói một câu mang theo vài phần vui đùa, thế nhưng Lữ Hạ Cường lại thầm hiểu, những lời của Đảng Hằng vừa rồi cũng căn bản không phải là đùa giỡn cho vui hắn nhìn khắp bốn phía rồi khẽ nói. Anh Đảng, anh còn trẻ, có một số việc nên cúi thì cúi. Tuy tôi không thể chạy theo bước tiến của anh ấy, thế nhưng dòng chảy liên tục thay đổi, gạt đi nước mắt tiến lên phía trước là được, cũng không cần ồn ào náo loạn được. Đảng Hằng tất nhiên hiểu ý nghĩ của Lữ Hạ Cường, hắn biết rõ đối phương đang khuyên mình. Hắn cũng hiểu rõ đạo lý trong lời khuyên của Lữ Hạ Cường, nhưng có một số việc không quen nhìn, không nói ra sẽ không còn là tính cách của Đảng Hằng. Thói quen của con người không thay đổi được. Đảng Hằng hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Lữ Hà Cường không nói thêm điều gì, hắn cũng nhận thức được sự khổ sở của Đảng Hằng, nhưng hắn căn bản là bất lực ở sự kiện này. Thế nhưng hắn lại thật sự cảm thấy đáng tiếc cho Đảng Hằng. Năm xưa khi Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ thì Đảng Hằng căn bản rất hòa khí hài lòng, bây giờ Nguyễn Trấn Nhạc đến Đông Bộ, đừng nói là đảm bảo vinh quang xưa kia, bây giờ Đảng Hằng còn không giữ lại được quyền uy thư ký trưởng của mình khi hai người Lữ Hạ Cường và Đảng Hằng nói chuyện với nhau thì thấy nhóm người Trúc Phu Bình đi đến phòng họp. Khi Trúc Phu Bình nhìn thấy Đảng Hằng thì cũng ném đến ánh mắt thăm hỏi, rõ ràng Trúc Phu Bình là chủ tịch thành phố Đông Bộ cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Trúc Phu Bình ngồi xuống vị trí của mình, Nguyễn Trấn Nhạc đi đến phòng họp với nụ cười ung dung trên mặt. Thư ký khẽ đặt ly trà xuống trước mặt, Nguyễn Trấn Nhạc mỉm cười gật đầu chào hỏi các vị thường ủy thị ủy. Vẻ mặt Nguyễn Trấn Nhạc hôm nay tươi vui hớn hở làm cho người ta cảm nhận được giống như có việc gì đó rất vui cần tuyên bố. Các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập mọi người chủ yếu là có một đề tài thảo luận, đó chính là làm sao để nghinh đón lãnh đạo đến thành phố đông bộ chúng ta nghiên cứu khảo sát. Nguyễn Trấn Nhạc ngồi xuống chiếc ghế của mình cực kỳ ổn định, sau đó trầm giọng nói. Lãnh đạo thượng cấp đến nghiên cứu khảo sát, tin tức này tuyên bố ra làm cho không ít người bình tĩnh trở lại. Tuy nghiên cứu khảo sát không phải là chuyện nhỏ, thế nhưng bọn họ đã quen nghênh đón lãnh đạo đến khảo sát, thế nên cũng không có vấn đề gì quá lo lắng. Bí thư Nguyễn, xin hỏi là vị lãnh đạo tỉnh ủy nào sẽ đến? Trúc Phu Bình là chủ tịch thành phố, hắn là người thích hợp đặt câu hỏi vào lúc này. Nguyễn Trấn Nhạc cười cười nói, "Không phải là lãnh đạo tỉnh ủy đến đông bộ, là trưởng ban Dương muốn đến nghiên cứu khảo sát." Trưởng ban Dương Đám lãnh đạo ở trong phòng họp chợt nghi hoặc, sau đó ai cũng tỏ ra kinh ngạc. Bọn họ biết trưởng ban Dương là ai, nhưng có vài người linh thông tin tức lại tỏ ra nghi hoặc. Là trưởng ban Dương nào? Lữ Hà Cường khẽ châm điếu thuốc rồi trầm giọng hỏi Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười nói, còn là trưởng ban Dương nào nữa, là trưởng ban Dương hôm nay đến tỉnh Sơn Nam chúng ta nghiên cứu khảo sát. Dương Độ Lục đến tỉnh Sơn Nam nghiên cứu khảo sát đây hầu như có thể nói là tin tức quá rõ ràng trong tỉnh Sơn Nam. Tuy có nhiều người cực kỳ hâm mộ với tình huống trưởng ban Dương xuống nghiên cứu khảo sát, nhưng bọn họ cũng biết Dương Độ Lục lần này sở dĩ đến tỉnh Sơn Nam nghiên cứu, chủ yếu là vì thành tích cải cách nhân sự của thành phố La Nam. Bí thư Nguyễn, trưởng ban Dương khi nào thì đến? Trúc Phu Bình trầm ngâm dây lát rồi hỏi. Trưởng ban Dương lần này đến từ thành phố La Nam hay Sơn Viên? dù là từ thành phố Sơn Viên hay La Nam đều có đường sang đông bộ, nếu như phương hướng khác biệt thì chuẩn bị cũng khác biệt. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn Trúc Phu Bình ngồi lẳng lăng hút thuốc mà trong lòng bùng lên cảm giác hưng phấn, nhưng lúc này hắn cũng không nên biểu hiện hưng phấn quá mức. Dù sao hắn cũng phải biểu hiện là một vị bí thư thị ủy rộng lượng tốt nhất cũng phải nói ra hai ba lời đáng tiếc cho tình huống mất đi cơ hội của thành phố La Nam. Đến từ thành phố Sơn Viên, Chủ tịch Trúc, chúng ta nhất định phải làm tốt công tác tiếp đón, hơn nữa khi lãnh đạo quay về sẽ đi đường cũ. Đúng rồi, trưởng Ban Dương lần này đến thành phố Đông Bộ chủ yếu là vì nghiên cứu khảo sát công tác nhân sự, phòng tổ chức cần phải phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị sẵn sàng công tác. Nguyễn Trấn Nhạc nói đến đây thì ve mặt càng thêm ngưng trọng. Lần này này tổ nghiên cứu đến quá đột nhiên, đây là thể hiện sự coi trọng của tỉnh Sơn Nam với thành phố Đông Bộ, cũng là sự ủng hộ và thúc giục lớn với chúng ta. Các đồng chí cần phải lợi dụng triệt để thời gian có hạn để chuẩn bị sẵn sàng, phải làm sao cho thành phố đông bộ biểu hiện thật tốt trước mặt lãnh đạo. Bí thư Nguyễn, lần này không phải trưởng ban Dương đến thành phố La Nam sao? Đảng Hằng nghe thấy lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn cảm thấy có gì đó là lạ. Bây giờ mối quan hệ giữa hắn và Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là không tốt, thế nên mở miệng cũng không có chút cố kỵ. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua Đảng Hằng, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt lần này lãnh đạo vốn đến nghiên cứu ở thành phố La Nam, thế nhưng cô Yên Sơn ở La Nam phát sinh sự kiện, tỉnh ủy vì suy xét đại cục mà chuyển nhiệm vụ tiếp đãi sang thành phố Đông Bộ. Nếu so sánh với một thành phố La Nam có chuẩn bị, có thể nói lần này thành phố Đông Bộ chúng ta đang đánh một trận chiến không chuẩn bị. Bây giờ tỉnh ủy đưa chúng ta lên trước thành phố La Nam, điều này thể hiện đầy đủ sự tín nhiệm của tỉnh ủy với Đông Bộ. Các đồng chí, càng là lúc này chúng ta càng phải thể hiện mình là một ban ngành có sức chiến đấu, Tôi tin tưởng các vị lãnh đạo nơi đây sẽ căn bản không làm cho tỉnh ủy phải thất vọng. Cô Yên Sơn ở La Nam xảy ra chuyện gì? Tại sao lại vuột mất cơ hội quan trọng thế này? Đám người ngồi trong phòng đều là lão quan trường, có kinh nghiệm lăn lộn lâu năm, bọn họ đều hiểu sự kiện lãnh đạo xuống nghiên cứu khảo sát là thành tích lớn của Vương Tử Quân, nhưng bây giờ nó lại chuyển sang cho thành phố Đông Bộ. Tuy trong đám người có vài kẻ tỏ ra hưng phấn, nhưng những người có tình cảm với Vương Tử Quân thì căn bản không thoải mái. Đặc biệt là Đảng Hằng, lúc này hắn càng cảm thấy đáng tiếc cho Vương Tử Quân. Đáng lý gia trưởng ban Dương đến để nghiên cứu thị sát thành phố La Nam, vì sao lại chuyển sang người Nguyễn Chấn Nhạc? Thư ký trưởng, tùy kinh nghiệm chủ yếu là đến từ phòng tổ chức, thế nhưng văn phòng thị ủy cũng không lơ là, anh đến hỗ trợ phóng nghiên cứu chính sách làm tốt công tác chuẩn bị, tranh thủ làm tốt công tác chứng thực tài liệu. Nguyễn Chấn Nhạc không biết có phải là cảm ứng được ánh mắt của Đảng Hằng hay không, hắn nhìn về phía Đảng Hằng rồi nói: Đám người nơi đây thấy Nguyễn Trấn Nhạc giao sự việc như vậy cho Đảng Hằng thì thầm hiểu có gì xảy ra, tài liệu cần dùng lần này là thuộc phòng tổ chức, tất nhiên là nhiệm vụ chủ yếu của phó bí thư nắm tổ chức và trưởng phòng tổ chức, Đảng Hằng chỉ là hỗ trợ mà thôi. Lúc này nhiệm vụ chủ yếu của thư ký trưởng văn phòng thị ủy phải là chuẩn bị tiếp đãi, vì đôi khi phương diện tiếp đãi còn quan trọng hơn cả chuẩn bị tài liệu. Lúc này không ném công tác tiếp đãi cho Đảng Hằng, điều này đã chứng tỏ một thái độ của Nguyễn Trấn Nhạc mà lại làm cho đảng hằng nói không nên lời. Đảng hằng khẽ gật đầu mà không nói gì. Nguyễn Trấn Nhạc cũng không thèm quan tâm đến đảng hằng, hắn ném ánh mắt về phái Trúc Vu Bình rồi nói. Chủ tịch Trúc, khối chính quyền phụ trách quản lý nhiệm vụ làm tốt bộ mặt thành phố. Tôi không có yêu cầu quá cao, thế nhưng dù thế nào lãnh đạo đến đông bộ cũng phải được thấy một không gian sạch đẹp. Dù Nguyễn Trấn Nhạc nói yêu cầu của mình không cao nhưng Trúc Vu Bình lại cảm thấy nhiệm vụ không nhẹ nhàng, dù sao thì thời gian quá căng, nếu như muốn làm tốt công tác mà không phát sinh sự cố thì không đơn giản. Nhưng bây giờ Nguyễn chấn Nhạc nắm chắc danh tiếng, lại là nhiệm vụ đón lãnh đạo Trung ương, Trúc Phu Bình không chống lại được. Trúc Phu Bình tiếp nhận nhiệm vụ, Nguyễn chấn Nhạc bắt đầu bố trí công tác, từng người nhanh chóng có chức trách riêng. Hội nghị thường ủy mở ra chưa đến nửa giờ nhưng lại cực kỳ thoải mái với Nguyễn chấn Nhạc, nó hầu như đã là một sân khấu của riêng hắn, dù là Trúc Phu Bình cũng không nói được lời nào. Chương 768: Không tranh chấp với đời, lòng nhân ái vô bờ. Thạch Kiên Quân khẽ gật đầu đi theo thư ký ra khỏi phòng, khi đi đến tầng bên dưới phòng của Dương Độ Lục, chờ thấy Hào Nhất Phong cất bước đi đến. "Chủ tịch Thạch, anh nghỉ ngơi thế nào?" Hào Nhất Phong cười cười với Thạch Kiên Quân rồi khẽ hỏi. "Cũng không tệ lắm." Thạch Kiên Quân trả lời một câu, sau đó cùng Thạch Kiên Quân đi vào trong đại sảnh. Lúc này Mưu Thiệu Đắc đang kêu gọi vài nhân viên phục vụ thu dọn phòng, bữa sáng nóng hổi cũng đã được dâng lên. Hào Nhất Phong hỏi Dương Độ Lục đã thức dậy chưa, sau đó kéo tay Thạch Kiên Quân. "Đi, chúng ta lên lầu gặp trưởng ban." Hai người vừa nói vừa đi lên lầu, vừa mới lên đến nơi thì Thạch Kiên Quân nay được một âm thanh quen thuộc. Cũng không quá chú ý như vậy, lúc này có 13 nhân mạng trong núi, tôi nếu cứ chú ý như vậy thì còn ra gì, nào còn 6 giờ sáng, trời mới sáng tờ mờ, lúc này đèn đuốc ở khu ủy ban thành phố Đông Bộ đã sáng trưng, không ít xe máy xe đạp và xe hơi tụ tập lại ở trước cổng ủy ban thành phố. Con bà nó, chưa tỉnh ngủ đã phải đi làm, bây giờ hai mí mắt của tôi cứ liên tục sụp xuống. Một tên cán bộ hơn 20 tuổi từ trong nhà để xe đạp đi ra, hắn khẽ dùng giọng oán giận nói với đồng sự ở bên cạnh. Vị đồng sự kia hơn 30 tuổi, tuy đeo kính nhưng lại không có được mấy phần khí chất hào hoa phong nhã. Sau khi nghe người kia phàn nàn thì hắn cười ha hả nói: "Có phải là tối qua vận động nhiều quá không? Tiểu Trương à, cậu dù mới lấy vợ nhưng cũng phải cho vợ thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều bận rộn như vậy, cẩn thận kẻo bị người ta hút khô." "Đi chết đi, ai giống như anh chứ, không có gì là bày trò, anh thành thật nói cho tôi biết, nghe nói hai ngày trước chị nhà cấm không cho lên giường, có phải vậy không?" Tiểu Trương trẻ tuổi cũng không yếu thế, hắn lớn tiếng hỏi người đồng sự đeo kính: người đống sự đe kính cười cười nói cái gì mà không cho lên giường vợ chồng tôi rất tốt cậu cũng đừng nghe người ta nói bậy bạ cậu xem lại mình đi khi vừa đến đơn vị thì thuần khiết như một đứa bé bây giờ sao lại biến thành bộ dạng này rồi đây không phải là ảnh hưởng từ anh sao chính anh ảnh hưởng đến cậu ấy còn nói gì nữa khi hai người lên tiếng một chiếc xe đạp dừng lại người đàn ông trung niên kia vừa khóa xe vừa lên tiếng người đàn ông đeo tiếng cười cười nói trưởng khoa cát, chúng tôi cũng không như anh, bất cứ thứ gì cũng phải có căn cứ chứ. Anh cũng không nên vụ oan cho người ta như vậy được. Được rồi, đừng ba hoa nữa, mau lên thôi, còn nhiều chuyện cần chúng ta làm, nếu chậm chân thì thư ký trưởng triệu sẽ cho chúng ta biết tay. Trường khoa cát nhìn khu ủy ban sáng rực ánh đèn, thế là vội vàng nói với hai người bên cạnh. Tiểu Trương không nói gì, nhưng người đàn ông đeo kiếng là lão cơ quan, hắn cũng không chịu bỏ qua, hắn cười hì hì nói. Trường Khoa Cát, có câu hoàng đế cũng không để lính đói, tối qua mãi 12 giờ tôi mới đi ngủ, chưa đến 5 giờ đã phải thức dậy, anh dù sao cũng phải cho chúng tôi chút thời gian thư thái chứ. Cậu thì sướng quá rồi, cậu còn ngủ được đến 5 giờ, còn tôi thì sao, bận rộn chuẩn bị tài liệu đến 3 giờ sáng, vừa nằm xuống đã bị đồng hồ đánh thức, tôi phải tìm nói lý lẽ với ai đây. Trường Khoa Cát vừa nói vừa đi về phía ủy ban thành phố. Hi hi, cũng không tìm thấy ai để nói lý, chúng ta đi thôi. Thấy trưởng khoa cắt còn thảm thương hơn mình, người đàn ông đeo kiếm chợt dùng giọng vui mừng nói. Trưởng khoa cắt hiểu rõ tính cách của người đàn ông đeo kiếm kia, hắn trầm giọng nói. Anh Hào, hai ngày nay anh nên chịu khó một chút, cũng đừng nên phạm vào sai lầm. Sự kiện tiếp đãi lần này cực kỳ quan trọng với Chủ tịch Nguyễn, nếu như có bất kỳ vấn đề gì, thư ký trưởng Triệu sẽ vung tay xử lý, đến lúc đó có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi hừ họ triệu kia lợi hại cái gì thật sự xem mình giống như đã là thư ký trưởng mà thư ký trưởng đảng cũng căn bản không làm như vậy anh hào có chút ý kiến với thư ký trưởng triệu lúc này dùng giọng khinh thường nói thư ký trưởng đảng lợi hại hơn nên mới đến mặt trận tổ quốc anh nên thành thật một chút tôi nghe nói lần này bí thư nguyễn đã đưa lên báo cáo muốn thư ký trưởng triệu tiếp nhận vị trí của thư ký trưởng đảng trường khoa cát là cán bộ trung tầng hắn rất linh thông tin tức anh hào dù thẩm oán triệu đức càn thế nhưng cũng không dám tiếp tục nói ra trường khoa cát qua sự việc lần này có thể để tôi nghỉ hai ngày không tiểu trương vừa di theo lên lầu vừa khẽ hỏi trường khoa cát có chuyện gì sao tiểu trương trường khoa cát quét mắt nhìn tiểu trương rồi nói trước khi kết hôn đã hứa sẽ đưa vợ ra ngoài du lịch một chuyến nhưng vì mãi bận rộn mà không thành vì vậy tôi muốn nhân cơ hội này để đưa cô ấy đi dạo một vòng. Tiểu Trương dùng giọng ngượng ngùng khẽ nói với trưởng Khoa Cát. Trưởng Khoa Cát nhíu nhíu mày, thế nhưng hắn vẫn trầm giọng nói. Tôi cho cậu tranh thủ, nhưng sự việc này căn bản không dễ thông qua, cậu cần phải chuẩn bị tư tưởng. Cái gì vậy, chưa tính tăng ca, còn bỏ cả ngày nghỉ, còn bà nó, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Cái gì mà chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, năm xưa chủ tịch vương còn ở thành phố Đông Bộ, chúng ta thoải mái nghỉ Tết, kinh tế vẫn không kém hơn bây giờ anh hào đẩy kính lên mũi rồi dùng giọng bực tức mắng khi đó phát triển kinh tế không quan trọng hơn lúc này bây giờ tình thế đã khác rồi tiểu trương là người nắm công tác thống kê hắn tất nhiên hiểu rõ vấn đề sau khi nghe anh hào nói thì mở miệng cải chính anh hào cười hì hì không nói gì thêm còn trưởng khoa cát thì càng thêm nghiêm túc không nói gì ba người đi theo cầu thang lên lầu trưởng khoa cát chợt nói hai người sau này nói chuyện chú ý một chút ngàn vạn lần không cần phải nói khi còn bí thư vương thì tốt hơn, như vậy sẽ là phạm húy. Anh Hào nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện trong văn phòng chỉ có ba người bọn họ, thế là không kiêng kỵ gì nói. Chúng tôi cũng nói sự thật mà thôi, hi hi, chẳng qua có vài người không muốn nghe. Nếu như đó là lời kiêng kỵ, vậy thì đừng tiếp nhận công tác chào đón tổ lãnh đạo xuống nghiên cứu lần này, vì ai cũng biết lần này lãnh đạo xuống thành phố La Nam, nếu không vì sự kiện ở Cô Yên Sơn, nào đến lượt anh ta nhận vận may chứ. Chương 769, một chức vụ là tinh khí thần hồn. Đối với người trong quan trường thì chức vụ chính là tinh khí thần hồn, một người đã đi qua tuổi 35 hay chưa sẽ quyết định tất cả, nếu khi đến tuổi này mà chưa có được nửa quan nửa chức thì tâm tính sẽ cực đoan, sẽ cảm thấy có tài mà không hợp thời, không gặp được một lãnh đạo có ánh mắt tinh anh. Hoặc có khi sẽ giống như một con khỉ có khát vọng, mãi mà không thể biến thành người chỉ có thể làm vua khỉ mà thôi. Anh Hào những năm qua vất vả công tác thế nhưng căn bản không tìm được mục tiêu lý tưởng, tất nhiên là một người thất ý theo kiểu như vậy. Nhắc đến cô Yên Sơn mới nhớ, các anh có xem qua chưa, vợ tôi nói bản tin kia rất cảm động, đặc biệt là trịnh liên phương gì đó, thật sự là hảo hán. Tiểu Trương nhớ đến chương trình TV tối hôm qua, thế là dùng giọng hứng thú nói. Anh Hào cười hì hì nói. Tiểu tử cậu còn được xem TV, Tôi phải chuẩn bị tài liệu, thật sự không được xem, nhưng Bí thư Vương tổ chức cứu hộ ở Cô Yên Sơn thật sự rất tốt. Những người kia cũng thật là núi Bắc Phong đã có biển cấm, vì sao bọn họ không suy nghĩ cho sự an toàn tính mạng của mình. Bây giờ thì tốt, không những chính mình không thể đi ra, còn làm ảnh hưởng đến thành tích của Bí thư Vương. Trường khoa cát há hốc miệng, cuối cùng chỉ có thể lên tiếng. Được rồi, được rồi, các anh cũng đừng nghị luận nữa, mau đi làm công tác của mình. Trưởng khoa Cát nói xong thì nhìn thoáng qua cửa sổ. Xe của Bí thư Nguyễn đã đến, nếu không muốn gây chuyện thì thành thật làm việc đi. Nghe nói xe của Bí thư Nguyễn đã đến thì Tiểu Trương và anh Hào đều phải ngậm miệng lại, cả đám ngồi xuống bàn làm việc của mình, bày ra bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Thế nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn lén nhìn xuống dưới lầu. Cửa chiếc xe Audi chậm rãi mở ra, Nguyễn Trấn Nhạc từ trong xe bước xuống, khi hắn cất bước lên lầu, Triệu Đức Càn đã đứng chờ sẵn bên cạnh khu văn phòng nhanh chóng tiến lên đón chào. "Đức Càn, chuẩn bị thế nào rồi?" Nguyễn Trấn Nhạc thấy Triệu Đức Càn thì hỏi bằng giọng điệu rất ôn hòa. Triệu Đức Càn cười nói: "Bí thư Nguyễn, công tác tiếp đã đã sắp xếp xong, ban quản lý đô thị và nhân viên của công ty cây xanh môi trường đã lên đường làm nhiệm vụ hơn 2 giờ trước. Hơn nữa tôi đã gọi điện thoại hỏi phòng khí tượng, hôm nay là ngày đẹp" Nguyễn Trấn Nhạc cực kỳ tán thưởng câu trả lời của Triệu Đức Càn, hắn sở dĩ dùng người này cũng vì người này có tâm tính nhẫn nhụi, rất nhiều vấn đề người ta cảm thấy khó tưởng được người này sắp xếp rất ổn thỏa và nhanh chóng. Có một lần Triệu Đức Càn viết bài ý kiến cá nhân về việc phát triển kinh tế địa vực chuẩn bị gửi cho báo cấp quốc gia, thư ký trưởng Triệu ký tên Nguyễn Trấn Nhạc và đưa cho lãnh đạo thẩm duyệt. Nguyễn Trấn Nhạc đã đọc qua và phê bình. "Tiểu Triệu sao cậu có thể làm như vậy? Rõ ràng đó là của cậu." tôi căn bản không ghi chữ nào. Triệu Đức Càn nhanh chóng trả lời: "Bí thư Nguyễn, bài viết này là tôi ghi, thế nhưng đó là theo cách làm của ngài." Nguyễn Trấn Nhạc nói: "Anh không thể ghi là văn phòng thị ủy sao?" "Sao? Bài viết này rất có độ nặng, chất lượng cũng tương đối, không phải là của lãnh đạo viết ra sao?" Triệu Đức Càn cảm thấy Nguyễn Trấn Nhạc rõ ràng là biết rồi còn hỏi, thế cho nên cũng giả vờ nói như vậy. "Anh biết tôi biết là được." ngài cần gì phải quá quan tâm như thế. Nguyễn Trấn Nhạc chợt trở nên nghiêm túc, giống như gặp phải một sự kiện cực kỳ quan trọng. Hắn chắp tay sau lưng, sau đó cuộn bài viết lại, hắn vừa đi vừa nói. Tiểu triệu, lần này coi như bỏ qua, tôi có một vài ý nghĩ, lại không có thời gian, thế cho nên tôi nói anh viết, xem như hai bên hợp tác một lần. Khoảnh khắc đó triệu đức càng kích động giống như nhịp tim đột nhiên gia tăng, trái tim sắp nhảy ra ngoài nếu đảng hàng rời khỏi vị trí thư ký trưởng văn phòng thị ủy, như vậy Triệu Đức Càn sẽ là người thay thế. Dù chính Triệu Đức Càn đã dựng lên quyền uy ở văn phòng thị ủy, nhưng nếu muốn làm cho quyền uy thâm nhập vào thật sâu, hắn nhất định phải được bổ nhiệm lên vị trí quan trọng mới có hy vọng đi theo sát bí thư Nguyễn Trấn Nhạc. Một kỳ thủ giỏi mỗi lần bố trí một quân cờ thì nhìn có vẻ cực kỳ bình thường, không dùng được, thế nhưng vào thời điểm mấu chốt sẽ có tác dụng hô ứng. Bổ nhiệm nhân sự lần này đối với Nguyễn Trấn Nhạc cũng không phải là chuyện nước chảy thành sông, vì đối phương không đủ lý lịch nhưng lại là người theo sát bên cạnh hắn. Đến bây giờ dù có chút lao lực nhưng hắn vẫn tạo nên một hiệu ứng ở trên chính đàn thành phố Đông Bộ, biểu hiện rõ ràng sự quyết đoán của mình ở phương diện bổ nhiệm nhân sự. Mọi chuyện đều phải có người đến xử lý, chỉ cần nắm giữ quyền nhân sự trong tay, như vậy cũng không lo lắng người ta không đi theo anh. Nguyễn Trấn Nhạc thầm suy tính, sau đó lại mở miệng hỏi: Phòng tổ chức bên kia sắp xếp thế nào? Đã cho ra tài liệu báo cáo rồi." Triệu Đức Càn cười cười, hắn giả vờ lơ đãng nói. "Nhưng tôi cũng không xem qua, nghe nói 9 giờ tối hôm qua thư ký trưởng đảng đã quyết định bản thảo." Nguyễn Trấn Nhạc nhướng mày, tài liệu báo cáo của phòng tổ chức thị ủy, đây chính là căn cứ để hắn báo cáo với tổ nghiên cứu thị sát của lãnh đạo. Loại tài liệu này có tính chất quan trọng, cần phải làm sao cho thật sự tinh tế, đừng nói là mất vài giờ có đôi khi phải mất vài ngày mới quyết định bản thảo. Bây giờ đảng Hằng làm rất tốt, chỉ mất 3-4 giờ để sửa xong bản thảo, điều này rõ ràng biểu hiện trạng thái không coi trọng, qua loa đại khái cho xong. Tuy Nguyễn Trấn Nhạc có ý kiến với đảng Hằng nhưng lại không nói ra. Đối với hắn thì đảng Hằng đã xem như một con trâu chấu bị bỏ vào giỏ, căn bản không tiếp tục búng người được vài ngày. Lúc này nói gì cho mệt, không bằng đợi đến đúng thời điểm để tính sổ, cho đối phương biết thế nào là lợi hại thành viên của bốn đại ban ngành đến tham gia nghi thức đã được thông báo đúng chỗ chưa? Nguyễn Trấn Nhạc buông tha sự kiện liên quan đến đảng Hằng, hắn quay sang hỏi Triệu Đức Càn. Vì trong hành lang không quá sáng, vì vậy Triệu Đức Càn cũng không thấy được sự biến đổi trên nét mặt của Nguyễn Trấn Nhạc. Lúc này thấy Nguyễn Trấn Nhạc thay đổi chủ đề, thế là trong lòng có chút đáng tiếc, đồng thời cười nói. Cũng đã đến đông đủ, tôi vừa mới gọi điện thoại, các vị lãnh đạo có thể xuất phát bất cứ lúc nào tốt, vậy cậu cho ban lái xe chuẩn bị một chút, 8 giờ sáng chúng ta xuất phát. Tôi muốn chúng ta nhanh chóng đến đầu đường cao tốc nghênh đón tổ nghiên cứu khảo sát của trưởng Ban Dương đến thành phố Đông Bộ. Nguyễn Trấn Nhạc phung tay lên giống như một vị tướng lĩnh đứng đầu đang tuyên bố hiệu lệnh. Tiếp đái lãnh đạo thì bận rộn nhất chính là nhân viên cơ sở, đám lãnh đạo thượng tầng căn bản chỉ mở miệng là xong, ngoài tình huống nóng lòng đốc xúc, căn bản không còn thứ gì khác cần quan tâm. Trúc Phu Bình là chủ tịch thành phố Đông Bộ, Lúc này phòng làm việc của hắn cũng sáng đèn, nhưng bên trong chỉ có hai người Trúc Vũ Bình và Đảng Hằng. Chương 769, hai chức vụ là tinh khí thần hồn. Uống trà vào rất sáng sớm thật tốt, nhưng này chủ tịch Trúc, ngày tốt nhất cũng nên dùng bữa sáng được rồi. Đảng Hằng nâng ly trà lên rồi nở nụ cười nói với Trúc Vũ Bình. Trúc Vũ Bình đặt ly trà trong tay xuống, sau đó cười nói. Được rồi, cho cậu uống trà đã là may mắn lắm rồi tôi cũng không mời cậu đến. Trúc Phu Bình không chờ Đảng Hằng nói tiếp, hắn lên tiếng. Đảng Hằng, bây giờ cậu không nên ngồi rảnh rỗi uống trà ở chỗ tôi, cậu là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, có không ít chuyện chờ cậu xử lý. Đảng Hằng uống một ngụm trà, sau đó nói bằng giọng có chút trào phúng. Hư, chẳng lẽ bắt tôi đi dùng mặt nóng áp lên mông lạnh. Tôi cũng không muốn như vậy, anh Trúc, tôi biết rõ anh muốn tốt cho tôi. Nhưng anh cảm thấy bây giờ đi qua có tác dụng sao? Hi hi, tôi là người sắp đi đến mặt trận tổ quốc, sau này công tác thường ngày chỉ là uống trà đọc báo mà thôi. Trúc Phu Bình nghe lời nói bực tức của Đảng Hằng, vẻ mặt cũng không có biểu hiện gì tốt đẹp. Hắn đã biết rõ sự kiện Đảng Hằng sẽ đi đến mặt trận tổ quốc thành phố, đồng thời cũng từng cực lực phản đối chuyện này, nhưng đáng tiếc là lời nói của hắn không được lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng bằng của Nguyễn Trấn Nhạc. Lúc này nghe Đảng Hằng nói như vậy thì hắn cảm thấy có chút hỗ thẹt, cảm thấy mình giống như có lỗi với Đảng Hằng cậu đảng hằng chuyện này tôi giúp gì được cho cậu nếu bây giờ cậu không muốn nói với bí thư nguyễn cậu không bằng đi tìm lão lãnh đạo tìm cách rời khỏi thành phố đông bộ tìm vương tử quân đảng hằng không phải chưa từng nghĩ đến điều này nhưng hắn cảm thấy mình rất mất mặt dù sao cũng bị người ta đẩy vào mặt trận tổ quốc thành phố đây thật sự không phải sự kiện gì có thể diện bí thư vương có tính cách gì thì cậu cũng hiểu rõ ràng nếu cậu lúc này không đi tìm chỉ sợ đến khi kết cục đã định sẽ không còn kịp nữa rồi, cuối cùng chỉ sợ bí thư Vương cũng khó thể nào nói lên lời. Trúc Phu Bình biết rõ Đảng Hằng đang cố kỵ điều gì, thế nên hắn mở miệng ném ra một mồi lửa. Đảng Hằng ve vuốt cái ly trong tay, hắn nói: "Chủ tịch Trúc, tôi cũng đã nghĩ qua phương diện này, nhưng bây giờ bí thư Vương đang bận rộn, tôi không muốn để anh ấy thêm phiền." Trúc Phu Bình vỗ vỗ vai Đảng Hằng, sau đó mới nói: chuyện này cậu phải mở rộng ra và nói với bí thư vương, vì nó có liên quan đến tương lai của cậu. Cậu đàng hằng, chuyện nhân sự nếu như đã được quyết định thì cậu sẽ không dễ dàng điều chỉnh, đến lúc đó cậu mới thật sự gây phiền toái cho bí thư vương. Cậu thật sự là còn trẻ, thế nhưng còn được bao nhiêu thời gian để lãng phí nữa đây? Chủ tịch Trúc, tôi không quen nhìn một vài người tiểu nhân đắc chí, tuy tôi không muốn tranh giành cái gì, thế nhưng cũng không quen nhìn người ta diễu võ dương oai. Đảng Hằng đặt ly trà xuống rồi nổi giận đùng đùng nói. Trúc Phu Bình nhìn bộ dạng nổi giận của Đảng Hằng, trong lòng càng có thêm vài phần tán thưởng. Nhưng đó chỉ là với Đảng Hằng mà thôi, vì Trúc Phu Bình cảm thấy người góc cạnh rõ ràng, không cúi người nịnh hót ai thì chỉ có thể thích hợp làm bạn bè, căn bản lại là một tệ nạn trong quan trường. Đảng Hằng cũng chỉ có thể là người cho bí thư vương sử dụng, nếu như tiếp tục để lại trong thành phố đông bộ, chỉ sợ sẽ không có gì tốt có lẽ nên tìm thời gian nói chuyện với bí thư vương. Trúc Phu Bình thầm hạ quyết tâm, hắn biết rõ bây giờ cũng không phải là thời điểm để nói chuyện này, dù sao bí thư vương ở bên kia cũng đang bận rộn cứu người, mà thành phố đông bộ bên này lại phải sốt sắng chào đón lãnh đạo đến nghiên cứu khảo sát. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Trúc Phu Bình nói một tiếng mời vào, chợt thấy thư ký đi vào nói. Chủ tịch Trúc, đã chuẩn bị xong bữa sáng, ngài và thư ký trưởng đảng nên ra dùng điểm tâm rồi nói sau. Văn phòng thị ủy bên kia vừa gọi điện thoại đến, nói là 8 giờ sẽ xuất phát ra chờ ở đường cao tốc. Đảng Hằng lúc này còn chưa hoàn toàn hả giận, hắn cười lạnh nói. 8 giờ đã xuất phát, thật sự quá tích cực, chẳng lẽ anh ta cho rằng đi từ thành phố Sơn Viên đến đây bằng máy bay sao? Một giờ là đến được à, đúng là đi ra hít khí lạnh. Trúc Phu Bình tuy không trả lời nhưng lại đồng ý với quan điểm của Đảng Hằng lúc này nghe cũng không tỏ ra bực tức, hắn khoát tay áo nói. Đưa bữa sáng vào. Thư ký đồng ý một tiếng rồi nhanh chóng đưa hai lòng bánh bao hấp nóng hổi, hai tô cháo và vài món thức ăn đi vào. Trúc Phu Bình thư ký rời khỏi phòng, vốn hắn định cho thư ký ăn cùng, cuối cùng lại không mở miệng, chỉ cùng đảng hàng ăn sáng. Mười phút sau hai người giải quyết xong bữa sáng, khi dùng khăn giấy lau tay thì Trúc Phu Bình chợt hỏi. Thư ký trưởng đảng, nghe nói tối hôm qua ban thư ký giải tán vào lúc 9 giờ phải không? Đảng Hằng hiểu Trúc Phu Bình có ý gì, hắn cười hì hì nói. Giã viết xong thì không về còn ở lại làm gì, anh cũng không cho chúng tôi ăn cơm nghỉ ngơi sao? Trúc Phu Bình nhìn bộ dạng của Đảng Hằng mà không nói gì thêm, hắn biết rõ Đảng Hằng hiểu ý nghĩ của mình, thế nhưng Đảng Hằng lại căn bản không muốn nói thêm điều gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến 8 giờ. Khi hai người Trúc Vũ Bình và Đảng Hằng đi xuống lầu, chợt thấy lãnh đạo của bốn đại ban ngành trong thành phố Đông Bộ đã tập hợp đông đủ bên dưới. "Chủ tịch Trúc, mặt trận Tổ quốc chúng tôi xin chỉ thị của ngài, ngài nên bỏ ra chút thời gian xử trí cho." Lúc này xe của khối mặt trận Tổ quốc không đủ dùng, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng phục vụ quá hạn. Một vị phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc mở miệng chào hỏi Trúc Vũ Bình, sau đó cười nói: vị phó chủ tịch mặt trận tổ quốc này năm xưa cũng coi như là lãnh đạo cũ của Trúc Phu Bình, đã đến mặt trận tổ quốc được 2 năm, cũng có thể nói là vô cầu vô thúc, nói chuyện với Trúc Phu Bình rất tùy ý. Trúc Phu Bình cười cười nói, lão lãnh đạo cứ yên tâm, sau sự kiện hôm nay tôi sẽ về xử lý ngay. Hi hi, cũng biết chủ tịch Trúc là người nhanh chóng xử lý sự việc. Phó chủ tịch mặt trận tổ quốc lên tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Trúc Phu Bình, hắn cười nói. Chủ tịch Trúc, anh nói xem không phải đi nghinh đón lãnh đạo sao? Chúng ta cũng chẳng phải chưa từng có kinh nghiệm đón tiếp lãnh đạo, cần gì phải đi sớm như thế này. Trúc Phu Bình hiểu ý nghĩa lời nói phàn nàn của lão lãnh đạo, hắn cười hì hì, thật sự không nói gì hơn. Vị phó chủ tịch mặt trận tổ quốc còn định lên tiếng, đúng lúc thấy Nguyễn Trấn Nhạc và Trình Hiểu Bình cùng nhau đi xuống lầu. Nguyễn Trấn Nhạc đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó cất bước về phía chiếc xe cách đó không xa nhưng khi đi được hai bước thì hắn chợt dừng lại. Đức Càn, có phải khối chính quyền có xe 30 chỗ không? Nguyễn Trấn Nhạc quay đầu hỏi Triệu Đức Càn đi sau lưng. Vâng, có. Triệu Đức Càn cũng không hiểu rõ ý nghĩ của Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng hắn vẫn thành thật đáp lời. Nguyễn Trấn Nhạc vung tay lên nói. Điều xe đến, hôm nay chúng ta đi xe lớn. Tuy Nguyễn Trấn Nhạc không nói với đám người Trúc Phu Bình, thế nhưng âm thanh của hắn rất vang dội, trên cơ bản đều có thể nghe thấy được. Sau khi nghe thấy Nguyễn Trấn Nhạc nói sẽ đi xe 30 chỗ, Trúc Phu Bình đã hiểu vì sao bí thư Nguyễn lại làm như vậy. chương 770, nếu muốn thành công, đầu tiên là phải cung kính. Nếu như nhóm người Nguyễn Trấn Nhạc không đi xe 30 chỗ, chỉ sợ đoàn xe dài rằng rẵng của thành viên bốn bộ ban ngành sẽ tạo nên một tình huống quá đổ sộ. Lãnh đạo thường thích diếu võ dương oai, đụng cái là so sánh này nọ, thật sự không quá quan tâm đến tính hiệu quả. Lúc này đi xe 30 chỗ, tuy không được đẹp và đồ sộ, thế nhưng dù là ai cũng phải tôn trọng quyết định của lãnh đạo, phương pháp này cũng không tệ. Triệu Đức Càn bình thường không có việc gì rất thích xem xét lời nói của bí thư Nguyễn Trấn Nhạc, hắn coi quỹ tích phát triển của bí thư Nguyễn Trấn Nhạc là một bản quỳ hoa bảo điểm của mình, liên tục nghiên cứu học tập, đã tìm ra những lợi ích không nhỏ. Nhưng thật sự cũng có khổ sở, muốn tu luyện bản bí kíp này thì đầu tiên là phải tự cung, tu luyện quỳ hoa bảo điển trong quan trường thì cần có nhẫn, nhiệt tình, ngộ tính, tiếp thu quán triệt, cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Vâng, Triệu Đức càng hiểu rõ ý nghĩ của Nguyễn Trấn Nhạc, hắn lên tiếng đồng ý, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho phòng trực ban của thị ủy. Hai phút sau một chiếc xe 30 chỗ đã xuất hiện trước mặt đám người Nguyễn Trấn Nhạc. Nguyễn Trấn Nhạc leo lên xe đầu tiên, hắn ngồi xuống vị trí trung tâm, sau đó vẫy vẫy tay với Trúc Phu Bình. Chủ tịch Trúc, hai ta ngồi tâm sự một chút. Trúc Phu Bình cũng không từ chối lời mời của Nguyễn Trấn Nhạc, hắn lên xe ngồi xuống bên cạnh bí thư Nguyễn. Những người khác thấy hai vị lãnh đạo đã lên xe, thế là bắt đầu cùng nhau đi lên. Thật ra chiếc xe này cũng không khác gì xe khách thông thường, nhưng vì có sự xuất hiện của Nguyễn Trấn Nhạc và Trúc Phu Bình, thế là chiếc xe chợt biến thành trung tâm của thành phố Đông Bộ. Người trong quan trường chú trọng phương diện không nên bị bài xích khỏi trung tâm, dù Nguyễn Trấn Nhạc và Trúc Phu Bình nói chuyện với nhau, bọn họ căn bản không thể chêm vào lời nào, thế nhưng bọn họ cũng rất tình nguyện được leo lên chiếc xe này. Nguyễn Trấn Nhạc leo lên xe cũng căn bản không nói về những chuyện đại sự, chủ yếu nói về một vài sự việc liên quan đến nghênh đón lãnh đạo. Hắn cũng nói về vài chi tiết cần quan tâm, điều này làm cho người trên xe cảm thấy bí thư Nguyễn cực kỳ coi trọng sự kiện hôm nay. Phía trước có xe cảnh sát mở đường, 10 phút sau xe đã chạy đến đầu đường cao tốc thành phố Đông Bộ. Chúc Phu Bình hạ cửa sổ xuống nhìn khắp chung quanh, thấy mùa đông ở vùng ngoại ô nhìn có vẻ khá tiêu điều, trước mặt là một vùng đất xám xịt mênh mông, căn bản không thấy sắc xanh. "Đức Càn, văn phòng tỉnh ủy thông báo đoàn xe của lãnh đạo khi nào sẽ đến?" Ánh mắt Nguyễn Trấn Nhạc rơi lên người Triệu Đức Càn ngồi ở một góc, sau đó lên tiếng hỏi. Triệu Đức Càn tuy biết rõ ràng về vấn đề này, hơn nữa cũng biết Nguyễn Trấn Nhạc căn bản sẽ không quên Thế nhưng bây giờ nghe hỏi thì vẫn mở sổ nhìn thoáng qua rồi mới nói. Bí thư Nguyễn, là 9 giờ 20. À, tốt. Nguyễn Trấn Nhạc lúc này xem như mới nhớ rõ, hắn sở dĩ hỏi Triệu Đức Càn chính là vì muốn Triệu Đức Càn nói vấn đề này cho mọi người được biết. Dù sao thì chuyện này cũng không thích hợp được một bí thư thị ủy nói cho mọi người. Các đồng chí, lần này tỉnh ủy sắp xếp tổ nghiên cứu xuống thành phố Đông Bộ, là nói rõ sự tín nhiệm và coi trọng với thành phố Đông Bộ chúng ta. Lúc này chúng ta nhất định phải nhiệt tình, phải làm tốt công tác chuẩn bị, phải cố gắng cao độ để làm tốt công tác tiếp đãi lần này. Nếu 9 giờ 20 đoàn xe của lãnh đạo mới đến đây, như vậy mời các vị vất vả một chút, 9 giờ chúng ta sẽ xuống xe chờ lãnh đạo. Đảng Hằng là thư ký trưởng văn phòng thị ủy đã xé toang mặt mũi với Nguyễn Chấn Nhạc, vì vậy hắn cũng không quá quan tâm. Bây giờ nghe Nguyễn Chấn Nhạc nói 9 giờ xuống xe, trong lòng không khỏi cảm thấy khinh thường Nguyễn Chấn Nhạc. Không phải lợi dụng lúc Bí thư Vương gặp khó khăn để cướp một quả trứng sao? Có gì mà đáng ngạc nhiên, xuống xe chờ sớm hơn 20 phút, thật sự chỉ có người này mới nghĩ ra trò mèo này được. Đảng Hằng thầm oán một câu, hắn nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã sắp tới 9 giờ. Nguyễn Trấn Nhạc nhanh chóng xuống xe, dưới sự dẫn đầu của hắn thì phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ là Trình Hiểu Bình xuống theo sau. Từ sau khi trở thành phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ, Trình Hiểu Bình căn bản đều theo sát bước tiến của Bí thư Nguyễn Trấn Nhạc. Đám người trên xe nhìn bóng lưng của Trình Hiểu Bình, mọi người chợt nhớ đến những tin đồn về người phụ nữ này lan truyền trong thị ủy Đông Bộ. Người phụ nữ này khi còn trẻ cũng không phải hạng người tầm thường, nghe nói trước kia chủ tịch Trình có đến ba người đàn ông, hơn nữa còn đi cùng với ba người này. Thứ này không những cần trí tuệ mà còn phải có lá gan lớn, có đôi khi phải cực kỳ can đảm và cẩn trọng. Trình Hiểu Bình quan hệ với ba người đàn ông sau nhiều năm vẫn không để lộ ra đây có thể nói là một kỳ tích không ai làm giỏi hơn nàng khôn khéo ở chỗ có thể làm cho ba người đàn ông cảm thấy mình là người duy nhất căn bản không cảm nhận được nguy cơ tứ phía nàng và ba người đàn ông tất nhiên nàng sẽ biến thành một con chim di trú lúc ở bên này khi ở bên kia bay qua bên kia rồi lại sang bên này nàng giỏi lợi dụng thời tiết mùa gì mặc thứ gì trang điểm ra sao tóm lại làm cho ba người đàn ông cảm thấy mê man Trình Hiểu Bình không những giỏi nắm giữ tâm lý của đàn ông, hơn nữa còn biết tình yêu là thứ gạt người, hư Vinh không là cái quái gì cả, lợi ích cho mình mới là thật. Nguyễn Trấn Nhạc đến thành phố Đông Bộ thì nàng đã xem đây như là một mục tiêu của mình. Trình Hiểu Bình bắt đầu nhiều lần tìm đến báo cáo công tác với Nguyễn Trấn Nhạc, khi đi vào luôn làm cho hai má mình đỏ hồng, trong mắt lấp lánh nước. Nàng dương mắt nhìn Nguyễn Trấn Nhạc, bí thư Nguyễn cũng vô tình đụng vào ánh mắt của nàng trong lòng chợt sinh ra một cảm giác chôn giấu đã lâu, giống như năm xưa nói lời yêu thương. Đó là sự việc xảy ra vào thời gian trước kia, đến bây giờ nhiều sự việc phiền lòng xảy ra, hắn căn bản đã quên đi cảm giác đó. Nhưng không ngờ hắn gặp Trình Hiểu Bình, lại cảm nhận được cảm giác chôn giấu lâu năm của mình. Sau đó Trình Hiểu Bình đỏ mặt bỏ đi, hắn chợt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng, mãi đến lúc này hắn mới phát hiện nàng thật sự có vài phần tư sắc. Lúc này Nguyễn Trấn Nhạc chợt sinh ra cảm giác viên mãn, giống như cảm giác bất hạnh trong cuộc sống gia đình và công tác đã giảm bớt đi rất nhiều. Sau này Nguyễn Trấn Nhạc bắt đầu vô tình cố ý quan tâm đến Trình Hiểu Bình, trước đó Trình Hiểu Bình chỉ là một phó chủ tịch lắm mồm trước mặt hắn, nhưng bây giờ lại khác. Hắn phát hiện chủ tịch Trình này tuy có chút thô tục, thế nhưng lại mê người, đặc biệt là cặp mắt, nụ cười dịu dàng lấp lánh hào quang giống như có thể phát ra âm thanh, trên người nàng là một chiếc váy xinh đẹp, váy bao quanh cơ thể lùi lõm, Ngực to mông mẩy, hai cánh tay của nàng tròn lắng, đưa mắt nhìn qua sẽ thấy tâm tư lay động. Dù sao nàng cũng là một người phụ nữ có vài phần tư sắc, thậm chí là một người phụ nữ có tình thú. Trình Hiểu Bình tất nhiên cũng cảm nhận được thái độ của lãnh đạo đứng đầu thành phố với mình có chút biến đổi, nàng phát hiện mình đến báo cáo công tác thì vẻ mặt Nguyễn Chấn Nhạc giống như một con tôm nhúng qua nước sôi, cũng biết nói những câu chuyện vui đùa với nàng. Hơn nữa điều làm cho nàng cảm thấy phấn chấn ánh mắt của bí thư Nguyễn thường nghỉ chân trên mặt mình điều này làm nàng cảm thấy vui sướng vì kế hoạch của mình thành công. Chính nàng thúc giục bản thân, căn bản không nên bỏ lỡ cơ hội này, vì nó có liên quan đến tương lai của nàng. Bí thư thị ủy đi xuống, trình hiểu bình theo sau, những người khác tất nhiên cũng không thể tiếp tục ở lại trên xe. Dù có tình nguyện hay không, các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành đành phải xuống xe chờ trong giá rét. Dù mọi người xuống xe liên tục vui cười nói chuyện với nhau, giống như không ai quan tâm đến bầu không khí lạnh lẽo, thế nhưng đảng hằng có thể thầm đoán đám người đang thầm chửi chó má. Hắn khoác chiếc áo khoác dày lên người, sau đó đi về một phía. Anh Lưu, hôm nay đúng là quá lạnh. Cũng có hơi lạnh, xem ra về nhà cần phải mua thêm vài bộ trang phục dày hơn. Đảng Hằng nghe những lời nói như vậy mà không khỏi lộ ra nụ cười nhạt, không biết là ai bắt đầu dậm chân trong gió lạnh. Tiếng dậm chân này vang lên, đám cán bộ lão thành của khối mặt trận tổ quốc cũng không khỏi dậm mạnh chân, vài chục chiếc giày ra đập lên mặt đường phát ra âm thanh cực kỳ đặc thù. Nguyễn Trấn Nhạc căn bản không rậm chân nhưng hắn cũng cảm thấy rét run. Nhưng lúc này hắn không nói gì thêm, lại cố gắng làm cho vẻ mặt chính mình bình thản thêm một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua trong tiếng rậm chân của đám người ngoài gió lạnh, khi đến 9 giờ 20 thì Triệu Đức Càn nói một tiếng sắp đến, điều này làm cho âm thanh rậm chân cũng chậm rãi đình chỉ lại. Nguyễn Trấn Nhạc sửa sang lại quần áo, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể nghinh đón. Tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn tiếp đón lãnh đạo, thế nhưng lần này hắn lại thật sự có chút kích động. Lần này tiếp đón lãnh đạo có thể bắt tay với trưởng Ban Dương, Nguyễn Trấn Nhạc thầm nghĩ như vậy, thế là cả một quá trình tiếp đón hiện lên trong lòng hắn. Đã quá 10 phút, sao xe còn chưa đến? Một giọng nói oán trách vang lên trong đám người. Nguyễn Trấn Nhạc chợt sướng sờ, hắn chợt nhìn đồng hồ, bây giờ thật sự đã quá 10 phút đã là 9 giờ 30, sao còn chưa đến. Dù hắn có nghi vấn nhưng vẫn giả vờ giống như đã tính trước. Vội vàng cái gì, xe đến muộn cũng là bình thường, chút nữa sẽ đến thôi. Lại 10 phút trôi qua, Nguyễn Trấn Nhạc lúc này cũng cảm thấy không đúng. Hắn nghe tiếng dậm chân vang lên xung quanh, sau đó nói với Triệu Đức Càn. Đức Càn, anh liên lạc với trưởng phòng lý xem xe đi đến đâu rồi. Trước khi nghênh đón, vì muốn bày ra tác phong công tác của đông bộ, Nguyễn Trấn Nhạc tự mình cho ra yêu cầu, đó là không cần sốt ruột gọi điện thoại, như vậy sẽ làm cho lãnh đạo tỉnh có ý nghĩ không hay. Nhưng bây giờ hắn đã thật sự sốt ruột, cũng không quan tâm đến chút ảnh hưởng như vậy. Từng ánh mắt nhìn về phía Triệu Đức Càn, giống như chỉ sau nháy mắt thư ký trưởng Triệu đã trở thành trung tâm của tất cả mọi người. Lúc này Triệu Đức Càn đối mặt với ánh mắt của các vị lãnh đạo, hắn thật sự cảm thấy có chút đắc ý. Nhưng Đắc Ý thì Triệu Đức Càn càng có biểu hiện lạnh nhạt, hắn muốn cho tất cả mọi người biết rõ, Triệu Đức Càn hắn là người có bản lĩnh. Bí thư Nguyễn coi trọng hắn cũng không phải không có lý lẽ, tất nhiên hắn thay thế Đảng hằng làm thư ký trưởng văn phòng thị ủy cũng là lịch sử tất yếu. Ao, chào anh, xin hỏi có phải là trưởng phòng Lý không? Triệu Đức Càn thấy điện thoại đã nối thông thì dùng giọng bình tĩnh nói. Đầu dây bên kia à một tiếng, Triệu Đức Càn bên này nói tiếp. Chào lãnh đạo xin hỏi các vị đã đi đến đâu rồi sắp đến rồi trưởng phòng lý ở bên kia giống như có chút bận rộn chỉ nói một câu thì cúp điện thoại triệu đức càn căn bản cảm thấy có chút chướng mắt vì hành vi không lễ phép của trưởng phòng lý nhưng hắn vẫn đi đến trước mặt nguyễn trấn nhạc rồi nói bí thư nguyễn tôi vừa liên lạc với trưởng phòng lý anh ấy nói lãnh đạo sắp đến rồi thì ra là sắp đến nguyễn trấn nhạc khẽ gật đầu hắn dùng ánh mắt chân thật đáng tin nhìn qua đội ngũ nghênh đón của thành phố Đông Bộ, sau đó lại đứng vững vàng ở vị trí của mình. Các vị thành viên ban ngành khác thấy bí thư Nguyễn dẫn đứng yên tại chỗ cực kỳ nghiêm túc, thế là cũng không dám lên tiếng, mọi người thành thật xếp thành hai hàng sau lưng lãnh đạo. Gió lạnh nổ lên khắp bốn phía làm cho đám người đứng trên mặt đất càng thêm dao động, tuy lúc này mặt trời đã lên, thế nhưng ánh mặt trời vẫn không thể nào làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp hơn chút nào. Vì bảo trì phong độ của mình mà Nguyễn Trấn Nhạc cũng không mặc quá nhiều quần áo, mà hắn cũng không phải là người đặc biệt, thế cho nên cũng sinh ra cảm giác rung động trong gió lạnh. Lúc này hai hàm răng của hắn thật sự rất muốn va chạm vào nhau. Thời gian dần trôi qua, từng chiếc xe rời khỏi đường cao tốc, thế nhưng căn bản không có chiếc xe nào là của lãnh đạo tỉnh ủy. Lúc này những chiếc xe rời khỏi đường cao tốc thấy đoàn người Nguyễn Trấn Nhạc cũng xem như hiểu ra vấn đề. Lại 10 phút trôi qua, Đừng nói là thành viên bốn bộ ban ngành, cho dù là Triệu Đức Càn cũng cảm thấy luống cuống. Con bà nó, các vị lãnh đạo rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói sắp đến rồi sao? Thế nào đến bây giờ còn chưa chịu lộ diện? Tuy Triệu Đức Càn rất sốt ruột nhưng cũng không dám gọi điện thoại, hắn đưa mắt nhìn Nguyễn Trấn Nhạc, chờ lãnh đạo cho ra chỉ lệnh. Lạnh, thật sự là quá lạnh, nếu sớm biết chờ lâu như vậy thì phải mặc thêm vài lớp quần áo nữa. Nguyễn Trấn Nhạc cảm thấy phát run hắn nhịn không được phải dậm chân, hắn đã đưa tay vào túi áo, thế nhưng vẫn căn bản không cảm nhận được chút khí ấm nào. Chuyện gì xảy ra, không phải nói sắp đến rồi sao, vì sao hơn 10 phút rồi còn chưa đến. Đúng vậy, không phải đang đùa giỡn chúng ta sao, lúc này đã hơn 10 giờ rồi, sao còn chưa thấy bóng người nào cả. Lãnh đạo đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ cũng có ý nghĩ của riêng mình, thế cho nên bọn họ tuy có bất mãn nhưng lại không dám nói ra các vị lãnh đạo cán bộ lão thành ở khối mặt trận tổ quốc lại không kiêng kỵ nhiều như vậy, cả đám người liên tục dậm chân, lại lớn tiếng bàn luận. Nguyễn Trấn Nhạc lúc bắt đầu tuy mỉm cười bỏ qua những lời bàn luận như thế, nhưng sau này càng nghe càng thấy chói tai hơn cả tiếng gió rít bên người. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, thật sự đã quá 10 giờ rồi. chương 771, nếu như lạnh thì dậm chân một cái. Bọn họ xuống xe lúc 9 giờ, bây giờ xem như đã đứng được một giờ dưới trời lạnh lẽo, thật sự là chính Nguyễn Trấn Nhạc cũng cảm thấy khó thể chịu đựng được. Thế nên hắn đưa mắt nhìn Triệu Đức Càn. Thư ký trưởng Triệu, anh liên lạc lại cho bọn họ xem thế nào. Nguyễn Trấn Nhạc lên tiếng, lời nói vang lên trong tai Triệu Đức Càn. Triệu Đức Càn chỉ chờ những lời này của Nguyễn Trấn Nhạc, hắn nghe lãnh đạo phân phó thì chợt sinh ra cảm giác không yên, dù sao đây cũng là lần thứ hai bí thư lên tiếng, bắt đầu có áp lực. Alo, Chào ngài, trưởng phòng Lý phải không ạ? À? Xin hỏi đoàn xe đi đến đâu rồi? Triệu Đức Càn cố gắng áp chế cảm giác lạnh như băng của mình, hắn trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Sắp đến rồi. Trưởng phòng Lý ở đầu dây bên kia dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Nói chung còn cần bao lâu nữa? Thư ký trưởng Triệu Đức Càn đứng trong gió lạnh thật sự không thể gắng gượng được nữa, cuối cùng lấy dũng khí hỏi thời gian cụ thể. Nhưng dũng khí của hắn không được đáp án tốt trưởng phòng lý bên kia quát lên đồng chí này đúng là sao anh lại ổ tả như vậy không phải đã nói với anh là sắp đến rồi sao anh cứ gọi điện thoại mãi như vậy rốt cuộc là có ý gì Triệu Đức càng nghe lời quát mắng của trưởng phòng lý hắn cảm thấy giống như mình bị tát cho một cái nhưng bây giờ người ta là lãnh đạo hắn dù không thoải mái thì cũng chỉ có thể áp chế trong lòng mà thôi hắn biết không cần hỏi thêm thế là lập tức cúp điện thoại Từng luồng ánh mắt lúc này giống như hóa thành ánh lửa, chiếu lên người làm cho Triệu Đức Càn sinh ra cảm giác như bị lửa thiêu, nhưng cảm giác này rất tốt, ít nhất cũng làm hắn quên đi cái lạnh. "Bí thư Nguyễn, trưởng phòng Lý nói sắp đến rồi." Triệu Đức Càn dùng âm thanh run rẩy thông báo một tin tức giống như vừa rồi với Bí thư Nguyễn Trấn Nhạc. Nguyễn Trấn Nhạc lúc này thật sự sinh ra xúc động muốn đánh cho trưởng phòng Lý kia một trận, nhưng đáng tiếc hắn không phải là lãnh đạo trực tiếp của đối phương, vì vậy chỉ có lòng mà không có lực. Nhưng hắn là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, hắn nhất định phải bảo trì sự bình thản, dù đông lạnh cũng không là vấn đề, thế nhưng nếu như mình cho tất cả lên xe, khi lãnh đạo đến thì nhóm người bên mình mới lục tục xuống xe, rõ ràng Hào Nhất Phong sẽ có cái nhìn không hay về mình. Thạch Kiên Quân sẽ nghĩ sao về hắn, càng quan trọng là Trưởng ban Dương sẽ nghĩ như thế nào. Dù đứng giữa trời lạnh thế này là thật sự khó khăn, thế nhưng dù sao cũng đã chờ đến lúc này, chờ thêm một lát nữa cũng không là vấn đề. Nguyễn Trấn Nhạc chợt sinh ra vài ý nghĩ, hắn cười cười nói. Lãnh đạo sắp đến, chúng ta kiên trì một chút, nếu quá lạnh thì có thể dậm chân. Bí thư Nguyễn nói ra một lời tràn đầy tính hài hước thế nhưng lại không có tiếng cười nào vang lên, nghênh đón lời của lãnh đạo chỉ là những tiếng giận chân dần dần. Có thể nói tiếng dậm chân lúc này chính là âm thanh tốt nhất đáp lại câu nói của bí thư Nguyễn. Nếu so sánh với các vị lãnh đạo ở bên ngoài thì lái xe ở bên trong thoải mái hơn nhiều, ngồi trên xe có máy điều hòa, thật sự sung sướng. Bọn họ nhìn đám người ngày thường hay mở miệng quát mắng mình đang đứng đón gió lạnh bên dưới dậm chân giống như tập thể dục, thế là chợt cảm thấy buồn cười, thế nhưng cũng không dám làm càn. Nhưng cảm giác sung sướng này cũng làm cho người ta nhịn không được. Một ký giả đài truyền hình di theo rất nắm bắt cơ hội mà bấm máy vài lượt, trong một tấm ảnh chuẩn mực, tiến độ dậm chân của bí thư Nguyễn có vẻ là hơi lớn. Dậm chân có thể làm cho người ta ấm lên. Thế nhưng nếu là thời gian quá dài thì căn bản là không thể chịu nổi. Hơn 10 phút sau, cuối cùng cũng có người không chịu được, một vị phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nói: "Bí thư Nguyễn, sốt cuộc tỉnh ủy thông báo là 9 giờ 20 hay 10 giờ 20, vì sao đến lúc này còn chưa đến?" Nguyễn Trấn Nhạc nhìn đồng hồ, hắn thấy đã đến 10 giờ 20, thế là không khỏi sinh ra cảm giác nghi hoặc. Những chuyện thông báo sai thời gian như thế này cũng chẳng phải chưa từng phát sinh thế là hắn đưa mắt nhìn Triệu Đức Càn. Tất nhiên Triệu Đức Càn ở bên kia cũng nhanh chóng mở sổ ghi chép ra xem xét. Bí thư Nguyễn, là 9h20. Sau khi xác định vài lượt, Triệu Đức Càn cuối cùng cũng lớn tiếng nói. Thật ra khi nhìn vào sổ ghi chép thì hắn thật sự có chút không yên, rất sợ con số ghi trên đó là 10 giờ 20 nếu như là hắn nhìn lầm thì tội quá lớn. Các vị lãnh đạo đã phải đứng trong gió rét một giờ liền, đây cũng không phải là sự kiện mà một vị phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy như hắn có thể chịu được. Nguyễn Trấn Nhạc khẽ gật đầu, thật ra trong lòng hắn cũng có lo lắng như vậy. Nếu sự thật là như thế thì hắn sẽ phải xử lý Triệu Đức Càn, tất nhiên sẽ là ảnh hưởng không nhỏ đến đường làm quan của Triệu Đức Càn sau này. Bí thư Nguyễn, có phải có vấn đề gì không? Tôn tin các đồng chí văn phòng tỉnh ủy thông báo không thể nào chính xác trăm phần trăm được, quá 20 phút cũng không là vấn đề, thế nhưng bây giờ đã hơn một giờ, thật sự khó thể nào tin được. Phó Chủ tịch Thường ủy Lữ Hạ Cường xoa xoa hai bàn tay khẽ nói với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc cũng hiểu có chút không đúng, hắn trầm ngâm dây lát, sau đó nói với Triệu Đức Càn. Đức Càn, anh gọi điện thoại cho trưởng phòng lý, hỏi xem bọn họ cụ thể đang ở nơi nào. Triệu Đức Càn lại nhận được mệnh lệnh, lúc này bàn tay của hắn có chút run rẩy, thầm hỏi thăm tổ tông 18 đời của vị trưởng phòng lý kia vài lượt nhưng sau khi điện thoại nối thông thì hắn vẫn phải tươi cười, cười nói. Chào trưởng phòng lý, tôi muốn hỏi lúc này lãnh đạo đã đến nơi nào rồi? Này đồng chí, anh bị ngây ngốc sao? Vì sao lại hỏi những câu như vậy? Lãnh đạo thành phố các anh không phải đã nghênh đón lãnh đạo rồi sao? Vì sao còn gọi điện thoại đến đây hỏi tôi nữa? Trưởng phòng lý ở bên kia càng tức giận hơn, giọng điệu không chút khách khí. Triệu Đức càng chợt choáng váng, hắn nhìn bí thư nguyễn đang đứng run rẩy ở bên kia cũng không thấy bí thư đang chào đón lãnh đạo tỉnh ủy thế là hắn lên tiếng trưởng phòng lý thật sự là chưa thấy bí thư nguyễn của chúng tôi còn chưa được nghinh đón xe của lãnh đạo này đồng chí ánh mắt của anh có vấn đề sao anh nói gì bí thư nguyễn của các anh bí thư nguyễn nào của các anh trưởng phòng lý giống như nghĩ đến chuyện gì đó thế là chợt luống cuống giọng điệu nhanh chóng trở nên sắc nhọn là bí thư nguyễn ở thành phố đông bộ triệu đức càn đã dự liệu được điều gì đó hắn hít vào một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói với bên kia bí thư nguyễn của thành phố đông bộ sao ôi này các đồng chí thành phố đông bộ chẳng lẽ ban thư ký không thông báo cho các anh lần này vị trí nghiên cứu của lãnh đạo có biến động đã không còn đi đến thành phố đông bộ nữa rồi sao trưởng phòng lý dùng giọng tràn đầy kinh ngạc nói làm gì có thằng khốn nào nói cho tôi biết triệu đức càn thầm mắng như vậy thế nhưng đó chỉ là thầm mắng, hắn không dám nói ra nửa chữ bất kính. chương 772, quan lạnh làm nóng, quan tục cố gắng thanh nhã. Trên địa giới giữa thành phố La Nam và Tam Hồ, Vương Tử Quân và Lý Quý Niên tiến lên ninh đón, chiếc xe 30 chỗ đi ở giữa sau xe cảnh sát mở đường chậm rãi dừng lại. Tử Quân, cậu lên đây đi. Sau khi cửa xe mở ra, Thạch Kiên Quân trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu một cái với Lý Quý Niên, sau đó leo lên chiếc xe 30 chỗ. Hắn lên xe, chợt thấy Dương Độ Lục và Hào Nhất Phong đang ngồi chung quanh một chiếc bàn nhỏ. Trưởng Ban Dương, đây là đồng chí bí thư thị ủy La Nam Vương Tử Quân. Hào Nhất Phong thấy Vương Tử Quân lên xe thì nhanh chóng giới thiệu cho Dương Độ Lục. Dương Độ Lục thật sự quá quen thuộc với Vương Tử Quân, chưa nói đến thứ gì khác, con trai Dương Quân Tài của của lão vì bị Vương Tử Quân áp chế mà phải rời khỏi tỉnh Sơn Nam, rời khỏi cái nôi có thể làm dương quân tài bay cao trên quan trường. Dù dương độ lục bây giờ vẫn kiêu ngạo vì sự thay đổi của con trai, thế nhưng đối mặt với người đã ức hiếp con trai mình, nếu nói trong lòng lão không có chút vướng mắc thì hầu như là không thể. Nhưng dương độ lục làm quan đến cấp bậc hiện tại thì cũng không phải là người thường, lão chờ vương tử quân rồi xuống rồi cười nói. Tôi đã từng nghe nói nhiều về đồng chí tử quân, mời cậu ngồi. Vương tử quân nhìn gương mặt tươi cười của Dương Độ Lục, Hắn cũng chú ý ứng phó. Với thân phận của Dương Độ Lục vào lúc này chắc chắn sẽ không muốn gây khó dễ cho mình, nhưng dù sao thì mạch nước cũng đã chảy, dù gì thì cẩn thận một chút vẫn hơn. Vương Tử Quân thấy lúc này Dương Độ Lục nhìn càng có vẻ tinh thần hơn trên TV, trưởng ban Dương ngồi đó làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Nếu so sánh với Dương Quân Tài với Dương Độ Lục, căn bản không phải chỉ là kém xa vạn dặm. Chào trưởng ban Dương Vương Tử Quân chào hỏi Dương Độ Lục xong thì ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa, hai tay đặt trước ngực, bộ dạng giống như bất cứ lúc nào cũng chờ sự phân phó của lãnh đạo. Thạch Kiên Quân hiểu rất rõ về Vương Tử Quân, biết rõ người này là một kẻ căn bản không phải ra bài theo quy cách thông thường. Lúc này hắn thấy bộ dạng nghiêm cẩn của Vương Tử Quân, thế là trong lòng bùng lên cảm giác tán thưởng. Tiểu tử này xem ra không giống như bình thường, hiểu rõ phải đi như thế nào cho phù hợp. Thạch Kiên Quân trước đó căn bản không ngờ Dương Độ Lục sẽ thay đổi lộ tuyến nghiên cứu thị sát ở tỉnh Sơn Nam, nhưng khi hắn được xem bản tin vì 13 anh em, hắn đã hiểu thủ đoạn cao minh của thành phố La Nam. Bản tin vì 13 anh em kia thật sự rất cảm động, Thạch Kiên Quân cảm thấy chính mình căn bản không thể nào đứng trơ mắt nhìn tình cảnh kia diễn ra. Bản tin tất nhiên sẽ được truyền bá rộng rãi chỉ sau một đêm, nếu như không được ai thúc đẩy, như vậy căn bản là không thể nào nói thật Thạch Kiên Quân và Hào Nhất Phong căn bản cảm thấy chờ tay không kịp với tình huống thay đổi đột nhiên này. Tuy trước đó thành phố La Nam đã có chuẩn bị, nhưng sau khi xác định đi đến thành phố Đông Bộ thì tỉnh ủy đã thông báo yêu cầu La Nam ngừng chuẩn bị, bây giờ lại đột nhiên đến thành phố La Nam, rốt cuộc có tình huống gì xảy ra, thật sự khó nói trước được. Nhưng Dương Độ Lục nói sẽ đến thành phố La Nam, Hào Nhất Phong là lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, hắn không thể mở miệng từ chối. Vì thế sau khi cho ra quyết định, đoàn xe nhanh chóng xuất phát về thành phố la nam rất nhiều sự việc càng được sắp xếp ngay trên xe lúc này đi đến thành phố la nam cũng chính là tiến vào giai đoạn nghiên cứu khảo sát rốt cuộc sẽ có thành tích gì phải nhìn vào chuẩn bị của thành phố la nam bí thư vương bây giờ tình huống cứu hộ thế nào rồi dương độ lục chờ vương tử quân ngồi xuống rồi khẽ hỏi vương tử quân khẽ nghiêng người về phía trước một chút biểu hiện sự tôn kính của mình với trưởng ban dương sau đó trầm giọng nói Trưởng ban Dương, lúc này chúng tôi đã phái 15 đội cứu hộ vào tìm kiếm ở ngọn núi Bắc Phong dãy Cô Yên Sơn, bây giờ còn chưa tìm ra vị trí của 13 người kia, thế nhưng đã phát hiện ra dấu vết của những người kia trên Cô Yên Sơn. À, công tác cứu viện lần này nhất định phải làm sao cho thật nhanh chóng, dù sao thì tính mạng cũng là thứ quan trọng hơn cả, nếu có gì khó khăn thì cậu cứ cầu viện bí thư nhất phong và chủ tịch Thạch, chuyện này không nên chậm trễ được. Dương độ lục khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói. Vâng, Thành phố La Nam chúng tôi nhất định sẽ quán triệt và chấp hành chỉ thị của lãnh đạo, sẽ kiên quyết dùng tốc độ nhanh nhất để cứu hộ 13 người kia ra khỏi Cô Yên Sơn." Vương Tử Quân nhanh chóng có nhiều ý nghĩ, hắn trầm giọng lên tiếng. "Chúng ta đến Cô Yên Sơn xem thế nào cái đã." Dương Độ Lục nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong, sau đó thản nhiên nói. Hào Nhất Phong gật đầu đồng ý, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. "Con đường đến Cô Yên Sơn thế nào? Có thể thông xe?" Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi nói tiếp. Nhưng khoảng 1,5 km cách căn cứ cứu viện thì căn bản không thể nào đi xe được. Hào nhất phong nhướng mày, tùy lão biết rõ điều này khó trách vương tử quân, thế nhưng trong địa phương mình quản lý cho chỗ còn chưa thông xe, điều này làm cho một bí thư tỉnh ủy như hắn cảm thấy có chút mất mặt. Đừng lo lắng. Các đồng chí cứu viện căn bản không cảm thấy trở ngại, chúng ta cũng có thể đi qua được. Dương Độ Lục khoát tay cười nói. Bí thư tử quân, các anh cần phải bỏ lực nhiều hơn ở phương diện xây dựng cầu đường cho thành phố La Nam. Thạch Kiên Quân nghe được câu nói này của Dương Độ Lục thì không khỏi khen vận may của Vương Tử Quân. Vì hắn là người làm chủ địa phương này, hắn không thể khen Vương Tử Quân, như vậy là mèo khen mèo dài đuôi, nhưng Dương Độ Lục là lãnh đạo Trung ương, mở miệng như vậy lại quá phù hợp. Trưởng Ban Dương, đồng chí Tử Quân đến thành phố La Nam được hơn nửa năm, thành tích thật sự rất trói sáng, đặc biệt là ở phương diện xây dựng cầu đường cậu ấy đã vượt qua quy củ của tỉnh Sơn Nam, đề xuất xây dựng đường cao tốc nối liền La Nam và Sơn Viên theo hình thức BOT. Bây giờ đường cao tốc Sơn La đã tiến vào giai đoạn chủ bị, sắp đẩy mạnh khởi công, một tháng nữa sẽ được đẩy mạnh xây dựng. Đường cao tốc Sơn La, Dương Độ Lục từng là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, tất nhiên từng tình huống của tỉnh Sơn Nam luôn nằm trong lòng hắn. Thành phố La Nam chính là một tâm bệnh của Dương Độ Lục, bất cứ lúc nào hắn cũng nghĩ đến tình huống phát triển kinh tế vùng núi nghèo khó này. Dương Độ Lục luôn nghĩ rằng sẽ là một con đường từ thành phố Sơn Viên đến La Nam, thế nhưng đường cao tốc thì giá trị quá cao, cần sự trợ giúp quá lớn. Vì vậy khi còn là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam thì Dương Độ Lục thật sự phải áp chế hạng mục đường cao tốc này lại. Bây giờ nghe nói đường cao tốc Sơn La sắp được khởi động, lại căn bản không cần một xu của chính quyền, đeo này không khỏi làm cho Dương Độ Lục cảm thấy vui mừng. Tuy Lão và Vương Tử Quân thật sự có chút ân oán tư nhân, thế nhưng đã đến cấp bậc của hắn, những chuyện nhỏ bé này căn bản không ảnh hưởng quá lớn đến đại cục. Đường cao tốc từ Sơn Viên đến La Nam, dù nhìn từ phương diện thành phố La Nam hay tỉnh Sơn Nam thì cũng là động mạch chủ cực kỳ quan trọng. Nhưng này đồng chí Nhất Phong, tôi cảm thấy đường cao tốc Sơn La là một hạng mục quá quan trọng, vì nó đã cung cấp một phương thức đầu tư xây dựng đường cao tốc rất hay cho quốc gia, nếu như có thể mở rộng kinh nghiệm này ra ngoài, như vậy sẽ càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Dương Độ Lục tuy nói không quá lớn thế nhưng lại có ý nghĩa mạnh mẽ như thác đổ. Hào Nhất Phong cũng nghĩ đến phương diện này, bây giờ nghe thấy Dương Độ Lục nói như vậy thì cười nói. Lão lãnh đạo cứ yên tâm, chúng tôi cũng đang nghĩ đến điều này, đang chuẩn bị gom góp đủ kinh nghiệm thì sẽ mở rộng xây dựng các con đường cao tốc khác trong tỉnh Sơn Nam. Thạch Kiên Quân mỉm cười liên tục xưng vâng, nhưng ánh mắt của hắn lại không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vẫn có thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh trước lời khích lệ của trưởng Ban Dương. Khi Dương Độ Lục cho ra đánh giá cao độ với đường cao tốc Sơn La, thật ra ánh mắt cũng luôn nhìn chầm chầm vào Vương Tử Quân. Phản ứng và vẻ mặt của Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh ung dung, điều này càng làm cho trưởng ban Dương thêm tán thưởng. Dương Độ Lục là một người yêu tài, nếu không thì nhóm người hào nhất phong sẽ căn bản không được đề bạt. Hơn nữa kinh nghiệm công tác nhiều năm càng làm cho lão có ánh mắt nhìn người độc đáo của riêng mình. Lúc này lão nhìn vào biểu hiện ung dung trầm ổn của Vương Tử Quân, Lão Thầm nghĩ có lẽ đường cao tốc Sơn La còn chưa phải là một thành tích lớn nhất của người này. Hai chữ trầm ổn nghe có vẻ đơn giản nhưng thực hiện lại cực kỳ khó khăn, người trầm ổn mới có bản lĩnh, mới có thể làm được việc lớn. Những năm qua không phải Dương Độ Lục ít gặp người trầm ổn, nhưng những người kia đều lớn tuổi hơn Vương Tử Quân rất nhiều. Bí thư Tử Quân, vì sao khi đó các cậu lại nghĩ dùng phương thức BOT để xây dựng đường cao tốc Sơn La? Dương Độ Lục lúc này càng thêm quan tâm đến Vương Tử Quân lão nhìn lướt qua khung cảnh ngoài cửa sổ sau đó lại đặt câu hỏi lên người vương tử quân trưởng ban dương thật sự là khi đó thành phố la nam chọn phương thức bot vì không đủ tài lực coi như bị ép phải làm như thế với tài lực của thành phố la nam nếu muốn làm đường cao tốc đến sơn viên trên cơ bản là không thể nào nhưng nếu muốn thành phố la nam phát triển nếu không xây dựng một con đường thì căn bản là không thể nào vương tử quân nở nụ cười đón ánh mắt của trưởng ban dương sau đó trầm giọng nói. Dương Độ Lục khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục lên tiếng. Xe chạy trên con đường xấu, bắt đầu lắc lư qua lại. Thành phố La Nam đã chào đón bao nhiêu ban ngành lãnh đạo, thế nhưng chưa từng có người nào nghĩ ra phương pháp này, vì vậy có thể thấy đồng chí Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam đã cân não rất nhiều. Người xưa có nói, quan nhỏ làm lớn, quan nóng làm lạnh, quan rảnh rỗi cố gắng bận rộn, qua tục tiểu cố gắng thanh nhã, nó nói rõ điều gì? đó là làm quan không phân biệt lớn nhỏ chỉ cần anh có ý nghĩ anh có thể làm một vị quan tốt vương tử quân cũng không nói gì lúc này dù hắn có nghĩ gì cũng phải tỏ ra khiêm tốn lãnh đạo có thể khen anh nhưng anh không thể lên mặt chỉ vì một lời khen ngợi như vậy như vậy lại là phạm húy hào nhất phong lúc này cũng không thể tiếp lời hắn chỉ có thể nở nụ cười với dương độ lục thế là bầu không khí trong xe chợt có chút cảm giác khác thường dưới dự dẫn đường của xe cảnh sát hai chiếc xe chậm rãi chạy đến địa giới huyện Dương Phong thành phố La Nam. Tuy nới này vẫn là đường núi nhưng xe cộ đã dần nhiều hơn, bắt đầu xuất hiện nhiều xe tải chạy ra vào. Những chiếc xe tải kia vận chuyển thứ gì vậy? Hình như là vật liệu xây dựng thì phải. Dương Độ Lục nhìn về phía một chiếc xe tải rồi dùng giọng giống như tùy ý nói. chương 773, Cúp Vàng Cúp Bạc không bằng danh tiếng của dân. Vương Tử Quân cũng nhìn thấy những chiếc xe tải chở vật liệu kia, hắn thấy dương độ lục hỏi thăm thì nói trưởng ban dương những chiếc xe kia chở vật liệu xây dựng bọn họ đang vận chuyển vật tư để khai phá khu du lịch cô yên sơn khu du lịch cô yên sơn dương độ lục khẽ gật đầu lão tuy không thường xem tv thế nhưng mỗi ngày cũng được xem qua những quảng cáo quan trọng thế nhưng cũng căn bản chưa từng nghe nói về khu du lịch cô yên sơn vương tử quân lên tiếng thì hào nhất phong và thạch yên quân cũng nhìn về phía cô yên sơn Trước nay dãy cô Yên Sơn ở thành phố La Nam căn bản không có danh tiếng gì, giống như một ngọn núi vàng lại được Vương Tử Quân phát hiện ra. Vương Tử Quân đi đến La Nam được nửa năm, hắn nắm lấy một dãy núi cô Yên Sơn để kêu gọi được số tiền đầu tư hơn 200 triệu, coi như tìm được con đường làm giàu cho nhân dân chung quanh cô Yên Sơn, càng biến cô Yên Sơn thành một điểm tăng trưởng kinh tế cho thành phố La Nam. Xe cảnh sát chạy ở phía trước dần chạy chậm lại, tuy lái xe 30 chỗ có kỹ thuật không tệ, thế nhưng xe vẫn sóc nảy liên tục. Đặc biệt là khi đi qua một chiếc hố lớn, một âm thanh khá lớn chợt vang lên. Hào Nhất Phong là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam, đi trên con đường thế này thật sự có chút lo lắng. Lão biết trưởng Ban Dương căn bản cũng không trách mình, nhưng tình hình giao thông như vậy vẫn làm cho lão mất mặt. Trưởng Ban Dương, Bí Thư Nhất Phong, bây giờ chúng ta đang đi trên con đường của từ thành phố La Nam đến Cô Yên Sơn. Chúng tôi vì phối hợp đẩy mạnh xây dựng khu du lịch Cô Yên Sơn mà đã ký hợp đồng với công ty Đông Du đầu tư 10 triệu xây dựng một con đường dài 25 km từ Cô Yên Sơn đến thành phố La Nam, theo kế hoạch thì tháng 2 sang năm sẽ được thông xe. Vương Tử Quân vừa nói vừa chỉ chỉ về phía trước. Hào Nhất Phong nghe nói sang năm con đường sẽ được thông xe thì thở dài một hơi, dù sao mình cũng còn lại chút thể diện. Nhưng lúc này lão không thể nói gì hơn, dù sao cũng là người một nhà khen ngợi vương tử quân sẽ phát sinh hiểm nghi tô vẽ lên mặt mình dương độ lục cũng hiểu tâm tư của bộ hạ cố lão cười cười định lên tiếng đúng lúc này có một nhóm người đang sửa đường ở phía trước đang tiến hành lót đá dừng xe dương độ lục khẽ nói xe chậm rãi dừng lại hào nhất phong và thạch kiên quân cùng dương độ lục xuống xe lúc này công trình đang thi công nhiệt liệt cũng giống như không cảm ứng được nhóm người bên này một vài công nhân đưa mắt nhìn hai lượt sau đó tiếp tục bận rộn làm việc. Con đường này có thể coi là đường cấp 2. Dương Độ Lục đưa mắt nhìn, sau đó khẽ nói với Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, cậu mau giới thiệu cho trưởng Ban Dương về tình huống con đường này. Vương Tử Quân đồng ý một tiếng, sau đó chỉ về phía trước nói. Trưởng Ban Dương, con đường này được khởi công hơn một tháng, nhưng vì muốn đẩy nhanh công tác xây dựng, thế cho nên công ty Đông Du quyết định chia ra làm nhiều đoạn đường, cho nam nhà thầu tiến hành xây dựng cùng một lúc, tổng cộng là 4 làn xe. Dương Độ Lục khẽ gật đầu, lão cũng không tiếp tục nói chuyện với Vương Tử Quân mà đi đến bên cạnh một ông lão đang dùng sẻng xúc đá, sau đó lớn tiếng nói. Anh, cho tôi mượn nhờ hột quẹt một chút. Ông lão trên 60 tuổi đưa mắt nhìn Dương Độ Lục, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hột quẹt ném cho Dương Độ Lục. Trưởng ban Dương thuần thục nhận lấy hột quẹt châm thuốc, sau đó tiện tay đưa cho ông lão một điếu anh nghỉ tay một chút đến đây cùng hút điếu thuốc dương độ lục tiến lên trả bật lửa sau đó cười ha hả nói cảm ơn tôi còn phải làm việc phải đẩy nhanh tốc độ chúng tôi phải cố gắng hoàn thành con đường trước tết ông lão vừa tiếp nhận điếu thuốc của dương độ lục nhét lên tai sau đó cười hì hì nói ông lão cũng nhìn thấy chiếc xe ở phía bên kia dù chưa từng được gặp lãnh đạo thành phố, thế nhưng cũng biết đó là lãnh đạo đến kiểm tra. Dùng trí tuệ của lão sau bao năm qua, bây giờ tốt nhất là trầm mặc ít nói, nói ít đi sẽ bớt đi nhiều chuyện. Hút điếu thuốc nghĩ ngơi cũng không được sao, nghe khẩu âm của anh thì giống như là người vùng này phải không? Dương Độ lục hít vào một hơi thuốc rồi cười ha hả nói. Đúng vậy, tôi là người vùng này, đám lão già chúng tôi đã nhiều năm ngóng trong con đường này được xây dựng, cuối cùng nó cũng được xây dựng thế cho nên ai cũng mong nhanh chóng hoàn công. Ông lão vừa nói vừa xoay người muốn đi. Khi thấy phản ứng của ông lão như vậy thì Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đều nhìn về phía Vương Tử Quân, dù sao đây cũng là địa bàn của anh, cũng không nên làm cho trưởng Ban Dương mất hết hào hứng thị sát như vậy được. Vương Tử Quân cũng hiểu rõ ý nghĩa ánh mắt của Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, hắn trầm ngâm dây lát, sau đó vội vàng đi qua nói. Bác à, chúng cháu đang đến núi Bắc Phong thuộc Cô Yên Sơn, bây giờ lỡ lạc đường, bác có thể chỉ đường cho chúng cháu được không? Thời này TV đã được phổ cập ở các thành phố khác, thế nhưng cô Yên Sơn căn bản là một vùng lạc hậu, TV chỉ là thứ trong mơ mà thôi. Vì thế ông lão này căn bản không biết Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam. Ông lão thấy Vương Tử Quân nói chuyện rất ôn hòa, thế là khẽ dừng chân, sau đó nhìn thoáng qua chiếc xe cảnh sát rồi dùng giọng kính sợ nói các người muốn đi đến Bắc Phong thì chạy theo con đường này khoảng 5 km thì đến. Ông lão nói đến đây thì mới nói. Có phải các cậu đến đây để cứu người không? Đúng vậy, chúng cháu cũng muốn vào núi cứu người. Vương tử quân suy nghĩ xem làm sao giữ ông lão này lại, thế là khẽ nói. Ôi, những người kia thật sự là ăn no rãnh mỡ không có việc gì làm, chính quyền đã ra thông cáo khắp cô Yên Sơn, người trong thôn chúng tôi còn nhắc nhở bọn họ đừng vào trong núi, Thế nhưng bọn họ không nghe. Bây giờ thì tốt rồi, xảy ra chuyện lớn, đám người kia thích chịu khổ thì tự nhiên, thế nhưng cũng vì đám người kia mà làm ảnh hưởng đến bí thư Vương của chúng tôi. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn thế nào cũng không ngờ ông lão này lại nói ra một lời như vậy, thế là thật sự không biết trả lời thế nào. Nói thật, trong quá trình Dương Độ Lục xuống nghiên cứu thị sát, hắn căn bản không sắp xếp bất kỳ tình huống nào nhưng tình huống diễn ra vào lúc này lại giống như mình có sắp xếp trước mặt lãnh đạo vậy vì sao lại là hãm hại làm khổ bí thư vương của các anh anh nói cho tôi xem thử chúng tôi là nhật báo quốc gia đang muốn đến phỏng vấn tình huống ở cô yên sơn biết đâu còn có thể giúp đỡ cho bí thư vương của các anh một chút thạch kiên quân khẽ cười hắn tiến lên giúp đỡ vương tử quân tiếp lời vương tử quân khẽ gật đầu với thạch kiên quân tỏ vẻ cảm tạ đối phương lúc này hắn thật sự không thích hợp mở miệng mà Thạch Kiên Quân lại nói rất phù hợp. Thật vậy sao? Như thế thì tốt quá. Tôi nói cho các anh biết một điều, tôi sống đến tuổi này rồi mà căn bản mới gặp được lãnh đạo tốt. Bí thư Vương này thật sự là không dễ dàng gì, người mới đến nửa năm đã tu sửa con đường này rồi. Tuy tôi không biết chữ nhưng cũng hiểu câu nói muốn phát triển phải sửa đường, chỉ cần con đường này được làm xong, khu du lịch Cô Yên Sơn được xây dựng, như vậy chỗ này của chúng tôi sẽ nhanh chóng phát đạt những người leo núi kia căn bản không có liên quan gì đến bí thư vương, chân mọc trên người của bọn họ, là việc mà chính bọn họ làm ra, bọn họ phải phụ trách việc làm của mình. Dương Độ Lục cười cười, lão nói thêm vài câu với ông lão, sau đó nói lời cáo biệt. Ông lão lúc này cũng không biết mình nói chuyện với ai, lão vẫn tiếp tục dùng sẻng làm việc của mình. Đoàn người tiếp tục lên xe, vì không biết rõ tâm tư của Dương Độ Lục, thế cho nên cũng không ai mở miệng. Khi Hào Nhất Phong đang suy tư nên làm sao để giải quyết bầu không khí ngột ngạt vào lúc này, chợt nghe thấy Dương Độ Lục nói: "Có câu trong thiên địa có một quả cân, quả cân là dân chúng." Câu nói này rất đúng, dân chúng thường chất phác, ai làm chuyện tốt cho bọn họ, như vậy bọn họ sẽ không quên anh. Chương 774, phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Vương Tử Quân là một cán bộ trẻ tuổi, nói năng cũng không quá mức thận trọng thỉnh thoảng cũng nói vài câu vui đùa làm cho người ta cảm thấy vị lãnh đạo này rất gần bên quần chúng. Tất nhiên những lời nói đùa của vương tử quân cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh, lãnh đạo đều là lãnh đạo, hạ cấp là hạ cấp, lãnh đạo nói đùa thì biểu hiện sự bình dị gần gũi không kiểu cách nhà quan, nhưng nếu anh tùy tiện với lãnh đạo, đó rõ ràng là không tán thưởng, ánh mắt không nhìn xa. Ngàn vạn lần đừng vì những lời nói có chút vì tiện của lãnh đạo mà quên đi tất cả. Nhưng vị phóng viên lại không quan tâm đến những điều này. Hắn chẳng qua chỉ muốn làm tốt vai diễn một người gây sự mà thôi. Vương Tử Quân suy tư một lát, sau đó trầm giọng nói: "Chúng tôi cũng đã nghiên cứu về phương án sử dụng những đội ngũ chuyên nghiệp, chúng tôi cho rằng bọn họ tuy chuyên nghiệp nhưng lại không quen thuộc tình huống ở Cô Yên Sơn, sẽ không thể nào nhanh chóng bằng người dân Cô Yên Sơn và các chiến sĩ cảnh sát quân sự cho được." "Bí thư Vương, tôi cho rằng anh rõ ràng là không chịu trách nhiệm với sinh mạng của những người kia, nếu như Bí thư Vương nói như vậy, vì sao đến bây giờ còn chưa cứu được người ra. Vị phóng viên trẻ tuổi nói đến đây thì nhìn chầm chầm vào vương tử quân. Lúc này nhan sĩ tắc thật sự đổ mồ hôi, hắn dù thế nào cũng không ngờ vào đúng lúc quan trọng lại có một người như thế này nhào đầu ra. Hắn lần đầu tiên thấy vị phóng viên này, nhưng câu hỏi của đối phương lại làm cho hắn như đứng đống lửa ngồi đống than. Tuy đối tượng để vị phóng viên kia đặt câu hỏi là bí thư vương, thế nhưng nếu như bí thư vương bị hỏi mà không thể trả lời cho tốt, như vậy cũng không phải chuyện gì vui vẻ với Nhan Sĩ Tắc. Dù sao hắn cũng là cấp dưới của Vương Tử Quân, là người được Vương Tử Quân ủy thác trách nhiệm chỉ huy sự việc này. Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, Nhan Sĩ Tắc lúc này thật sự muốn đánh cho tên phóng viên kia một trận, nhưng bất đắc dĩ là ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể để lại trong lòng. Lúc này Dương Độ Lục và Hào Nhất Phong đều có mặt, hắn nào dám làm gì khác hơn. Vương tử quân nhìn vị phóng viên thích gây sự ở bên kia, trong lòng cũng thầm hiểu ý nghĩ của đối phương. Người trẻ tuổi thường có ý nghĩ hướng lên, bọn họ càng phải dẫm chân lên vai người khác để đi lên sân khấu. Dù mình là bí thư thị ủy nhưng cũng không phải là vua, nếu như đối phương có thể cho ra vài lời phỏng vấn mặt trái, như vậy mới là người nổi tiếng. Sau khi biết rõ ý nghĩ của tên phóng viên thì vương tử quân cười cười, dám chơi trò này trước mặt hắn, thật sự là không ngờ đối phương lại có thể nghĩ ra trò này khi vương tử quân chuẩn bị mở miệng đột nhiên có một cô gái trẻ chạy từ trong lều ra ngoài cô gái vừa chạy vừa hô lớn chủ tịch lỗ chủ tịch lỗ cô gái chạy ra rất nhanh điều này không khỏi làm cho vương tử quân nhìn về phía bên này dù là nhóm người dương độ lục cũng phải đưa mắt nhìn không gian đang lặng ngắt như tờ vì sự xuất hiện của các vị lãnh đạo lúc này ai cũng phải đưa mắt nhìn về phía cô gái đang chạy ra ngoài như chim yến cô gái chưa từng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy thế cho nên lúc này gương mặt đỏ hồng, bước chân cũng dừng lại. Nhan sĩ tắc nhìn chủ tịch lỗ, với ý nghĩa anh sắp xếp thế nào, vào trường hợp nghiêm túc thế này sao lại có cô gái hô hào thế kia. Mà chủ tịch lỗ lúc này cũng biểu hiện gương mặt vô tội, thầm nghĩ tôi đã tuyên bố kỷ luật bao nhiêu lần, điều này cũng không thể trách tôi được. Cô gái thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía mình, thế là không biết phải nói sao cho đúng, hơn nữa sau đó nàng lại thấy ánh mắt nghiêm túc của bí thư nhan ở sau lưng chủ tịch lỗ, Chính mình, có chuyện gì xảy ra? Vương tử quân nhìn cô gái trần chờ ở phía bên kia, sau đó khẽ nói. Điều này, đã tìm được những người kia rồi. Sọng điệu của cô gái có hơi run rẩy, hơn nữa cũng không lớn, nhưng chỉ sau nháy mắt lại làm cho nhiều người phải run rẩy. Cô nói gì? Một thân nhân của người thất lạc đột nhiên chạy đến. Vừa rồi khi tên phóng viên mở miệng hỏi Vương Tử Quân vì sao không điều động đội ngũ chuyên nghiệp để cứu người thì hắn đã đi ra, lúc này nghe được lời nói của cô gái trẻ thế là không nhịn được kích động nhanh chóng đi đến bên cạnh cô gái trẻ cô gái cảm thấy đầu óc mình trống rỗng nhưng nàng vẫn nói theo bản năng đã tìm được người rồi trưởng thôn trịnh đã tìm được người vừa rồi bọn họ dùng bộ đàm báo cáo mọi người đều không có vấn đề mọi người đều không việc gì cả sao thế nhưng bọn họ đang ở nơi nào thân nhân người mất tích nhanh chóng kéo đến đám người kích động vây quanh cô gái trẻ Cô gái trẻ đã ở đây được hai ngày, nàng hiểu rất rõ tâm tình của thân nhân người mất tích. Nàng đưa mắt nhìn vẻ mặt kích động của mọi người, sau đó lên tiếng. Đúng vậy, tất cả đều bình an, ngoài có chút đói bụng thì không có vấn đề, lúc này nhóm người bí thư trịnh đang đi ra ngoài. Đã cứu được rồi, ha ha ha. Cuối cùng cũng không có chuyện gì, hu hu, chờ nó đi ra, tôi phải đánh ổ trận mới được. Tiếng khóc tiếng cười chợt vang lên trong khu căn cứ hậu cần rồi giao hòa với nhau, nếu so sánh với sự thất thố của thân nhân người mất tích vẻ mặt nhân viên cứu hộ cũng trở nên vui vẻ sáng lạn vị phóng viên bên kia càng xấu hổ đỏ mặt tía tai dù không ai chú ý đến hắn thế nhưng hắn vẫn cảm thấy hỗ thẹn vì ý nghĩ xấu xa của mình nên lén lút bỏ đi là vừa vị phóng viên có ý nghĩ như vậy hắn muốn rời khỏi nơi làm cho hắn cảm thấy bị thương này tiếp tục tìm kiếm những con đường thành danh khác Vương tử quân chú ý đến động tác của tên phóng viên trẻ tuổi kia, nhưng hắn không lên tiếng. Hắn tuy không cảm thấy đối phương quá đáng thương, thế nhưng cũng không muốn so đo với một người như vậy, dù sao cũng có lãnh đạo ở chỗ này. Từng đợt vỗ tay lên liên tục vang lên trong khu căn cứ, đám thân nhân của người mất tích với gương mặt kích động đầy nước mắt, bọn họ đi đến trước mặt vương tử quân và nhan sĩ tắc, sau đó dùng giọng cảm kích nói. Bí thư vương, bí thư nhan, những ngày nay các người đã giúp đỡ rất nhiều, nếu không có sự hỗ trợ của các anh, biết đâu thân nhân của chúng tôi đã không thể quay lại." Người này lên tiếng thì cúi đầu, những thân nhân khác cũng kích động xông đến. Thạch Kiên Quân nhìn thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra, trong lòng thầm cảm khái với vận may của Vương Tử Quân. Sự việc vốn rất phức tạp và khó chịu, thế nhưng trải qua sự vận tác của Vương Tử Quân, ngược lại biến thành một sự việc làm cho người ta cảm thấy kích động. Hơn nữa đúng lúc Dương Độ Lục đến đây thì người trong núi được cứu ra. Xem ra hiệu ứng quảng cáo là quá lớn. Xem ra người ta một khi đã gặp may thì núi cao cũng khó đỡ được. Chương 774.2, phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Các vị, mọi người hãy nghe tôi nói một câu, tôi hiểu tâm tình của mọi người, nhưng mọi người muốn cảm tạ, đầu tiên cũng không phải cảm tạ tôi, mà là cảm tạ những người đã mạo hiểm vào núi cứu người, phải cảm ơn những đồng chí giống như Trịnh Liên Phương, vì cứu người mà cố gắng dốc hết sức lực của mình. Vương Tử Quân biết rõ lúc này dù là Dương Độ Lục hay Hào Nhất Phong cũng không thích hợp mở miệng, hắn lại bị vây vào giữa, thế cho nên không nói không được. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó bắt đầu trấn an những thân nhân của người mất tích ở bên cạnh. Dương Độ Lục nhìn Vương Tử Quân đứng hăng hái trong đám người, lại nghĩ đến con của mình, sau đó chợt sinh ra cảm giác của Tào Tháo năm xưa. Sống chết là vì Vương Tử Quân. Nhất Phong, đối với sự kiện lần này, các anh cần phải cố gắng khai quật những điểm sáng phải tiến lên một bước khai quật và tuyên truyền về tinh thần vô tư dâng hiến hết mình của những đồng chí giống như Trịnh Liên Phương. Lời nói của Dương Độ Lục thật sự rất tương đồng với tính toán của Hào Nhất Phong, lúc này lão đã hạ quyết tâm, nhất định phải tuyên truyền lớn về sự kiện lần này. Dù sao thì La Nam cũng là một thành phố của tỉnh Sơn Nam, thành tích của thành phố La Nam cũng là thành tích của tỉnh Sơn Nam. Vì quay về không giống như đi cứu hộ nên cũng nhanh hơn, nhưng như vậy cũng mất hơn 3 giờ. Dương Độ Lục rất gấp gáp, căn bản không có thời gian ở chỗ này lâu như vậy, thế cho nên sau khi xác định những người kia đã an toàn, lão chuẩn bị rời khỏi Cô Yên Sơn về thành phố La Nam tiến hành nghiên cứu. "Trưởng ban Dương, các đồng chí hy vọng có thể được gặp ngài." Vương Tử Quân thầm suy đoán tâm ý của Dương Độ Lục, sau đó khẽ báo cáo với Dương Độ Lục. Dương Độ Lục nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi cười nói: "Vừa vặn tôi cũng muốn gặp các vị đồng chí đã vất vả cứu viện." Nhưng này đồng chí Vương Tử Quân, tôi nói với cậu cho rõ ràng, hôm nay tôi sẽ không lên tiếng. Khi nhân viên công tác cuối cùng bắt tay với Dương Độ Lục, đám phóng viên đang có mặt tất nhiên sẽ không quên ghi lại hình ảnh quý giá, thế là thời khắc tốt đẹp và quan trọng nhất của công tác cứu hộ đã được bọn họ giữ lại. Thời gian một ngày trôi qua như gió, nhưng đối với Vương Tử Quân lại giống như một tảng đá lớn rơi xuống. Quá trình nghiên cứu khảo sát của Dương Độ Lục rất thuận lợi, kết thúc nghiên cứu còn cho ra đánh giá cao độ với công tác của thành phố Lan Nam, đặc biệt còn khẳng định rất đầy đủ về phương diện cải cách chế độ nhân sự của thành phố Lan Nam. Tin tức 13 người an toàn về đến khu căn cứ được nhan sĩ tắc xác định, sau đó hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Tuy đã tìm được những người này, thế nhưng khi tin tức bọn họ đi vào trong khu căn cứ chuyển đến, Vương Tử Quân mới xem như thở dài một hơi. Vương Tử Quân thu dọn những món đồ trên bàn, sau đó hắn chuẩn bị về nhà, Đúng lúc chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn qua số điện thoại, sau đó nhấn nút nghe. "Bí thư Vương, là tôi, Trúc Phu Bình." Giọng nói quen thuộc truyền đến, Vương Tử Quân nghe được âm thanh của Trúc Phu Bình thì cười cười nói: "Chủ tịch Trúc, có bận rộn gì không? Bên đây vội vàng nghênh đón trưởng ban Dương, thế nhưng lại xem như toi công." Trúc Phu Bình thật sự rất vui vẻ, hắn vừa nói vừa cười ha ha vương tử quân biết rõ tỉnh ủy quyết định dùng thành phố đông bộ thay thế cho thành phố la nam lần này dương độ lục lại đến la nam thế nên căn bản không thể đến đông bộ mối quan hệ giữa vương tử quân và trúc phu bình không có nhiều thứ để che đậy thế là hắn cười nói thế nào chủ tịch trúc xem ra rất vui vẻ tất nhiên là vui vẻ tuy phải đứng hứng gió lạnh mùa đông cả giờ đồng hồ ngoài đường cao tốc trúc phu bình nói đến đây thì lại nở nụ cười sao có chuyện gì xảy ra Vương tử quân thầm suy đoán, ngoài miệng lại hỏi Trúc Phu Bình. Trúc Phu Bình cũng không giấu giếm, hắn nói rõ sự việc xảy ra hôm nay. Cuối cùng hắn lên tiếng. Bí thư vương, tuy trước mặt mọi người không nói gì, thế nhưng có nhiều lão đồng chí lại mở miệng mắng chửi sau lưng, đặc biệt là các vị lãnh đạo mặt trận tổ quốc, bọn họ càng chửi ầm lên. Anh có biết không, khi đó gương mặt bí thư Nguyễn có thể nói là âm trầm vắt ra nước. Vương tử quân nói vài câu liên quan đến tình huống của Trúc Phu Bình hắn trầm giọng nói. Vu Bình, người khác có thể mở miệng nói này nọ, thế nhưng anh thì không nên. Anh là chủ tịch thành phố Đông Bộ, anh cần phải đứng vững ở sự kiện này, tuyệt đối không để cho người ta dùng nó để nói về mình. Bí thư vương cứ yên tâm, tôi sẽ luôn có chừng mực, những gì không nên nói tôi sẽ tuyệt đối không nói. Trúc Vu Bình là người chìm nổi quan trường nhiều năm, hắn biết rõ có việc nên nói và không nên nói. Đặc biệt là vị trí của hắn lúc này rất mẫn cảm, biết đâu chỉ cần mở miệng đã sinh ra những phiền toái không cần thiết. Bí thư vương, tôi còn có việc cần anh chỉ giáo. Trúc Phu Bình nói, hắn cũng không chờ vương tử quân mở miệng, đã trầm giọng báo cáo. Đảng hàng bên kia có thể xảy ra vấn đề, nghe nói bí thư Nguyễn đã thông báo với bên trên, chuẩn bị cho đảng hàng đến làm phó chủ tịch mặt trận tổ quốc. Từ vị trí thường ủy thị ủy đến phó chủ tịch mặt trận tổ quốc, nhìn thì giống như đều có ẩn giấu điều gì đó, dù bất kỳ người nào trên quan trường cũng hiểu. Vương tử quân muốn kéo đảng hằng sang giúp mình, thế nhưng lại khó nói với Trúc Phu Bình, bây giờ thì tốt, Trúc Phu Bình chủ động đề cập đến vấn đề này, mình cũng không còn nhiều cố kỵ. À, tôi biết rồi, anh cứ yên tâm, đảng hằng sẽ không đến mặt trận tổ quốc. Vương tử quân dù không nói ra biện pháp của mình là gì, thế nhưng một câu nói này đã làm cho trái tim của Trúc Phu Bình hạ xuống lồng ngực. Vương tử quân nói không sai, năm xưa Chủ tịch Vương có thể vận tác cho mình chức vụ Chủ tịch thành phố Đông Bộ, như vậy một cấp bậc cho đảng hằng vào lúc này là không thành vấn đề. Sau khi nói thêm vài câu thì Vương Tử Quân lên xe của Lý Đức Trụ, chiếc xe chạy về nhà ở khu thường ủy thị ủy. Gần đây Vương Tử Quân có một thói quen, chỉ cần không bắt buộc phải dùng cơm ngoại giao, hắn cơ bản đều về nhà dùng cơm. Lúc này hắn cảm thấy rất thoải mái, thế cho nên càng muốn về nhà hưởng thụ vui thú nhân gian, xe chạy vào khu nhà thường ủy thị ủy, bảo vệ thấy xe số một thị ủy thì nhanh chóng mở cổng. Sau đó vương tử quân ra khỏi xe, nói một câu cho Lý Đức Trụ về nhà nghỉ ngơi trước, sau đó cất bước lên lầu. Vương tử quân đi vào trong nhà, một cảm giác ấm áp như mùa xuân bao phủ toàn thân. Con trai nhỏ đang ngồi trong xe nôi, nó nhìn thấy vương tử quân, thế là vung chân kéo chiếc xe trượt về phía hắn. Vương tử quân nhìn con trai mập mạp, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn khẽ tiến lên ôm con trai ra khỏi xe, sau đó cười nói. "Con trai, mẹ lại để con một mình sao?" "Ôi, không sao, có bố đây rồi, cho bố ôm một cái nào." Mạc Tiểu Bắc nghe thấy tiếng nói chuyện thì cầm bình sữa từ trong nhà đi ra. "Này, nghe lời của anh thì em giống như mẹ kế vậy, em đang đi pha sữa cho con." Chương 775: Một ngoài sáng một bình hoa, trong tối một cây đao. Khi Vương Tử Quân nói đùa với con trai thì đã là 7 giờ tối, hắn đã quen xem thời sự vào giờ này, thế là nhanh chóng mở TV. Hành trình Cô Yên Sơn lần này thật sự cho tôi ấn tượng quá sâu sắc, tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm như vậy, làm hại bạn bè và người thân phải lo lắng. Khi chương trình thời sự sắp kết thúc, chợt xuất hiện hình ảnh khu căn cứ Cô Yên Sơn, một tên thanh niên đang cầm micro trầm giọng nói: Ngài có hối hận vì hành vi tự tiện vào núi của mình không? Tiểu tử nghe rõ vấn đề của phóng viên, đầu tiên hắn có chút do so dự, sau đó chừng hai mắt nói. Hối hận thì hối hận, thế nhưng tôi lại được thấy cảnh sắc tươi đẹp, cảm thấy rất đáng giá. Tôi thật sự hy vọng khu du lịch Cô Yên Sơn nhanh chóng được đầu tư khai phá, nơi đây thật sự là tiên cảnh nhân gian. Nữ phóng viên giống như có chút bất ngờ vì câu trả lời của người thanh niên kia, nhưng chương trình thời sự cũng không có nhiều thời gian cho nàng phỏng vấn. Dù sao thì thời gian cũng có hạn, không thể nào dành cho một người được. Lúc này bản tin sắp kết thúc, sau lưng biên tập viên là cảnh đẹp như tranh vẽ, nàng dùng giọng vui sướng nói. Hoạt động cứu hộ 13 người bị lạc ở Cô Yên Sơn đã kết thúc, 13 người được cứu hộ an toàn, bọn họ lạc đường trong núi, được một nhóm cứu hộ đưa ra ngoài. Những hình ảnh sau lưng tôi đến từ tay một trong số 13 người đã lạc đường trên dãy Cô Yên Sơn. Vương Tử Quân nhìn bức tranh đẹp như tiên cảnh trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác hướng đến, thật sự quá đẹp. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân bấm nút nghe, cho thấy đầu dây bên kia vang lên âm thanh hưng phấn. Bí thư Vương, anh có xem bản tin thời sự chứ? Tôi thấy hình ảnh trong đó quá đẹp. Vương Tử Quân có thể nghe ra đó là âm thanh của giám đốc công ty Đông Du, hắn cười cười nói. A, à, rất đẹp, xem ra bức ảnh đó là của công ty các anh rồi. Ha ha ha. Bí thư Vương, tuy sự kiện lần này ở Cô Yên Sơn thật sự gây phiền hà, nhưng lại mang đến lực ảnh hưởng rất lớn, những ngày qua có trên trăm đơn vị du lịch gọi điện thoại đến, hỏi khi nào thì mở địa điểm Cô Yên Sơn, bọn họ đã chuẩn bị mở tuyến du lịch đến Cô Yên Sơn. Vương Tử Quân nghe âm thanh tràn đầy vui mừng ở đầu dây bên kia mà chợt sinh ra chút hương vị khác thường, nhưng hắn chỉ cười nói ra vài tình huống ở Cô Yên Sơn, cũng nói ra vài yêu cầu. Vương Tử Quân cúp điện thoại, Hắn ném những ý nghĩ trong lòng ra ngoài. Lúc này con trai ở phía bên kia cũng vùng vằng muốn thoát khỏi lòng mẹ để tiến vào trong lồng ngực ấm áp của bố. Trăng sáng sao thưa, đứng trong khách sạn Sơn Long, dưới ánh đèn mờ ảo càng làm xuất hiện khung cảnh lung linh đẹp đẽ, gió lạnh thổi qua vang lên những tiếng rít khe khẽ. Trong gian phòng được sắp xếp cho Dương Độ Lục, lúc này trưởng ban Dương còn chưa nghỉ ngơi, ngồi đối diện với lão trong phòng chính là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, bí thư hào nhất phong hai người lúc này có vẻ tùy ý hào nhất phong vừa uống trà vừa cười nói lão lãnh đạo ngồi cùng ngài trong khách sạn sơn long thật sự giống như quay về thời gian phấn đấu năm xưa dương độ lục cười cười nói được rồi nếu cậu muốn uống rượu thì cũng đừng lấy cớ như vậy hào nhất phong tình nguyện lợi dụng thời gian lúc này để làm sâu sắc cảm tình giữa mình và dương độ lục bây giờ nghe dương độ lục nói như vậy tất nhiên lão sẽ vừa cầm điện thoại vừa nói vẫn là lãnh đạo thông cảm cho tôi, tôi sẽ cùng uống vài ly với ngài. Cậu đấy, đã đến độ tuổi này rồi mà vẫn còn cứng miệng như vậy, rõ ràng là chính mình muốn uống, vì sao lại là uống với tôi? Thế nào, sợ cô nhà gây phiền phức sao? Không, sao lại như vậy được, vợ tôi trước nay đều không quan tâm đến phương diện này. Hào Nhất Phong khoát tay cực kỳ kiên quyết, lão trầm rôn nói với Dương Độ Lục. Dương Độ Lục nhìn bộ dạng của Hào Nhất Phong, lão cười ha hà. Vừa cười vừa chỉ vào hào nhất Phong nói: "Nhất Phong, lời này của cậu nói cho người khác, có lẽ người ta sẽ tin, nhưng đừng hòng dùng được ở chỗ tôi. Tôi biết sự kiện năm xưa cậu uống say và bị vợ nhốt luôn ở ngoài cửa." Hai người nhớ lại chuyện cũ, thế là cảm thấy vui vẻ ấm áp. Lúc này hai người giống như quên đi địa vị của mình, cùng nhau quay về thời điểm cùng phấn đấu ở tỉnh Sơn Nam năm xưa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên hai nhân viên phục vụ đưa thức ăn vào phòng khi bốn món thức ăn tinh xảo được đặt lên bàn thì giám đốc khách sạn cũng đi vào hắn khẽ đặt một chai mao đài lên bàn hào nhất phong rất thỏa mãn với cách sắp xếp của giám đốc khách sạn lão khẽ gật đầu với viên giám đốc kia sau đó tỏ ý cho bọn họ rời đi lão vung tay mở nắp chai rượu lãnh đạo vẫn là quy củ cũ ngài thấy thế nào nhất phong tôi thấy hay là thế này nên giảm đi một nửa với độ tuổi của chúng ta hiện tại cũng không còn mạnh như xưa. Vâng. Hào Nhất Phong cũng không phản bác, lão rót rượu ra ly, cũng không dùng ly rượu nhỏ của khách sạn, dùng một chiếc ly thủy tinh lớn. Lão rót cho Dương Độ Lục nửa ly, lại rót cho mình một ly đầy. Có rượu là có chất xúc tác, bây giờ uống rượu ôn lại chuyện cũ, tất nhiên sẽ càng thêm có hương vị. Hào Nhất Phong uống nửa ly rượu của mình, sau đó cười cười nói: "Lãnh đạo, ngài đến tỉnh Sơn Nam nghiên cứu khảo sát" tôi thật sự có chút kích động, chỉ sợ không làm tốt công tác thì lại bị ngài phê bình. Cậu còn sợ tôi phê bình, năm xưa không sợ, bây giờ lại sợ sao? Gương mặt dương độ lục cũng có hơi đỏ, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực có thần. Hào nhất phong cười hì hì, không nói gì, lão nâng ly rượu lên cùng với dương độ lục. Lúc này dương độ lục nhấc một ngụm, sau đó cười nói. Lần này tôi đến tỉnh Sơn Nam mà có rất nhiều cảm khái, hai năm không đến mà biến hóa rất lớn, đặc biệt là thành phố sơn viên càng ngày càng khác biệt nhìn vào những biến đổi ở tỉnh sơn nam thật sự có thể thấy được thành tích của các cậu ở nơi này là thế nào dương độ lục nói đến đây thì chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đặc biệt là hiện trạng thành phố la nam thật sự rất tuyệt hào nhất phong nghe dương độ lục nhắc đến thành phố la nam thì khẽ đặt ly rượu xuống lão nhìn thấy rất rõ ràng sự phát triển của thành phố la nam vào thời gian gần đây Tuy nếu so sánh với dĩ vãng thì thành phố La Nam nhìn qua giống như không thay đổi gì lớn, nhưng cảm giác vui vẻ làm giàu thật sự là ai cũng có thể cảm nhận được vào lú này. Trước khi vương tử quân đến nhận chức ở thành phố La Nam, Hào Nhất Phong không phải chưa đến thành phố La Nam để khảo sát xem xét. Đây là địa phương phát triển kém nhất tỉnh Sơn Nam, thật sự làm khổ các vị lãnh đạo tỉnh ủy, ai cũng muốn tìm ra hướng phát triển cho thành phố này. Trường 775-2, ngoài sáng một bình hoa, trong tối một cây đao. Hào Nhất Phong đẩy Vương Tử Quân đến thành phố La Nam chủ yếu là một hành vi nhân sự, một nước cờ hay trong quan trường, thế nhưng những gì Vương Tử Quân làm ra ở thành phố La Nam lại thật sự nằm ngoài dự đoán của lão. Dương Độ Lục nhìn vẻ mặt trầm mặc của Hào Nhất Phong, lão cũng không nói gì thêm, chỉ dùng đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Nhân tài khó có được. Câu nói này của Dương Độ Lục thật sự là không đầu không đuôi, thế nhưng Hào Nhất Phong lại biết rõ những lời này nói về Vương Tử Quân. Tuy lão không có hảo cảm gì với Vương Tử Quân, nhưng từ sâu trong lòng vẫn tán thành đánh giá của Dương Độ Lục, Vương Tử Quân này thật sự là nhân tài. Tuy lúc này thành phố La Nam mới tiến vào đường phát triển, thế nhưng hầu như Hào Nhất Phong có thể dự đoán được sự phát triển vượt bậc của La Nam trong tương lai. Trưởng Ban Dương, anh xem tôi có nên nói chuyện với Vương Tử Quân hay không? Hào Nhất Phong trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói. Lời nói của Hào Nhất Phong căn bản ẩn giấu rất nhiều ý nghĩa, lão tin tưởng Dương Độ Lục sẽ hiểu ý mình. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, thế nhưng trong đất nước này có chức vụ nào dễ làm? Nhìn bề ngoài thì thấy lãnh đạo đứng đầu địa phương có xe riêng, có rượu mau đài, quần áo ngăn nắp, có địa vị cao, nhưng mỗi ngày phải làm đủ mọi công tác cũng không phải dễ dàng gì. Tất nhiên cũng không thiếu những người gây náo loạn, cũng không phải là bọn họ không có năng lực, không làm việc ra hồn, Chẳng qua là đội ngũ bên dưới có vài kẻ gây sự. Bây giờ số người cố gắng công tác thực tế đang giảm, đám quan lại chỉ biết xem thường nhau, đấu đá nhau, không phục lẫn nhau, nước không chung một bầu, níu kéo nhau ở khắp nơi, chỉ biết làm loạn. Những người này có lực lượng nhưng không đặt lên phương diện công tác, chỉ biết một tay cầm đao, một tay cầm quyền, lại ngáng chân đối phương, thiếu đi những người làm việc thực tế như Vương Tử Quân. Dù hào nhất phong không quá chào đón Vương Tử Quân, thế nhưng nếu đánh giá khách quan Vương Tử Quân thật sự là một người có năng lực, có thể thay mình gánh vác trọng trách. Dương Độ Lục không nói gì, lão chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, sau đó mới nhàn nhạt nói. Thanh niên cần phải học hỏi nhiều kinh nghiệm. Ngọc không mài rũa sẽ không phát sáng. Hào Nhất Phong nâng ly rượu lên cười cười nói, thế nhưng trong lòng lão lại có vài phần tiếc nuối. Vì tâm tư của lão vừa mới xuất hiện đã bị một câu nói của trưởng Ban Dương đánh tan, quá tiếc nuối. Dương Độ Lục xem như hiểu ý nghĩ của Hào Nhất Phong, lão cũng nâng ly lên cùng ly với Hào Nhất Phong. Chúng ta uống rượu. Nửa bình rượu nhanh chóng vào bụng hai người. Hào Nhất Phong giống như đã quên chỉ thị của Dương Độ Lục lúc vừa rồi, lão tiếp tục cầm chai rượu rót vào ly. Dương Độ Lục cười tủm tỉm nhìn Hào Nhất Phong, cũng không có ý muốn ngăn cản. Lão lãnh đạo, tôi nghe nói quân tài bên kia sắp làm đám, xem ra ngài sắp lên cấp rồi hào nhất phong cũng không muốn dây dưa ở phương diện công tác lão khẽ mở miệng thay đổi chủ đề dương độ lục cũng rất vui vì sự kiện con trai kết hôn hắn cười cười nói tốt nhất là nên để sang năm vì vợ tôi ở nhà rãnh rỗi cũng buồn để cho bà ấy bận rộn một chút vì chuyện này cũng hay thời gian đã định đến lúc đó tôi sẽ uống với ngài vài ly rượu mừng hào nhất phong nói rồi mở miệng cảm khái lão lãnh đạo có vài lời tôi đã nói với ngài nhưng bây giờ lại nhắc lại năm xưa quân tài đến tỉnh sơn nam tôi thật sự không quan tâm tốt dương độ lục khoát tay áo nói điều này không trách được cậu hơn nữa quân tài nhờ đó mà trưởng thành hơn xem như có thu hoạch hào nhất phong nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của dương độ lục trong lòng thầm suy đoán tâm tư của lãnh đạo lão cảm thấy với bộ dạng và vị thế của lãnh đạo hiện tại với nhiều năm kinh nghiệm bên cạnh lãnh đạo lão biết lãnh đạo của mình căn bản không thoải mái vui vẻ như biểu hiện đừng nhìn vẻ mặt tươi cười của lãnh đạo mà lầm tưởng trong lòng vui vẻ khoáng đạt tâm tư bừng sáng dù sao thì dương quân tài cũng là con trai của dương độ lục hơn nữa còn là đứa con được lãnh đạo kỳ vọng dù dương quân tài bây giờ đang tiếp tục đứng lên thế nhưng vết bấn ở tỉnh sơn nam căn bản khó thể xóa đi được nhất phong phương án cải cách nhân sự ở thành phố la nam là rất tốt tỉnh sơn nam nên tiến hành tổng kết kinh nghiệm dù sao đây cũng là một phương án cải cách đã được kiểm nghiệm thực tế Dương Độ Lục thay đổi chủ đề, lão khẽ nói. Hào Nhất Phong gật đầu nói: "Lão lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt những gì ngài sắp xếp." Hai người nói thêm vài vấn đề, sau đó một chai rượu được uống cạn. Hào Nhất Phong lúc này có vài phần men say, gương mặt Dương Độ Lục cũng đỏ lên. Nhưng dù sao thì Hào Nhất Phong cũng là người được khảo nghiệm qua hàng trăm ngàn bữa tiệc rượu, lão kiên trì đưa Dương Độ Lục về phòng, sau đó mới đi về phía gian phòng của mình khi lão rời đi chợt nghe thấy dương độ lục lẩm bẩm mơ màng nói một câu nhân tài khó kiếm câu nói của dương độ lục rất mơ hồ nhưng dù hàm hồ thì hào nhất phong vẫn có thể hiểu rõ nó nói về ai lão nghĩ về tình huống hai người uống rượu chủ yếu trò chuyện về một cán bộ trẻ tuổi trong lòng không khỏi lóe lên nhiều ý nghĩ vương tử quân thật sự là một người khó lường khi còn công tác ở thành phố đông bộ thì dựng lên quyền uy tuyệt đối của mình giúp thành phố đông bộ phát triển mạnh mẽ tiết diệu tiến là người bị vương tử quân đẩy khỏi chiếc ghế bí thư thị ủy đông bộ thế nhưng người này lại ở nhiều trường hợp công khai nói rằng vương tử quân làm tốt công tác hơn chính mình ở thành phố đông bộ hào nhất phong đẩy vương tử quân đến thành phố la nam đây vốn là một thủ đoạn ép người vào chỗ khó trong tỉnh sơn nam ai cũng biết phương diện phân công vương tử quân là như thế nào vì một thành phố tụt hậu căn bản không thể nào so sánh được với một thành phố phát triển nhưng bây giờ thành phố la nam đang có xu thế phát triển mạnh mẽ đợi đến khi hai hạng mục đường sắt mân cô và đường cao tốc sơn la được hoàn công chỉ sợ la nam sẽ mọc cánh bay lên hào nhất phong nghĩ đến hoàn cảnh kinh tế của thành phố la nam trong lòng chợt nghĩ đến phương diện nhân sự ở la nam tuy lão không phải là người thành phố la nam thế nhưng lại là lãnh đạo tỉnh ủy lão nắm chắc bố cục nhân sự của la nam trong lòng bàn tay lý quý niên thật sự là một người quá yếu kém đường đường là một chủ tịch thành phố bây giờ lại đi theo bí thư như một phi thường ủy thông thường Điều này làm cho vị trí của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam là không thể mặc cả. Hào Nhất Phong nghĩ đến tình huống ở thành phố La Nam, nghĩ đến bộ dạng của Phó bí thư Lục Ngọc Hùng, thế là trong lòng liên tục lóe lên vài ý nghĩ. Năm xưa trình tự học cực lực đề cử Lục Ngọc Hùng cho Hào Nhất Phong, nhưng vì Hào Nhất Phong không ưa Lục Ngọc Hùng, vì vậy nên không quan tâm. Lúc này lão nghĩ đến Lục Ngọc Hùng, chợt cảm thấy đối phương là không tồi, dù sao thì đối phương cũng xem như đồng bộ với tỉnh ủy ở vài phương diện. Hào Nhất Phong quay về phòng của mình mà thật sự khó ngủ, lão đốt một điếu thuốc rồi đi qua đi lại trong phòng, trong đầu chủ yếu là gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân. Chương 776, đi theo phòng tổ chức thì càng ngày càng phát triển. Vương Tử Quân, Nguyễn Trấn Nhạc, cuối cùng trong lòng Hào Nhất Phong chỉ có hai cái tên này. Vì lão có ý nghĩ khó thể dứt bỏ, thế cho nên mãi mà không nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Hai ngày qua tâm tình của Đảng Hằng là rất tốt hắn nghĩ đến tình huống Nguyễn Trấn Nhạc dẫn đầu thành viên bốn bộ ban ngành ra đầu đường cao tốc đón gió lạnh hơn một giờ, thế là không nhịn được phải nở nụ cười. Nhưng niềm vui này chỉ được hắn đặt trong lòng, không thể biểu hiện ra bên ngoài. Tất nhiên đảng hằng che giấu như vậy cũng không phải vì sợ Nguyễn Trấn Nhạc, hắn chủ yếu cảm thấy người chịu gió lạnh khổ sở là các cán bộ lão thành khối mặt trận tổ quốc, nếu mình cười đùa thì thật sự làm người ta khó chịu. Nhưng hai ngày qua Nguyễn Trấn Nhạc cực kỳ âm trầm, gương mặt dài hơn mặt ngựa, dù là ai cũng có thể thấy được rõ ràng. Triệu Đức Càn bị Nguyễn Trấn Nhạc tìm cơ hội mắng cho một trận, điều này mọi người đều biết. Nghĩ lại thì đảng hằng thấy như vậy là đúng, Triệu Đức Càn là người khôn khéo thế nhưng lại phạm vào sai lầm nhỏ nhặt như vậy, thật sự không ngờ. Đặc biệt là tình huống Triệu Đức Càn gọi điện thoại, mỗi lần đều là sắp đến, cuối cùng làm cho đám lãnh đạo khối mặt trận Tổ quốc đứng đông lạnh cả người, nhóm người kiểng chân chờ đợi thế nhưng lãnh đạo tỉnh ủy lại xuống thành phố La Nam. Đảng Hằng ngồi trước bàn làm việc, hắn cầm tờ báo lên xem, cho thấy trang đầu tiên viết về sự kiện Dương Độ Lục đến thành phố La Nam nghiên cứu khảo sát. Bên dưới sự kiện liên quan đến Dương Độ Lục chính là bài viết vì 13 anh em. Những bài viết về sự kiện này thật sự là quá nhiều, Đảng Hằng nghĩ đến tình huống đưa tin về sự kiện 13 người thất lạc mà không khỏi cảm thấy bội phục vị bí thư vương tử quân đang ở thành phố La Nam. Rõ ràng bí thư vương ngửi được thời cơ, dùng sự kiện vốn gây khó dễ cho mình để tuyên truyền về khu du lịch cô Yên Sơn. Lúc này con cái trong nhà đều hỏi mình xem cô Yên Sơn có đẹp không. Khi nào thì mẹ đưa con đến đấy ngắm cảnh, có thể thấy sau khi khu du lịch cô Yên Sơn được hoàn công sẽ gặp phải điều kiện tốt đẹp cỡ nào. Tất nhiên thành phố La Nam sẽ dựng lên biển hiệu của mình nhờ vào hạng mục du lịch sinh thái như vậy. Đảng Hằng đọc qua tờ báo, hắn càng đọc càng thấy thoải mái. Nhưng sau khi đọc bài báo nói về nội dung, một người gặp nạn tám người trợ giúp, hắn mới cảm thấy lực ảnh hưởng của sự kiện kia vượt xa đánh giá chủ quan của mình. Tuy bài viết kia chỉ giới thiệu sơ lược về chính quyền thành phố La Nam, chủ yếu phô bày những nhân viên cứu hộ ở dưới cơ sở, đặc biệt là bí thư tri bộ trịnh liên phương càng được đưa tin trọng điểm. Thế nhưng đảng Hằng cũng là một cán bộ lão thành, hắn biết rõ công lao đặt lên người của đảng ủy chính quyền thành phố La Nam. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên, đảng Hằng cũng không nhìn dãy số mà nghe máy. Alo, chào anh, tôi là Đảng Hằng. Ha ha, chào đồng chí Đảng Hằng, tôi là Quách Tiên Vi của phòng tổ chức tỉnh ủy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cực kỳ nhiệt tình. Đảng Hằng nghe được âm thanh này thì vội vàng chào hỏi. Chào trưởng phòng Quách. Đảng Hằng dù nở nụ cười nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác xấu. Quách Tiên Vi có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân, điều này hắn biết rất rõ, thế nhưng Quách Tiên Vi là người phụ trách mảng điều chỉnh cán bộ cấp phó sở người này gọi điện thoại cho mình có ý gì đảng hằng đã có suy đoán thư ký trưởng đảng hôm nay anh có bận rộn gì không nếu không thì đến chỗ tôi một chuyến có vài thứ tôi muốn nói với anh quách tiên vi ở đầu dây bên kia tỏ ra rất ôn hòa tỏ ý muốn thương lượng nhưng đảng hằng biết rõ sự việc này căn bản không có dư âm thương lượng co đầu cũng bị chém dối đầu cũng bị chém tuy trong lòng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nên lúc này đảng hằng cũng không chút sợ hãi Hắn cười cười nói: "Trưởng phòng Quách, tôi kiên quyết hưởng ứng lời kêu gọi của ngài, tôi sẽ đến ngay." "Được rồi, 3 giờ chiều nay anh đến phòng làm việc của tôi." Quách Tiên Vi nói rồi cúp điện thoại. 3 giờ đến phòng làm việc của phó phòng Quách Tiên Vi, có lẽ anh ta muốn bàn với mình về tính quan trọng của sự kiện đến nhận công tác ở khối mặt trận Tổ quốc. Đảng Hằng thầm suy nghĩ về hiện trạng của mình, khi đó có lẽ Quách Tiên Vi sẽ nói đến tầm quan trọng của sự kiện nói rằng tổ chức đã thận trọng suy xét đến phương diện đưa các đồng chí có tố chất cao đến mặt trận tổ quốc, hy vọng hắn sẽ dựa vào ưu thế của bản thân để thúc đẩy công tác của khối mặt trận tổ quốc. Điều này không khỏi làm đảng hàng sinh ra cảm giác khổ sở. Đi đến mặt trận tổ quốc, nói thì dễ thế nhưng làm lại không dễ dàng chút nào. Nguyễn Trấn Nhạc là người thúc đẩy sự kiện này, tất nhiên đây là điều động cung cấp, sẽ là cấp phó ở khối mặt trận tổ quốc, vì vị lãnh đạo đứng đầu khối mặt trận tổ quốc còn chưa đến thời gian thoái vị. Đảng Hằng thầm cảm thấy có chút chút sót, hắn cầm điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc, thế nhưng bấm một nửa thì lại đặt điện thoại xuống. Chuyện này mình còn đi cầu lãnh đạo cũ sao? Đảng Hằng nghĩ đến tình huống Quách Tiên Vi đã gọi điện thoại đến, thầm hiểu sự kiện này căn bản là khó thể thay đổi được nữa. Không cần làm cho lãnh đạo một ngạt, Đảng Hằng thầm hạ quyết tâm, cuối cùng đặt điện thoại xuống, đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Thư ký trưởng đảng. Đảng Hằng nói một tiếng mời vào. Đúng lúc này Triệu Đức Càn đẩy cửa đi vào. Đảng Hằng tuy rất chán ghét Triệu Đức Càn, thế nhưng hắn vẫn áp chế cảm xúc của mình, sau đó nói: "Đức Càn, ngồi đi." Triệu Đức Càn cười cười, hắn ngồi xuống đối diện với Đảng Hằng, sau khi nói vài ba câu thì cười nói: "Thư ký trưởng Đảng, Bí thư Nguyễn để tôi thông báo với ngài, chiều nay ngài đến tìm trưởng phòng Quách Tiên Vi trên phòng tổ chức tỉnh ủy." "À, tôi biết rồi." Đảng Hằng vốn định nói trưởng phòng quách đã gọi điện thoại cho tôi, thế nhưng khi nhìn vẻ mặt đắc ý của Triệu Đức Càn, trong lòng chợt sinh ra cảm giác chán ghét. Hắn quyết định chữa lời, cũng không cần phải nói như vậy với hạng tiểu nhân như Triệu Đức Càn. Đi theo phòng tổ chức thì càng ngày càng phát triển, thư ký trưởng đảng, ngày lần này được phòng tổ chức triệu kiến, xem ra sắp tiến thêm một bước. Triệu Đức Càn cũng không thấy đảng hằng hợp mắt, hắn đã biết đảng hằng phải đi, thế nên càng nói bằng giọng điệu trào phúng đảng hằng thấy bộ dạng đắc ý của triệu đức càn hắn càng thêm nổi giận hắn cười cười với triệu đức càn rồi trầm giọng nói đức càn anh đến đúng lúc tôi có việc cần bàn với anh triệu đức càn nhìn bộ dạng của đảng hằng hắn thầm nghĩ anh còn có chuyện gì cần bàn với tôi sao chẳng lẽ đối phương sắp đến khối mặt trận tổ quốc bây giờ muốn thông báo hậu sự cho mình nhưng chẳng lẽ bây giờ còn có tác dụng nữa sao sau này văn phòng thị ủy không phải nằm trong tay tôi sao đúng là làm thừa. Triệu Đức Càn tuy suy nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn nói. Mong thư ký trưởng cho ra chỉ thị. chương 777, một trở tay gọi gió lật tay kêu mưa. Đức Càn, anh tuy đến thành phố Đông Bộ chưa quá lâu, thế nhưng tôi đã xem qua lý lịch sơ lược của anh. Anh Cung là cán bộ lão thành trong công tác văn phòng, thế nên tôi cũng rất an tâm với công tác của anh. Đảng Hằng dùng giọng trầm thấp nói, giống như đang nói chuyện công tác với Triệu Đức Càn. Tuy hai ngày qua triệu đức càng bị Nguyễn Trấn nhạc mắng rất nhiều, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ vì mình sắp được thay thế đảng Hằng, thế cho nên căn bản không quan tâm. Lúc này nghe đảng Hằng nói móc khỏe, thế là càng thêm bức bối. Nhưng anh công tác lại làm tôi thất vọng, anh nói tôi nghe xem, anh liên lạc với tỉnh ủy thế nào? Tại sao lại để cho bí thư Nguyễn và lãnh đạo bốn bộ ban ngành phải đứng chờ cả tiếng đồng hồ trong gió lạnh? Anh còn dùng ngôn ngữ khẳng định để nói lãnh đạo sắp đến rồi làm cho các đồng chí lão thành của khối mặt trận tổ quốc đứng tê cả người, thế nhưng kết quả là tổ nghiên cứu đi đến thành phố La Nam. Anh có biết loại người có thái độ không chịu trách nhiệm như anh đã làm cho công tác của văn phòng thị ủy chúng ta bị động thế nào không? Đã tạo nên bao nhiêu ảnh hưởng không? Hai ngày nay tôi xấu hổ không dám đi ra ngoài, thậm chí gặp mặt ai cũng ngại ngùng. Tuy bí thư Nguyễn không đặt nặng sự việc này, thế nhưng văn phòng thị ủy lại không thể không quan tâm chúng tôi không thể nào vì lãnh đạo thứ tha mà dung túng, càng không cho phép xuất hiện tư tưởng chủ quan, tiếp tục xuất hiện sai lầm thế này. Giọng điệu của đảng Hằng rất trầm thấp, hắn nói xong lời cuối cùng mà thậm chí còn không muốn dừng lại. Hắn thầm nghĩ dù sao mình cũng là người sắp đến mặt trận tổ quốc, là nơi về hưu non, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng, dù thế nào cũng phải vận dụng cho tốt. Đảng Hằng càng cao giọng thì triệu đức càng càng hối hận, sự kiện thông báo cho đảng hằng biết trưởng phòng quách tiên vi muốn gặp mặt thì cũng cần mình tự thân đi đến đây sao đừng nói là phái người đến trực tiếp gọi điện thoại thông báo là được mình rõ ràng là quá nóng đầu đến chọc khoái đảng hằng thế là làm cho đảng hằng nắm bắt được vì vậy mới có những lời mắng mỏ vào lúc này đảng hằng lúc này càng lớn tiếng càng làm cho triệu đức càng phải nhìn ra cánh cửa khép hờ hắn hiểu những lời gian dạy của đảng hằng sẽ thông qua khe hở kia truyền đi khắp bốn phía nhưng truyền đi thì thế nào? Cho dù bí thư Nguyễn có nghe được thì làm được gì? Đảng Hằng bây giờ mở miệng mắng mình, nhưng đối phương còn là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, hơn nữa chính triệu Đức Càn là người có sai lầm ở sự kiện này. Anh là phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy, anh cần phải đứng ở độ cao chính trị, cần thiết thực làm tốt công tác của mình. Chi tiết sẽ thể hiện sự thành bại, tuy lãnh đạo đều khoan hồng độ lược, không truy cứu sự việc đã xảy ra, thế nhưng chúng ta là nhân viên văn phòng thị ủy, cũng không thể nào lơ là công tác với thái độ kém như vậy được. Chúng ta không thể chủ động thả lỏng yêu cầu với mình, càng không thể nhắm mắt làm ngơ trước những sai lầm mình đã phạm phải. Giọng điệu của đảng Hằng càng thêm lớn, lúc này hắn lên tiếng cực kỳ thoải mái. Những ngày qua hắn vị Nguyễn Trấn Nhạc và Triệu Đức Càn tiến công mà cảm thấy rất khó chịu, thế là bây giờ phát tiết ra trên người Triệu Đức Càn. Đảng Hằng nhìn Triệu Đức Càn bị mình mắng xối xả như dội máu chó lên người mà không dám lên tiếng, Hắn chợt cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và lão lãnh đạo. Chính mình làm việc tuy có bài bản hẳn hoi, thế nhưng lại không nắm chắc xu thế bằng lãnh đạo. Cũng vì lãnh đạo nắm chắc đại thế mới có thể phát triển mạnh mẽ, chính mình vì không thể nắm chắc, thế cho nên chỉ là một kẻ tiểu nhân đắc chí mà thôi. Anh quay về phải phân tích công tác của chính mình, phải cho ra bản kiểm điểm đưa lên cho bí thư Nguyễn và lãnh đạo bốn bộ ban ngành trong thành phố. Đảng Hằng nói xong thì vung tay lên, tỏ ý cho Triệu Đức Càn đi ra khỏi phòng. Viết bản kiểm điểm, Đảng Hằng, con bà nó anh không phải quá độc ác rồi sao? Anh sẽ to chuyện ra không phải là muốn chơi tôi sao? Tuy thầm mắng Đảng Hằng nhưng Triệu Đức Càn lúc này cũng chỉ có thể gật đầu xưng vâng, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Đảng Hằng. Tuy lúc này trong hành lang không có người nào, thế nhưng Triệu Đức Càn biết rõ có nhiều ánh mắt đang nhìn theo mình. Hắn rất muốn ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi cực kỳ tiêu sái nhưng nghĩ đến những lời mắng mỏ của đảng hằng, hắn thật sự không thể nào đắc ý cho được. Mình không phải là tìm mắng sao, triệu đức càng nghĩ đến tình huống mình tìm gặp đảng hằng, thế là trong lòng càng bức bối. Cho dù đảng hằng phải đi đến khối mặt trận tổ quốc, thế nhưng bây giờ vẫn là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, hơn nữa bây giờ là hắn làm sai, dù là bí thư Nguyễn có muốn cũng không thể mở miệng nói giúp cho mình được. Dù sau này mình là thư ký trưởng, chỉ sợ cũng sẽ bị người ta đàm tiếu. Triệu Đức Càn cảm thấy rất bực tức, hắn đi về phía phòng làm việc của mình trong cơn tức giận điên cuồng. Đi từ thành phố Đông Bộ đến Sơn Viên cũng không quá lâu, thế nhưng Đảng Hằng trách mắng Triệu Đức Càn xong thì đưa theo lái xe xuất phát ngay, hắn cũng không muốn gặp mặt ai, chỉ bắt chuyện với ban thư ký một câu mà thôi. Đảng Hằng đi đến thành phố Sơn Viên mà liên tục nhìn vào điện thoại, hắn cảm thấy lúc này Trúc Phu Bình nên biết sự việc mình sắp đến gặp người của phòng tổ chức tỉnh ủy. Với quan hệ giữa mình và Trúc Phu Bình, Chủ tịch Trúc nên gọi điện thoại dỗ dành mình vài câu mới phải. Trên đường đi điện thoại đổ chuông vài lượt nhưng căn bản không có cuộc gọi nào là của Trúc Phu Bình hay nhóm người Lữ Hạ Cường, giống như những người đồng bạn ở thành phố Đông Bộ đã quên mất đảng hằng. Thư ký trưởng, giữa trưa chúng ta ăn cơm ở đâu? Lái xe chạy vào thành phố Sơn Viên thì mở miệng xin chỉ thị của đảng hằng. Lúc này đảng hằng tuy cảm thấy ăn không còn hương vị gì, thế nhưng vẫn cười nói với lái xe. Đến Sơn Viên, Chúng ta nên nếm thử món mì Triệu gia đi, chúng ta đến đó dùng cơm. Sau khi dùng cơm đơn giản, Đảng Hằng tìm một chỗ nghỉ ngơi, tuy hắn rất muốn ngủ một giấc, nhưng dù thế nào cũng không ngủ được. Ý nghĩ gọi điện thoại cho Vương Tử Quân càng quanh quẩn trong đầu. Nhưng Đảng Hằng cũng không gọi cho Vương Tử Quân, hắn ngồi đến 2 giờ rưỡi, sau đó mới bảo lái xe đưa mình đến khu văn phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy. Chào trưởng phòng Quách. Sau khi đi vào phòng làm việc của Quách Tiên Vi, đảng hằng miễn cưỡng nặn ra nụ cười, hắn nói với Quách Tiên Vi. Quách Tiên Vi đặt phân kiện trong tay xuống, hắn vừa rót trà cho đảng hằng vừa cười nói. Thư ký trưởng đảng, mời anh nếm thử trà mới của tôi, loại trà này dù không có danh tiếng, thế nhưng là trà thủ công điển hình, uống vào có chút hương vị khác biệt. chương 777, 2, chờ tay gọi gió lật tay kêu mưa. Đảng Hằng nói lời cảm tạ với Quách Tiên Vi, sau đó uống một ngụm, lại đặt ly trà lên bàn hắn biết rõ những lời nói sau này sẽ quyết định vận mệnh của hắn. Đồng chí Đảng Hằng, anh công tác ở thành phố Đông Bộ với thành tích rất cao, bí thư Nguyễn Trấn Nhà Càng cho ra đánh giá cao với năng lực công tác của anh. Trải qua sự nghiên cứu của lãnh đạo tỉnh ủy, thế nên quyết định tăng trọng trách cho anh, cho anh đi về phía cương vị quan trọng hơn. Quách Tiên Vi nói, lời nói liên tục truyền vào trong tai của Đảng Hằng. Nhưng lúc này tâm tình của Đảng Hằng rất thấp, hắn cảm thấy lời nói của phòng tổ chức là đưa người ta đến địa vị quan trọng cũng không phải sự thật, thế nhưng lời nói lại không thiếu trịnh trọng. Đồng chí trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy của thành phố La Nam đã có phân công khác, tổ chức quyết định điều anh đến thành phố La Nam tiếp nhận vị trí trưởng phòng tổ chức, hy vọng anh ở cương vị mới sẽ cố gắng cho ra thành tích. Đảng Hằng thật sự cảm thấy chết lặng, hắn không tin những gì mình được nghe là sự thật. Nhưng Quách Tiên Vi đã lên tiếng, tất cả đã quá rõ ràng. Cương vị quan trọng chính là cương vị quan trọng, hơn nữa còn là trưởng phòng tổ chức thành phố La Nam. Đảng Hằng nghĩ đến bốn chữ trưởng phòng tổ chức, thế là trong lòng bừng lửa nóng. Trưởng phòng đảng, anh cần phải thu thập một chút, làm tốt công tác giao tiếp với đồng chí thành phố Đông Bộ, hai ngày sau chúng ta đến thành phố La Nam báo danh. Quách tiên vi hiểu tâm tình của đảng Hằng, hắn biết vì sao vị trí của đảng Hằng lại biến hóa. Hắn tiến lên vỗ vỗ vai đảng Hằng, sau đó nói tiếp. Bí Thư Vương rất quan tâm đến anh. Đảng Hằng hiểu đây là kết quả sự quan tâm của lão lãnh đạo, đưa mình đến thành phố La Nam tất nhiên làm cho lão lãnh đạo mất nhiều sức lực. Tuy hắn tỏ ra cảm khái, thế nhưng ngoài miệng lại mời Quách Tiên Vi dùng cơm tối. Hôm nay thật sự không có thời gian, vốn định đưa anh đi đón gió ở thành phố Sơn Viên, bây giờ xem ra chỉ có thể rời sang thành phố La Nam. Trong tiếng cười của trưởng phòng Quách Tiên Vi, Đảng Hằng rời khỏi phòng tổ chức tỉnh ủy hắn nhìn bầu trời bao la cảm thấy trời trong nắng ấm thế nhưng điều làm hắn cảm thấy trong sáng chính là thành phố la nam ở phương xa đảng hằng không nhịn được phải lấy điện thoại ra hắn bấm một dãy số quen thuộc khi nghe âm thanh quen thuộc vang lên đảng hằng chợt cảm thấy mình xúc động khó nói nên lời vương tử quân cũng hiểu tâm tình của đảng hằng vào lúc này hắn cười ha hả nói đảng hằng cố gắng thu thập cho tốt hai ngày nữa đến thành phố la nam chỗ này của tôi còn chưa điều chỉnh nhân sự cho xong đang rất cần trưởng phòng tổ chức vâng tôi nhất định sẽ đến nhanh nhất đảng hằng đồng ý một tiếng sau đó nói với đầu dây bên kia đảng hằng cúp điện thoại mà tâm tình thoải mái hơn khi hắn định đi ra khỏi văn phòng tỉnh ủy thì một chiếc xe audi dừng lại bên cạnh cửa xe hạ xuống người duỗi đầu ra là trưởng phòng tổ chức hứa tiền giang đảng hằng cậu đến đây một chút Đảng Hằng nghe thấy lời nói của Hứa Tiền Giang thì có hơi chần chờ, sau đó đi về phía Hứa Tiền Giang. Hứa Tiền Giang chờ Đảng Hằng đi đến trước mặt mình rồi nói: "Rất tốt, vẻ mặt rất tốt, Bí thư Vương muốn đưa cậu đến để thực hiện cải cách nhân sự, cậu cần phải lớn gan công tác, tranh thủ đẩy công tác nhân sự của thành phố La Nam lên tầm cao mới." Đảng Hằng hiểu ý của Hứa Tiền Giang, rõ ràng muốn mình làm tốt công tác chỉ là cái vỏ bên ngoài. Lúc này Hứa Tiền Giang muốn nói hai vấn đề một là cho đảng hằng biết phương tử quân muốn mình đến La Nam, hai là hứa tiền giang cũng có nhúng tay vào sự kiện lần này. Hứa tiền giang không cần phải lấy lòng một vị cán bộ cấp phó sở, lúc này lão biểu hiện như vậy rõ ràng là lấy lòng bí thư vương ở thành phố La Nam. Đảng hằng nghĩ đến tình huống bí thư vương ở thành phố La Nam ở phương xa nhưng lại có lực ảnh hưởng quá lớn ở tỉnh ủy, thế là hắn kích động lên tiếng. Trường phòng hứa cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ làm tốt công tác ở thành phố La Nam. Tốt, vậy thì tốt, tôi cũng có lòng tin với cậu. Hứa Tiền Giang nói đến đây thì cười nói. Cậu đến từ xa là khách, đáng lý tôi phải mời cậu bữa cơm, nhưng tôi cũng không thể điều phối được thời gian, sau này nếu có cơ hội thì tôi sẽ mời cậu dùng cơm. Hứa Tiền Giang tuyệt đối không mời đảng hàng dùng cơm, đây chỉ là lời nói khách khí của trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy mà thôi không phải bất kỳ vị cán bộ cấp phó sở nào cũng được nhận những lời nói khách khí nể mặt như vậy của trưởng phòng hứa, nó không phải vì chính hắn, mà là vì hắn là người của bí thư vương. Đảng Hằng nhìn chiếc xe của hứa tiền giang chạy đi, hắn ngồi vào trong xe của mình, lúc này điện thoại của hắn bắt đầu đổ chuông rồn rập. Vương tử quân tất nhiên không biết đảng hằng ở bên kia đang bận rộn tiếp nhận điện thoại, hắn đang đưa mắt nhìn cục trưởng cục công an Mễ Hoa Lâm, nghe Mễ Hoa Lâm nói vẻ báo cáo với sự việc liên quan đến trịnh khiếu nam như vậy thì trịnh khiếu nam vẫn còn đang ở thành phố la nam sao vương tử quân hít vào một hơi thuốc rồi trầm giọng nói vâng trịnh khiếu nam còn ở thành phố la nam nhưng khi chúng tôi nhận được tin tức thì người này đã bỏ đi mễ hoa lâm nói giọng điệu đầy tiếc nuối vương tử quân cười cười nói đừng nản trí lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt trịnh khiếu nam dám ở lại thành phố la nam như vậy phải tiếp nhận sự thật sẽ bị bắt bất cứ lúc nào nhưng các anh cũng nên nắm chắc trọng điểm, bắt Trịnh Khiếu Nam thì dễ nhưng còn phải điều tra sự việc đập nước Tiểu Nha Sơn. Điều tra xem người nào phải nhận trách nhiệm chủ yếu ở sự kiện vỡ đập, đây mới chính là phương diện quan trọng nhất. Mễ Hoa Lâm gật đầu nói: "Bí thư Vương cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ sử dụng binh hùng tướng mạnh để vùi đầu vào sự việc này, tranh thủ điều tra cho thật rõ ràng." "À, trong lúc điều tra phải thật sự chú ý, trước khi nắm bắt được căn cứ chính xác, căn bản không nên đánh rắn động cỏ. Đồng thời cũng phải chú ý những người có hiểm nghi, tránh để bọn họ có thời gian lẩn trốn. Mễ Hoa Lâm biết người hiểm nghi theo lời của Vương Tử Quân là ai, tuy bây giờ thành phố La Nam đã xảy ra không ít chuyện, thế nhưng Mễ Hoa Lâm biết bí thư vương căn bản chưa từng có ý nghĩ bỏ qua công tác điều tra sự kiện vỡ đập tiểu Nha Sơn. Khi sự việc dần được điều tra rõ ràng, một số người bắt đầu trồi lên khỏi mặt nước. Mùa đông là mùa của tội phạm, Cục Công an nhất định phải làm tốt công tác của mình, phải cung cấp cho thành phố hoàn cảnh phát triển tốt đẹp nhất. Vương Tử Quân nhìn Mễ Hoa Lâm, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói tiếp. Chúng ta càng phải diệt trừ tận gốc những tổ chức có liên quan đến xã hội đen, phải tìm ra và xóa sổ, tuyệt đối không để phát sinh bất kỳ tình huống buông lỏng cảnh giác nào. chương 778, đi về phía mặt trời. Mễ Hoa Lâm báo cáo xong công tác, hắn chợt nghĩ đến vấn đề gì đó. Bí thư Vương, gần đây chúng tôi phát hiện một sự việc rất có ý, đó là đồn công an gần đường Đông Phong nhận được tố cáo, nói rằng hệ thống cung cấp khí ấm trên lầu bị hư hỏng, thế nhưng căn bản không liên lạc được chủ nhà, yêu cầu công an đến giúp đỡ mở cửa phòng để sửa lại hệ thống cung cấp khí ấm. Vương Tử Quân lẳng lặng nghe Mễ Hoa Lâm báo cáo, hắn vừa hút thuốc vừa suy xét về những lời nói của Mễ Hoa Lâm. Lúc này Mễ Hoa Lâm chợt nói: "Đây vốn là một chuyện nhỏ." nhưng khi mở cửa phòng cho công ty dịch vụ công ích để lắp đặt xưa chữa thiết bị cung cấp khí ấm thì phát hiện hai túi sách. Khi đó nhân viên công tác căn bản không chú ý, chỉ là thấy hai chiếc túi sách bị ngâm nước, thế nên chuẩn bị mở ra phơi cho khô. Nhưng cũng không ai ngờ hai túi sách kia đều là những đồng tiền mệnh giá lớn, khi đó các đồng chí đồn công an tưởng là tiền giả, thế là tiến hành báo cáo với phân cục công an. Sau khi nhân viên chuyên nghiệp đến xem xét, phát hiện số tiền kia không phải là giả, là tiền thật mễ hoa lâm nói càng làm cho vương tử quân phải nhíu mày hai túi chứa tiền mệnh giá lớn ở bên trong một căn nhà bị hư hại hệ thống cung cấp khí ấm điều này rất đáng nghi ngờ hắn trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói có bao nhiêu tiền trong hai chiếc túi kia là một triệu rưỡi mễ hoa lâm nhìn vẻ mặt vương tử quân rồi trầm giọng nói có bao nhiêu người biết rõ vương tử quân dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thoáng qua mễ hoa lâm sau đó trầm giọng nói Mễ Hoa Lâm có chút do dự, sau đó mới nói: "Chỉ có vài nhân viên cảnh sát và hai nhân viên sửa chữa của công ty dịch vụ công ích. Sự việc này nhất định phải giữ bí mật, sau đó các anh nhanh chóng tiến hành xác minh lai lịch số tiền kia, để xem vì sao chủ nhà không có mặt thế nhưng lại để số tiền lớn như vậy trong nhà." Vương Tử Quân nhìn Mễ Hoa Lâm rồi dùng giọng bình tĩnh nói: "Mễ Hoa Lâm rời khỏi phòng thì Vương Tử Quân rời vào trầm ngâm tuy số tiền kia làm hắn cảm thấy không đơn giản, thế nhưng hắn lại chủ yếu quan tâm đến anh em trịnh khiếu đống. Trịnh khiếu nam chạy thoát nhưng sự việc còn lâu mới kết thúc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, sau đó giám đốc thành kiếm xã của công ty bất lão khang đi vào, hắn tươi cười nói. Bí thư vương, anh có bận rộn gì không? Vương tử quân đứng lên ghế sa lông rồi cười nói. Giám đốc thành, mời anh ngồi, vừa rồi tôi suy nghĩ chút chuyện, thế cho nên óc hơi thất thần. Bí thư vương là người cả ngày bận rộn, thế cho nên mong lãnh đạo bảo vệ sức khỏe, dù sao thì sức khỏe cũng là tài sản của cách mạng. Lúc này công ty bất lão khang chúng tôi có đưa đến vài món sản phẩm chăm sóc sức khỏe, không bằng đưa đến cho ngài một ít nhé. Thành kiếm xã xưa nay luôn vinh váo kiêu ngạo đối với đám người chung quanh, nhưng bây giờ đối mặt với bí thư trẻ tuổi vương tử quân, hắn đã thành thật hơn rất nhiều. Người ngã một lần sẽ khôn khéo hơn, người đã ném qua thiệt thòi sẽ biết làm sao để mình không tiếp tục là kẻ có hại vương tử quân khoát tay áo nói tôi xin tâm lĩnh ý tốt của giám đốc thành nhưng lúc này tôi cần phải rèn luyện sức khỏe nhiều hơn thành kiếm xã bày tỏ lòng nhiệt tình với vương tử quân vài lượt thế nhưng cảm thấy căn bản là không dùng được vì vậy đành phải thu tâm tư của mình lại hắn thay đổi chủ đề bí thư vương lần này tôi đến để mời anh tham gia lễ khởi công xây dựng nhà máy bất lão khang ở thành phố la nam Vương tử quân nào từ chối lời mời thế này?" Hắn cười ha hả nói. "Giám đốc Thành đã mở lời, tôi nào từ chối được. Anh nói đi, sẽ tổ chức vào thời điểm nào, tôi nhất định sẽ đến tham gia." Tuy Thành Kiếm xã đã nghĩ rằng Vương tử quân sẽ không từ chối, thế nhưng lúc này nghe được Vương tử quân mở miệng đồng ý, hắn vẫn cảm thấy vui mừng. Hắn chợt cười nói: "Bí thư Vương, là ngày 16 tháng 11, đó là ngày tốt lành, tôi đã đặc biệt cho người xem ngày đại sư nói đặt móng vào ngày này thì nhất định sẽ phát tài thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn. Vương tử quân cũng không quá tin vào lời bói toán, hắn cười cười nói với thành kiếm xã. Anh có mời chủ tịch Lý không? Thành kiếm xã không phải chưa từng nghĩ đến chuyện mời chủ tịch Lý quý niên, thế nhưng cuối cùng hắn lại chối bỏ. Một người làm cho hắn khổ sở ở thành phố Đông Bộ, một người là Vương Tử Quân, là chúa tể của thành phố La Nam, thành kiếm xã nghĩ rằng chỉ cần ôm chặt đùi của bí thư Vương, Lý Quý Niên chẳng cần quan tâm. Nhưng lúc này Bí Thư Vương lại hỏi như vậy, thế là thành kiếm xã trợt không thể hiểu nổi ý kiến của Vương Tử Quân là gì. Hắn vừa cười cười vừa nhìn vào mặt Vương Tử Quân, hy vọng có thể nhìn ra chút gì đó trên gương mặt vị lãnh đạo này. Đáng tiếc thành kiếm xã tuy có cặp mắt hỏa nhãn kim tinh sau nhiều năm lăn lộn thương trường, nhưng lúc này cặp mắt đó lại không thể phát huy tác dụng. Vẻ mặt của Bí Thư Vương vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Điều này không khỏi làm hắn căn bản không thể biết được Bí thư Vương đang nghĩ gì. Bí thư Vương, điều này, Chủ tịch Lý. Bộ dạng ấp úng của Thành Kiếm xã làm cho Vương Tử Quân hiểu rõ vấn đề, hắn cười cười nhìn Thành Kiếm xã rồi nói. Chủ tịch Lý là chủ tịch thành phố La Nam, khối chính quyền rất coi trọng đến sự phát triển của Bất lão Khang. Thế này đi, trưa nay giám đốc thành mở tiệc, tôi sẽ thay mặt anh mời Chủ tịch Lý. Thành Kiếm xã chợt trở nên vui vẻ, Tuy bây giờ hắn không quan tâm đến phương diện đắc tội Lý Quý Niên, thế nhưng đối phương là chủ tịch thành phố mà hắn sắp đầu tư kinh doanh, đắc tội với người này cũng không phải biện pháp gì hay. Lúc này Vương Tử Quân muốn làm người hòa giải cho hắn và Lý Quý Niên, tin chắc Lý Quý Niên sẽ nể mặt bí thư Vương. Tuy Thành Kiếm xã không tin chỉ sau một lần hòa giải thì sẽ làm cho chủ tịch Lý không còn bất mãn với mình, nhưng hắn là người lăn lộn nam bắc lâu năm, hắn cũng có biện pháp của riêng mình, hắn cũng không tin với thủ đoạn của mình sẽ không hóa giải được sự việc này. Hơn nữa một bữa tiệc rượu có người hòa giải sẽ cho ra hiệu quả không tưởng. Thành Kiếm xá kết giao với Vương Tử Quân, hắn biết Vương Tử Quân thường nói làm lãnh đạo phải lấy chân thành đối đãi với mọi người, các vị lãnh đạo huyện thị đều phục Vương Tử Quân ở điểm này. Tuy Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu thành phố nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác uy nghiêm bình dị và gần gũi, người này vừa liêm khiết, lại hiểu rõ nhân tình, bình thường đi dùng cơm cũng không chú ý ép rượu ai cả cho mọi người tùy ý cũng không gọi nhiều món, chỉ khi nào không đủ mới kêu thêm, dù sao cũng chỉ là dùng cơm mà thôi. Những trường hợp bình thường thì Vương Tử Quân rất ít khi uống rượu, ở nhà chỉ uống cho vui, cực kỳ tiết chế. Lãnh đạo đến thị sát, không phải xã giao thì căn bản cũng chỉ nhiệt tình mời vài ly, nếu quá mức cần thiết mới phải liều mình cùng quân tử mà thôi. Nghe nói có một hội nghị kêu gọi đầu tư, một thương nhân may mắn được dùng cơm với bí thư vương. Sau khi vài người mời rượu, tử lượng của vương tử quân đến cực hạn, thế là đám người bên kia lên tiếng, tỏ ý mỗi một ly của bí thư vương sẽ tương đương với bọn họ đầu tư vào một triệu. Không ngờ vương tử quân vỗ bàn hét một tiếng, tốt, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nói xong thì xếp 5 ly thành hàng, hào sảng rót đầy tràn. Vương tử quân chỉ vào những ly rượu đầy rượu, hắn nói. Tôi khi còn công tác ở cơ sở, có nghe một câu thế này, uống rượu trên bàn tiệc là đi về phía mặt trời giao bao tử cho đảng. Tôi đã phê bình các đồng chí nói như vậy, nhưng hôm nay có lẽ tôi sống vĩ đại chết quang vinh, chết vì ích lợi của nhân dân thành phố La Nam, xem như cái chết có ý nghĩa. Đám người chung quanh nghe được lời của Vương Tử Quân mà liên tục tỏ ra vui mừng. chương 779, một dùng nước lạnh rửa xê sao sao. Thanh kiếm xã nhớ rõ khi đó Vương Tử Quân uống say càng cho người ta thấy một bộ dạng bừng bừng tỏa sáng, khí vũ yên ngang cảm ơn bí thư vương, đến chưa tôi sẽ chuẩn bị tốt một chút. Cũng không cần quá tốt, đơn giản đối phó là được. Sau khi nói thêm vài sự kiện liên quan đến công ty bất lão khang, vương tử quân đứng lên tiến chân thành kiếm xã ra tận cửa. Vương tử quân quay về bàn làm việc, ly trà trên bàn đã nguội nhưng hắn cũng không quan tâm, hắn uống một ngụm và nghĩ về phương diện điều động ban ngành La Nam. Khi địa vị của vương tử quân đã vững vàng thì thái độ của hắn với Lý Quý Niên cũng biến đổi, nếu như trước kia hắn chèn ép Lý Quý Niên ở nhiều phương diện, bây giờ lại tích cực lôi kéo Lý Quý Niên, giúp đỡ Lý Quý Niên lập nên quyền uy. Lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân không đủ uy tín, tất nhiên chủ yếu là phải dựng lên uy vọng của mình. Bây giờ uy tín của hắn ở thành phố La Nam đã đạt đến trạng thái khó thể dao động, mà Lý Quý Niên lại bày ra bộ dạng thuần phục. Lý Quý Niên là người công tác nhiều năm, bây giờ là người có sẵn căn cơ lực lượng, Vương Tử Quân không thể không coi trọng. Dưới tình huống này hắn cần giúp đỡ Lý Quý Niên, chỉ cần hắn bày tỏ một tư thái, đám lãnh đạo bên dưới kể cả Lý Quý Niên có ai dám không phục tùng. Lúc này vương tử quân cần Lý Quý Niên tiến lên đấu tranh anh Dũng, chính mình thì có thể ung dung tự đắc ngồi trên chiếc ghế cao nhất làm trọng tài. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Khương Long Cương đi vào, thư ký Khương mặc tây trang xanh đen, nhìn qua rất có tinh thần. Bí thư vương, đây là văn kiện mà khối chính quyền vừa đưa đến, mong ngài xem qua. Vương tử quân quét mắt nhìn văn kiện rồi cười nói. Long Cương, gần đây có gặp mặt Trí Tân không? Anh ấy bây giờ thế nào? Hôm trước đồng chí chỉ huy đồng đến báo cáo công tác với chủ tịch Hà, tôi có gặp mặt đồng chí ấy. Lúc này đồng chí đồng có vẻ khá bận rộn, nói vài câu là phải đi, nhưng nhìn qua thì thấy tinh thần rất tốt. Khương Long Cương tuy không thiếu khí phách, nhưng hắn cũng là người khôn khéo, thế nên lời nói rất đúng chỗ. Vương tử quân khẽ cười cười rồi gật đầu, Bí thư vương, còn có một việc cần báo cáo với ngài. Ngày mai trưởng phòng tôn sẽ rời khỏi thành phố La Nam, thư ký trưởng Kim nói tôi báo cáo với ngài. Khương Long cương nhìn thì có vẻ tùy ý, thế nhưng khi mở miệng càng nhìn chằm chằm vào vương tử quân. Khương Long cương hiểu rõ tình huống của tôn chiêu hy, tuy hắn là người mới nhưng cũng biết được một hai phần. Hắn biết rõ vị trưởng phòng tổ chức thị ủy này rời khỏi vị trí vì công tác bất lực, quan trọng hơn là không chịu nghe lời bí thư vương ở phương diện nhân sự phương diện tranh chấp nhân sự dù trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy kết hợp với phó bí thư Lục Ngọc Hùng, thế nhưng cuối cùng lại thảm bại trên tay của bí thư Vương. Phương án cải cách điều chỉnh nhân sự của Vương Tử Quân được lãnh đạo ban tổ chức Trung ương coi trọng, hơn nữa lãnh đạo ban tổ chức Trung ương còn đến La Nam nghiên cứu khảo sát, có thể nói là cực kỳ có thể diện. Tôn Chiêu Hy là người thất bại, thế nên không thể tiếp tục ở vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy. Tôn Chiêu Hy gần đây có chút mất hứng, hắn vốn đã làm xong công tác chuẩn bị đi, dù hắn phải rời khỏi vị trí nhưng kết quả lại đập vào mắt người ta, làm phó bí thư thuộc hội đồng nhân dân tỉnh, có cấp bậc phó sở. Nghe qua thì vị trí kia tương đương với trưởng phòng tổ chức thị ủy, nhưng xét về mặt thực quyền thì khác biệt quá lớn. Làm cho Tôn Chiêu Hy cảm thấy mất hứng chính là những lời nói truyền đi trong cơ quan, khi hắn đi thì văn phòng còn tổ chức tiện liên hoan, ai cũng nói lời thô tục, nếu không phải hắn là người ẩn giấu, chỉ sợ đã nhanh chóng phát tác. Vẫn là một câu nói, dùng nước lạnh rửa chim, càng rửa càng nhỏ. Những lời này ném lên người tôn chiêu hy thì thật sự phù hợp, người ta ngoài việc cười vào mặt hắn, còn nói rõ tương lai của hắn đã mất. Khương Long Cương không phải là một thanh niên vừa đi vào xã hội, hắn tất nhiên sẽ không cố gắng tỏ ra thần bí vinh váo. Đối với người trong quan trường, vào trong hội đồng nhân dân cũng xem như là ngồi chơi sơi nước. Hắn đi theo vương tử quân một thời gian ngắn, hắn được nghe và được thấy nhiều thứ, cảm thấy bội phục vị bí thư trẻ tuổi kia sát đất. Quan trường là như vậy, hôm nay anh đấm tôi một cái, ngày mai tôi sẽ đá anh một cái. Hắn hầu như mù quáng tin rằng sau này Bí thư Vương hoàn toàn có thể trở thành một chính trị gia vĩ đại. Vương Tử Quân nâng ly trà lên, trong lòng cũng có chút oán trách trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang. Thầm nghĩ khi đó mình chỉ mong Hứa Tiền Giang cho Đảng hàng đến làm trưởng phòng tổ chức thị ủy La Nam, cũng không ngờ đối phương trực tiếp mua một tặng một, đẩy Tôn Chiêu ghi vào trong khối hội đồng nhân dân nhưng sự thật có phải là hứa tiền giang bày mưu đặt kế hay không thì vương tử quân cũng không quá rõ ràng, nhưng hắn biết rất nhiều người ném sự kiện này lên đầu mình. Nói thật thì vương tử quân cũng không tình nguyện lưu lại thanh danh cay nghiệt, nhưng đối với tôn chiêu hy là người đột nhiên đứng lên đâm mình một cái, nếu nói trong lòng vương tử quân không chút oán hận thì rõ ràng là giả. Cậu thông báo cho thư ký trưởng Kim, tối nay tất cả thành viên ban ngành đến tiến chân trưởng phòng tôn. Khương Long Cương đồng ý một tiếng rồi đặt bút ghi vào sổ sau khi Khương Long Cương rời khỏi phòng, Vương Tử Quân bắt đầu xem xét những văn kiện mà thư ký đưa vào cho mình. Đây đều là những văn kiện thường quy, Vương Tử Quân thấy nó đáng lý ra là do Lý Quý Niên xử lý, nhưng hầu như từng văn kiện được Lý Quý Niên ký tên đều đưa sang cho mình xem xét lại. Tuy chỉ là một chuyện nhỏ nhưng đã biểu lộ thái độ của Lý Quý Niên, đối với những văn kiện này thì Vương Tử Quân chỉ vẽ một vòng tròn tỏ ý đã xem qua, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì đây cũng là một hành vi biểu hiện thái độ của vương tử quân sau khi đặt văn kiện lên bàn vương tử quân vuốt vuốt thái dương sau đó há tùy ý cầm báo lên xem xét những năm qua truyền thông phát triển mạnh mẽ nó là công cụ của dư luận dù là rát vàng lên mặt hay dội phân lên người ai đó không ai không coi trọng bọn họ vương tử quân vốn dĩ đọc báo mở mang thay đổi đầu óc nhưng khi thấy tiêu đề của bài báo thì vẻ mặt hắn chợt trở, trở nên ngưng trọng kinh nghiệm phát triển vượt bậc của tỉnh chiết giang Vương tử quân nhìn vào tiêu đề bài báo mà trầm ngâm dây lát, sau đó đọc qua nội dung. Đây là một bài viết có tính tổng kết, nó đưa tin và khẳng định công tác phát triển kinh tế và xã hội nhiều năm qua của tỉnh Chiết Giang. Có câu người thường xem náo nhiệt, kẻ thành thạo sẽ chú tâm chi tiết, tuy đây chỉ là một bài viết nhìn có vẻ bình thường, nhưng Vương tử quân vẫn ngửi được hương vị khác thường. Trường 779-2, dùng nước lạnh rửa xe sao sao, xem ra lâm trạch viễn sắp được điều động trong đầu vương tử quân lóe lên ý nghĩ như vậy khoảnh khắc này hắn không khỏi nghĩ đến tình huống phát triển của tỉnh chiết giang trong những năm qua tuy hắn công tác ở tỉnh chiết giang không lâu sau đó huyện lô bắc lại là của tỉnh sơn nam hắn xem như là cán bộ tỉnh sơn nam thế nhưng hắn cũng không thiếu liên hệ với lâm trạch viễn trong mắt hắn thì lâm trạch viễn là người có đại trí tuệ loại người này có biểu hiện cực kỳ ẩn giấu nhưng khi có việc xảy ra lại cực kỳ dứt khoát quyết đoán, bày mưu nghĩ kế khôn lường. Lâm Trạch Viễn làm chủ tỉnh Chiết Giang, tuy không có biến động gì lớn, nhưng tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Chiết Giang lại làm cho tỉnh Sơn Nam ở bên cạnh cảm thấy xấu hổ, đừng nói đến cục diện chính trị ổn định ở Chiết Giang. Lâm Trạch Viễn trước nay chưa cho ra động tác gì lớn, nhưng toàn tỉnh Chiết Giang vẫn nằm trong tay lão. Vương Tử Quân rất kính trọng vị bố vợ có danh không có thực này. Hơn nữa cũng biết bố vợ hờ sắp tiến lên vị trí quan trọng trên trung ương Thế nhưng theo ký ức của hắn thì phải 3 năm nữa Lâm Trạch Viễn mới tiến lên Không ngờ bây giờ tất cả biến đổi Lại có bài viết tổng kết về tỉnh Chiết Giang Bên trong tuyệt đối có vấn đề Vương Tử Quân không tin dựa vào thủ đoạn của Lâm Trạch Viễn mà phải lui xuống không tiếng động Hơn nữa người sau lưng Lâm Trạch Viễn cũng có danh tiếng mạnh mẽ Căn bản sẽ không để cho Lâm Trạch Viễn là cánh chim gãy cánh được Lâm Trạch Viễn bò lên quá nhanh một chữ bò này không dễ nghe, nhưng không cần biết anh là ai, chỉ cần anh là người của thể chế, sẽ khó tránh khỏi những lời nghị luận sau lưng như vậy được. Nói ra cũng thấy kỳ, chưa từng có người nào thấy một vị quan bò đi, ngược lại bọn họ đi là ngẩng đầu ưỡn ngực rất khí thế và kiêu ngạo, lưng thẳng đứng, thế nhưng người đời lại nói đám người này bò lên, thật sự là miêu tả quá giống. Vương tử quân nghĩ đến Lâm Trạch Viễn mà chợt nghĩ đến Lâm Dĩnh Nhi đang du học ở phương xa. Hắn mở ngăn kéo cuối cùng trên bàn làm việc, nơi đó là một chiếc khăn tay trắng. Giữa chiếc khăn tay có một cặp bướm lẳng lặng bay múa, nó chỉ là một chiếc khăn tay bình thường trong mắt bao người, thế nhưng Vương Tử Quân lại hiểu ý nghĩa của nó, vì sao Lâm Dĩnh Nhi lại tặng cho mình. Khăn tay tơ tầm có cảm xúc rất tốt, cầm trong tay như da thịt nhẫn nhụi của Lâm Dĩnh Nhi. Nàng phải ra nước ngoài học tập, Vương Tử Quân biết với địa vị của mình thì tuyệt đối không được giữ ảnh, thế cho nên nàng mới để lại cho hắn một chiếc khăn tay. Khăn tay tưởng niệm Vương Tử Quân nghĩ đến Lâm Dĩnh Nhi lớn lên bên cạnh mình, hắn trầm mặc, sau đó tâm tình như bay đi nơi xa. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số, vẻ mặt khẽ động. Hắn rất quen thuộc với số điện thoại này, đó là số điện thoại của bố mình. Bố Vương Tử Quân rất ít khi gọi điện thoại, bây giờ sao lại gọi đến? Vương Tử Quân trầm ngâm dây lát, sau đó hắn nhanh chóng bắt máy. Alo, là Tử Quân sao? âm thanh trầm thấp của vương quang vinh truyền đến từ đầu dây bên kia bố là con sao lúc này bố lại gọi điện thoại cho con thế này vương tử quân sợ trong nhà xảy ra chuyện gì hắn không nhịn được khẽ nói tiểu tử ngốc này tôi không thể gọi điện thoại cho cậu được sao vương quang vinh nói rồi phá lên cười vương tử quân nghe tiếng cười của vương quang vinh hắn cũng nở nụ cười tuy vương quang vinh gọi điện thoại đến nhất định là có chuyện nhưng tiếng cười kia lại nói rõ không phải là vấn đề đáng lo lắng sức khỏe của ông nội rất tốt nhưng vương tử quân vẫn có chút lo lắng sợ ông xảy ra chuyện vào mùa đông bây giờ nghe tiếng cười lanh lảnh của bố mình tất nhiên không phải là chuyện liên quan đến ông nội bố bất cứ lúc nào bố cũng có thể gọi điện thoại cho con lúc này không phải con cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng sao lãnh đạo ngài có gì cần chỉ thị con xin nghe vương tử quân thả lỏng một chút sau đó hắn cười ha hả nói. Vương Quang Vinh nghe tiếng cười khôi hài của con mình, thế là cũng cười nói. Không có chỉ thị gì cả, tiểu bảo như thế nào rồi, đã nhiều ngày không gặp nên rất nhớ, ông của con cũng nhớ chắc, khi nào rảnh thì đưa cháu về nhà một chuyến. Vương tử quân gãi gãi đầu, thầm nghĩ những ngày này mình quá bận rộn, thế là quên mất chuyện này. Hắn cười cười nói, bố cứ yên tâm, hai ngày nữa con và tiểu bắc sẽ về vương quang vinh lại hỏi vài câu về tình huống của mạc tiểu bắc ở thành phố la nam nhưng tất cả đều không liên quan đến những phương diện mà vương tử quân quan tâm hắn nghe những lời vòng quanh của bố mình thế là cảm thấy không yên mà trực tiếp hỏi bố có phải bí thư lâm sắp điều động rồi không làm sao con biết vương quang vinh gọi điện thoại lần này chủ yếu là nghe ý kiến của con trai nhưng vì tôn nghiêm của người làm cha lại làm cho lão căn bản không thể nào mở miệng được vì vậy mà vừa rồi mới nói những lời đi đường vòng, khi lão Định nói thật cho Vương Tử Quân biết, lại không ngờ Vương Tử Quân hỏi như vậy. Thật ra hôm nay Vương Quang Vinh mới được nghe Lâm Trạch Viễn nói về vấn đề này, nếu như không phải là bí thư Lâm Trạch Viễn nói cực kỳ nghiêm túc, lão còn không tin đó là thật. Nhưng thật sự là Lâm Trạch Viễn đã nói ra như vậy, thế cho nên lão mới gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Báo chí đã bắt đầu tổng kết kinh nghiệm và thành tích của bí thư Lâm ở Chiết Giang trong thời gian vài năm qua đây không phải là điểm báo bí thư lâm sắp điều động sao. Vương tử quân không muốn để bố mình quá quan tâm đến vấn đề này, thế là dùng giọng không quan tâm nói. Vương Quang Vinh nghe được đáp án này mà không khỏi cảm thấy kiêu ngạo vì tính mẫn cảm chính trị của con trai mình, nhưng cũng vì vậy mà lão cảm thấy có chút xấu hổ. Bài viết kia vốn là mình làm theo ý của bí thư Lâm Trạch Viễn, kết hợp với tòa soạn để đăng báo, nhưng mãi đến khi Lâm Trạch Viễn mở miệng thì lão mới biết được sự thật. Nhưng con trai chỉ nhìn nội dung bài báo lại biết được nhiều thứ như vậy, xem ra chênh lệch giữa hai bên thật sự là không nhỏ. Tiểu tử nói rất đúng, nhưng con cũng nên đặt tâm tư lên công tác, đừng mãi chú trọng đến những chuyện này. Vương Quang Vinh nghĩ đến tình huống mình đi đường vòng trước đó, rõ ràng con trai đã biết rồi, thế là mặt già không khỏi đỏ lên. Lão nhanh chóng áp dụng quyền uy làm bố, chỉ giáo Vương Tử Quân không chút khách khí. Vương tử quân biết rõ ràng vì sao bố mình lại cho ra lời dạy bảo như thế, vì vậy hắn chỉ cười cười mà không nói lời nào. Vương Quang Vinh ở bên kia cũng không biết nói gì hơn, lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Tử quân, hôm nay Bí Thư Lâm gọi bố vào nói chuyện, nói rằng anh ấy có khả năng đi ma đô. Đi ma đô. Vương tử quân chợt run lên, hắn nghĩ đến bản tin gần đây trên thời sự, nói rằng Bí Thư Thụy ủy ma đô sắp điều nhiệm, bây giờ Lâm trạch viễn đến ma đô, không phải là sắp thành bí thư thị ủy ma đô sao. chương 780, một cán bộ so với cán bộ. Một khi trở thành bí thư thị ủy ma đô, cấp bậc của Lâm Trạch Viễn sẽ thay đổi, thế nhưng lại không phù hợp với cấp bậc trong ký ức của Vương Tử Quân. Vì kiếp trước tuy Lâm Trạch Viễn phát triển rất cao, thế nhưng lại căn bản chưa từng làm bí thư thị ủy ma đô. Vương Tử Quân chợt có vài ý nghĩ, hắn không nhịn được hỏi. Bí thư Lâm sao lại đến làm bí thư thị ủy Ma Đô? tiểu tử ngốc này, trước kia rất trưởng thành, sao hôm nay lại nói ra một lời không có trình độ như vậy. Tuyến trên phân công là tổng hợp khảo sát, nào có nói nhiều như vậy. Vương Quang Vinh thật sự giống như một người bố tìm được điểm tựa để gian dậy, ông dùng giọng không chút khách khí để phê bình con trai. Vương tử quân gãi đầu, thầm nghĩ mình thật sự choáng váng, lại nói ra những lời không đâu như thế này. Hắn vội vàng nhận sai lầm, nói hai câu vui vẻ, sau đó Vương Quang Vinh xem như bỏ qua. Vấn đề này tuy chú Lâm không nói rõ, nhưng bố nghe vào và cảm thấy giống như thành phố Ma Đô cần phát triển kinh tế, cần một bí thư hiểu kinh tế đến cầm lái. Chú Lâm có thành tích tốt ở Giang Thị, rất được lãnh đạo coi trọng, đặc biệt là phương diện cải cách chế độ xã hội của xí nghiệp quốc hiếu. Vương Quang Vinh tuy trách con trai, thế nhưng vẫn không đành lòng để Vương Tử Quân phải nghĩ ngợi này nọ, thế cho nên cũng nói ra đáp án của mình. Hiểu kinh tế, giỏi cải cách chế độ xí nghiệp quốc hiếu vương tử quân chợt nghĩ đến trước kia mình về nhà thì lâm trạch viễn cũng thường hay bàn về những chuyện này trình mình đã đem những phương án cải cách xí nghiệp quốc hữu nói cho lâm trạch viễn lại không ngờ nó là nguyên nhân chủ yếu để lâm trạch viễn đến thành phố ma đô tất nhiên vương tử quân sẽ không cho rằng tất cả công lao là của mình vương tử quân thấy thực lực của lâm trạch viễn là không thể nghi ngờ khi quyết định bổ nhiệm thì những người được đề cử sẽ phải so sánh về những tranh lệch nhỏ những tranh lệch này mang đến kết quả bất đồng có một câu thế này, cán bộ so với cán bộ là xem ai làm sớm hơn. Đây là chuyện tốt. Vương tử quân suy tư một lát rồi lớn tiếng nói. Tất nhiên là chuyện tốt. Vương Quang Vinh trầm ngâm dây lát, sau đó mới nói tiếp. Chú Lâm nói với bố, chủ yếu là vì sau khi đi thì cho bố hai lựa chọn. Một là ở lại tỉnh Chiết Giang, làm phó bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, con đường khác chính là tiếp tục đến thành phố Ma Đô làm thư ký trưởng. Vương Quang Vinh nói đến đây thì xem như Vương Tử Quân đã hiểu bố mình đang do dự điều gì. Phó bí thư thị ủy và thư ký trưởng đều là thường ủy thị ủy, nhưng tranh lệch trong đó là không nhỏ. Hơn nữa sau khi bố có căn cơ ở tỉnh Chiết Giang, tiến lên làm phó bí thư cũng thuận buồm xuôi gió, có thể quan tâm đến cả những chuyện trong nhà. Nhưng Lâm Trạch Viễn đến Ma Đô, tất nhiên sẽ muốn tìm trợ thủ có thể tin được. Bí thư Lâm có quan hệ cộng sự với Vương Quang Vinh nhiều năm, tất nhiên Vương Quang Vinh sẽ là một lựa chọn tin cậy. Tuy Lâm Trạch Viễn cho Vương Quang Vinh hai lựa chọn, nhưng xét từ trong tâm, Lâm Trạch Viễn vẫn hy vọng Vương Quang Vinh đi theo mình đến Ma Đô. Vương tử quân căn bản cũng không suy tư, hắn lớn tiếng nói. Bố, cái này thì cần gì phải do dự, bố cứ đi theo bí thư Lâm là được. Nhưng, nhưng bố muốn ở lại tỉnh Chiết Giang. Vương Quang Vinh trầm ngâm dây lát rồi nói ra ý nghĩ của mình phương diện nhân tình thì càng tiếp xúc sẽ càng nồng ít tiếp xúc sẽ càng nhạt bây giờ lâm trạch viễn muốn vương quang vinh đi theo cũng là vì quan hệ giữa hai người rất sâu đậm lúc này lâm trạch viễn đã có biểu hiện là một người tương lai vô hạn nếu như không nắm bắt cơ hội này thì thật sự quá đáng tiếc dù thế nào cũng phải đẩy bố mình đi để thích ứng với mọi hoàn cảnh vương tử quân có ý nghĩ như vậy thế là đầu óc liên tục xoay chuyển hắn cảm thấy trận đánh này của mình khá ác liệt đối thủ là bố của chính mình Bố, bố đã nói Bí thư Lâm là bạn tốt của mình, có đúng không? Sau khi suy tư nháy mắt thì Vương Tử Quân bắt đầu thi triển bước đi chiến lược đầu tiên để tác động vào một người có tình cảm sâu nặng như bố mình. Vương Quang Vinh hiểu con trai muốn nói gì, nhưng vẫn trầm giọng nói. "Đúng vậy, bố và Bí thư Lâm luôn là bạn tốt." Lúc này Bí thư Lâm dù là thăng chức, nhưng đến một nơi xa lạ, như vậy Bí thư Lâm càng cần được giúp đỡ. Câu cửa miệng là thế này: ba cây trụm lại nên hòn núi cao, khi chú ấy cần trợ giúp, sao bố có thể nắm giữ tư tưởng bảo vệ chính mình để không giúp đỡ bạn bè cho được. Vương Quang Vinh chợt sững sờ, thầm nghĩ tiểu tử kia nói gì vậy, mình sao lại có tư tưởng bảo vệ chính mình. Lão đang chuẩn bị mở miệng mắng thì Vương Tử Quân nói tiếp. Bố, chúng ta là người tỉnh Chiết Giang, căn bản không thể nào trở thành lãnh đạo đứng đầu tỉnh Chiết Giang, nếu ngài muốn tiến thêm một bước, cũng không thể ở lại Chiết Giang, ngài nói xem có đúng không điều này cũng đúng. Không muốn làm tướng quân sẽ không phải là binh sĩ tốt, Vương Quang Vinh cũng hy vọng chính mình có thể làm ra một sự nghiệp oanh liệt. Sớm muộn gì cũng phải đi, sao bố còn muốn ở lại chiết giang? Thừa dịp bí thư lâm đang cần, ngài cứ đi theo chú ấy là được. Vương tử quân thấy bố đã thả lỏng, thế là dùng giọng biết thời biết thế nói. Vương Quang Vinh ở đầu dây bên kia trở nên trầm mặc. Trong trạng thái trầm mặc này thì vương tử quân cảm thấy chống ngực của mình trượt ra tóc, hắn thầm cảm thấy sốt ruột cho bố mình trong lòng thầm nghĩ bố không vội nhưng con lại nóng lòng hắn còn chưa từng tỏ ra nôn nóng như vậy vào thời điểm mà chính mình được bổ nhiệm nhưng vương tử quân cũng không muốn thúc giục rất nhiều chuyện phải là người trong cuộc suy nghĩ thấu đáo mới xong hắn dù là con thì vẫn không thể nào thay bố mình xử lý vài sự việc tương quan được nhưng ông nội của con tuổi tác đã lớn nếu bố phải đi vương quang vinh ngậm ngừng một lát sau đó nói ra một lý do Vương Tử Quân nghe rõ điều này, xem như hắn hiểu ý của bố mình khi gọi điện thoại đến đây. Hắn sờ lên đầu, chợt thấy trên trán vã mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ may mà bố gọi điện thoại kịp thời, nếu không chỉ sợ việc tốt sẽ tan biến. Tuy không đi theo Lâm Trạch Viễn, Vương Tử Quân cũng tin tưởng dựa vào thân phận con rể vô danh và giao tình nhiều năm giữa bố và Lâm Trạch Viễn, con đường phát triển của bố mình cũng sẽ rất tốt. Nhưng tình cảm là thứ cần bồi đắp thường xuyên, dù sao cũng khác biệt. Bố Bố ở lại tỉnh Chiết Giang thì ông nội sẽ bực mình, chỉ khi ngài rời đi, ông nội mới vui vẻ. Vương tử quân trầm ngâm dây lát, sau đó hắn quyết định thể hiện sát khí của bản thân. Vương Quang Vinh nghe những lời của vương tử quân thì trong lòng có chút mơ hồ, thầm nghĩ bố mình sao lại có những suy nghĩ như vậy. Lão trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói. Sao lại vậy? Trường 780, hai cán bộ so với cán bộ. Bố thấy sao? Vương Tử Quân hít vào một hơi rồi hỏi ngược lại. Vương Quang Vinh thật sự không biết vì sao, thế là lão cười mắng. Bố biết thì còn phải hỏi con sao? Bố, con hỏi bố nhé, bố làm phó bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, bố cảm thấy chú của con có được tiến vào ban ngành tỉnh ủy Chiết Giang hay không? Vương Tử Quân hạ thấp âm thanh, giống như đang nói điều gì đó rất thần bí. Vương Quang Vinh trầm ngâm dây lát, Vương Tử Quân ở bên này có thể nghe được tiếng hít thở của bố mình, thầm nghĩ có phải là liều thuốc mình ném ra cho bố quá mạnh không? Hắn chợt lên tiếng chặn lại. Khả năng này vẫn coi như có thể, chỉ cần chú tiến vào khối hội đồng nhân dân hay mặt trận tổ quốc thì bên trên sẽ phê chuẩn. Tiểu tử thúi này, có người nói chú mình như vậy sao? Vương Quang Vinh tuy mở miệng mắng Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân biết rõ, lời của mình thật sự là uy hiếp với bố, nhưng lúc này cũng không phải thời điểm ra tay nương từ. Dựa theo cách nói của ông nội, chính là thừa dịp bên mình còn mạnh để truy giặc cùng đường, tuyệt đối không vì chút thanh danh mà học tập bá vương, dù đối mặt với bố thì cũng không nên nhân từ nương tay. Con nói rất đúng sự thật, chú đã là bí thư thị ủy được 4 năm, bố nói xem, chú ấy sẽ không có tâm tư tiến lên sao. Tuy thường ủy có chút xa, nhưng làm phó chủ tịch tỉnh thì cũng không quá khó. Nếu bố được bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy, như vậy sẽ coi như cản đường chú lại. Vương tử quân nói đến đây thì cười hì hì nói chú cũng không phải là người quá khoáng đạt, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đi tìm ông nội. Không nghiêm trọng như lời nói của con đấy chứ. Vương Quang Vinh đã bị Vương Tử Quân dẫn dắt, lão dùng giọng có ba phần không tin nói. Vương Tử Quân thấy chiêu của mình hiệu quả thì tâm tình tăng tiến, hắn nào chờ Vương Quang Vinh mở miệng hỏi, hắn cười hì hì nói. Không nghiêm trọng như vậy, đó là cái nhìn của bố, trong mắt con thì sự việc này càng thêm nghiêm trọng. Bố nghĩ mà xem, Ông nội Sở Dĩ vui vẻ là vì cả nhà hòa thuận, muốn anh em đồng lòng hòa thuận, như vậy sẽ tốt. Nếu anh em có xích mích, chỉ sợ ông sẽ phát bệnh. Được rồi, đừng nói nữa." Vương Quang Vinh nói xong thì cúp điện thoại. Vương Quang Vinh có thể làm cho bố Vương Quang Vinh của mình gần đây nổi tiếng hòa nhã dễ gần chợt nổi nóng, hắn thật sự cảm thấy có chút kiêu ngạo. Thầm nghĩ một người con như mình làm bố nổi giận, cũng chưa hẳn là chuyện xấu với bố mình. Tuy Vương Quang Vinh cúp điện thoại, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ chuyện này cơ bản đã được quyết định. Theo tính cách của bố mình, đây tuyệt đối không phải là tình huống muốn được thấy, vì vậy chỉ còn một con đường là đi theo Lâm Trạch Viễn mà thôi. Vương Tử Quân chợt mở miệng hát một bài, hắn nhàn nhã ngồi xuống ghế của mình, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Alo, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhấc điện thoại lên rồi trầm giọng nói. Chào Bí Thư Vương, tôi là Thành Kiếm Xã. Tôi đã đặt tiệc, ngài xem khi nào rảnh đấy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhiệt tình của thành kiếm xã. Vương tử quân vỗ đầu một cái, thầm nghĩ sao mình lại quên mất chuyện này. Hắn nhớ ra vấn đề và nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Quý Niên. Trong phòng làm việc của chủ tịch Lý Quý Niên, lúc này phó phòng thống kê Duẩn Quang Phát đang mời thuốc Lý Quý Niên. Duẩn Quang Phát trước kia là thư ký của Lý Quý Niên, hai bên có quan hệ rất tốt. Lần này Duẩn Quang Phát đến tìm Lý Quý Niên, Chủ yếu là muốn mình được điều động. Hắn chưa đến 40, hắn rất hy vọng mình có thể tiến thêm một bước trên con đường làm quan. Chủ tịch Lý, tuy quý tư năm nay còn chưa có con số thống kê cụ thể, thế nhưng phương diện kêu gọi đầu tư lại hơn năm ngoái mấy chục lần, dù là xét về tăng trưởng kinh tế hay phương diện nào khác cũng hoàn toàn sắp xếp đứng đầu trong tỉnh. Xuân Quang Phát có biểu hiện ung dung bình tĩnh, điều này làm cho Lý Quý Niên cảm thấy rất vui. Tuy những hạng mục kêu gọi đầu tư kia không liên quan đến mình, nhưng hắn là chủ tịch thành phố la nam những hạng mục kia được đẩy mạnh thi công thì hắn cũng xem như có mặt mũi có thể diện tất nhiên khi mà lãnh đạo tỉnh ủy tính toán thành tích cũng sẽ không thiếu đi một phần của lý quý niên phát triển mạnh mẽ hơn năm ngoái như đây đều là thành tích có được dưới sự lãnh đạo của bí thư vương là kết quả cố gắng của cả ban ngành lý quý niên khẽ hít vào một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói ngài là chủ tịch ngài là người nắm công tác kinh tế những thành tích này cũng không thể nào bỏ qua tác dụng của ngài được Xuân quang phát dù là tâm phúc của lý quý niên thế nhưng hắn cũng không dám nói những thành tích này là do lý quý niên tự đưa tay ra hái về nếu nói những lời như vậy thì căn bản không phải là nịnh hót lý quý niên rõ ràng là một lời mỉa mai dành cho lãnh đạo của mình lý quý niên cười cười hắn gõ ngón tay lên mặt bàn rồi nói quang phát nghe nói gần đây cậu công tác rất tốt phòng thống kê thật sự đẩy mạnh công tác đoạt danh hiệu tiên tiến, đã đưa đến hào cân cho thành phố La Nam. Chủ tịch Lý, tôi sở dĩ có thành tích hôm nay không phải nhờ vào sự dạy bảo của ngài sao. Tôi rời khỏi ngài đã được vài năm, nhưng những năm đi theo ngài thật sự là kinh nghiệm cả đời. Duẫn Quang Phát nói đến đây thì dùng giọng động tình lên tiếng. Chủ tịch Lý, có thể nói tôi thật sự không muốn rời xa ngài. Lý Quý Niên thật sự rất hoài nghi về độ tin cậy của lời nói phát ra từ miệng Duẫn Quang Phát nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ hắn cũng không nói ra khỏi miệng hắn làm lãnh đạo dù thế nào cũng phải cho thủ hạ của mình mở mồm nịnh hót nếu cả ngày cứ lạnh như băng như vậy sau này chỉ có một kết quả người đứng trên cao sẽ cô đơn phát lạnh được rồi chúng ta là người một nhà cũng không nên nói những lời này anh giờ anh lưu ở cục chăn nuôi sắp về hưu sau khi anh ấy lui ra tôi sẽ liên hệ với bí thư vương cho anh đến đảm nhiệm công tác dưới tình huống bình thường thì Lý Quý Niên xưa nay luôn mở miệng chừa ra một con đường sống, hắn chưa từng mở miệng nói chắc chắn 100%. Lần này sở dĩ hắn nói như vậy với Duẫn Quang Phát, ngoài việc Duẫn Quang Phát là tâm phúc đi theo bên cạnh hắn nhiều năm, cũng vì phòng nông nghiệp là ban ngành thuộc khối chính quyền, vương tử quân căn bản rất nể mặt hắn ở những phòng ban như thế này. Hơn nữa cục chăn nuôi là một đơn vị nhỏ, thật sự không đáng lọt vào mắt một người nắm đại cục thành phố như Bí Thư Vương chỉ cần Lý Quý Niên mở miệng, Vương Tử Quân sẽ giúp đỡ ngay. chương 781, nhiều người xã giao không quan trọng, quan trọng là người xã giao không nhiều. Chủ tịch Lý, tôi biết ngài không mặc kệ, thế nhưng tôi chưa từng tiến lên làm người lãnh đạo đơn vị, nếu như tùy tiện tiến lên, sẽ không xảy ra sự cố đấy chứ. Tôi không làm tốt thì cũng không có vấn đề, chỉ sợ nó làm ảnh hưởng đến chủ tịch Lý mà thôi. Xuân Quang Phát nói đến đây thì dùng giọng ngại ngùng nói tôi cảm thấy nên làm cấp phó là được người ta đến chạy quan trước nay đều sợ chức quan quá nhỏ lúc này duẫn quang phát đầu óc có vấn đề rồi sao thế nào lại nhát gan như vậy nhưng lý quý niên cũng là người hiểu rõ về duẫn quang phát biết thư ký của mình không phải là người không có dã tâm duẫn quang phát không muốn làm cục trưởng cục chăn nuôi nhất định là chọn chúng vị trí khác hắn là người đa mưu túc trí hắn cũng không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn duẫn quang phát mà thôi lão lãnh đạo tôi từ khi tham gia công tác đến nay luôn muốn xuống cơ sở rèn luyện anh xem tôi đến huyện Dương Phong phối hợp với bí thư nhan sĩ tắc có được không Xuân Quang Phát cuối cùng cũng không thể giữ vững chính mình trước ánh mắt của Lý Quý Niên hắn nhanh chóng ném ra ngoài ý nghĩ của mình Lý Quý Niên nghe lời nói của vị thư ký tiền nhiệm mà thiếu chút nữa bàn tay run rẩy đánh rơi ly trà nếu như Xuân Quang Phát muốn một vị trí cấp phó Lý Quý Niên tự nhận mình còn có thể ra tay nhưng chủ tịch huyện đối phương là vị trí gì Vương Tử Quân sẽ ném cho Duẫn Quang phát sao? Thế cục phát triển mạnh mẽ của huyện Dương Phong xem như đã định, chỉ một khu du lịch Cô Yên Sơn cũng đủ để cho cả huyện bừng sáng. Hơn nữa vì muốn xúc tiến công tác sản xuất rượu Huyền Lộ Dịch, ngay cả thành kiếm xã cũng muốn mở một xưởng nhỏ ở huyện Dương Phong. Có thể nói ban ngành huyện Dương Phong đều là do Vương Tử Quân tự mình quyết định. Lý Quý Niên hiểu địa vị của mình nhìn có vẻ giống như càng ngày càng nặng, thế nhưng đó là Vương Tử Quân o bế cho mình. Nếu như có một ngày hắn không còn được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, hắn thậm chí còn không áp chế được Lục Ngọc Hùng. Nhưng lúc này nếu Lý Quý Niên nói mình căn bản không làm gì được, như vậy xem ra mình làm chủ tịch thành phố là quá vô năng, nhưng hắn lại không dám đồng ý với Duẫn Quang Phát. Khi Vương Tử Quân đến thành phố La Nam thì Lý Quý Niên còn sinh ra những ý nghĩ không tốt, muốn ra tay áp chế. Nhưng khi Vương Tử Quân liên tục ra tay vận tác, hắn đã thấy rõ mình căn bản không còn là đối thủ của Vương Tử Quân tút tút tút. Chuông điện thoại vang lên, Lý Quý Niên vốn đang định nói hai câu với Duẫn Quang Phát đã tìm ra phương án tự giải vây. Hắn cũng không nhìn số điện thoại, hắn nâng điện thoại lên nói. Tôi là Lý Quý Niên. Chủ tịch Lý, tôi là Vương Tử Quân, anh có bận rộn gì không? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rõ ràng của Vương Tử Quân. Lý Quý Niên vừa nghe nói đó là Vương Tử Quân thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Bí thư Vương, tôi đang bàn chút công việc, anh có dặn dò gì sao? Chủ tịch Lý, lời này của anh cũng không được tốt cho lắm, hai ta làm gì có dặn dò và chỉ thị gì? Vương Tử Quân khẽ cười rồi đột nhiên nói. Lý Quý Niên mở miệng ứng đối nhưng trong lòng thầm nghĩ, tôi dám không coi lời nói của anh là chỉ thị sao? Nếu tôi không xem đó là chỉ thị, hi hi, chỉ sợ kết cục cũng không khác gì lục ngọc hùng. Là thế này, có một bữa cơm cần hai người chúng ta đến dùng bữa, anh có thời gian không? Vốn Lý Quý Niên đã có hẹn với Duẫn Quang Phát, nhưng lúc này nghe được lời mời của Vương Tử Quân thì nhanh chóng đặt Duẫn Quang Phát sang một bên, hắn cười lớn nói. Tất nhiên tôi sẽ phải chăm chú chứng thực chỉ thị của Bí Thư Vương. Được, 20 phút sau chúng ta cùng xuống lầu. Vương Tử Quân nghe thấy Lý Quý Niên đồng ý thì nhanh chóng quyết định thời gian. Lý Quý Niên mỉm cười đặt điện thoại xuống, hắn nhìn về phía Duẫn Quang Phát, sau đó sở đầu dùng giọng xin lỗi nói. Quang Phát, hôm nay không khéo, có bạn của bí thư vương đến, nhất định tôi phải sang tiếp khách, nếu không thì hai ta để lần sau vậy. Xuân Quang Phát biết rõ thế cục ở thành phố La Nam, hắn cũng biết lãnh đạo của mình có bao nhiêu độ nặng ở phương diện nhân sự. Nhưng hắn không còn ai để tìm, chỉ có thể đến với chủ tịch Lý Quý Niên. Lúc này nghe nói Lý Quý Niên sẽ đi dùng cơm với Vương Tử Quân, hắn chợt có ý nghĩ, thế là nói. Chủ tịch Lý, tôi đến công tác ở phòng thống kê thì ít được theo bên cạnh ngài, Hôm nay vốn muốn nghe vài lời dạy bảo của ngài, thật sự không ngờ bí thư vương lại đến tìm. Anh xem, có thể cho tôi làm thư ký của ngài một lần nữa, tôi cũng muốn được nghe nhiều lời dạy bảo của ngài. Lý Quý Niên cười cười, hắn biết rõ ý nghĩ của Duẫn Quang Phát, hơn nữa hắn cũng có cảm tình với vị thư ký này của mình. Hắn thầm nghĩ, để cho đối phương tiếp xúc với vương tử quân, để đối phương tự tìm lấy cơ hội. Được rồi, như vậy chúng ta thu thập một chút, 15 phút sau sẽ xuống bên dưới. Lý Quý Niên vung tay lên lớn tiếng nói. Xuân Quang Phát nghe điện thoại của Lý Quý Niên, biết là Bí Thư Vương nói hai chục phút sau mới xuất phát, lúc này Lý Quý Niên lại mở miệng nói 15 phút. Hắn là người hiểu rõ con đường trong văn phòng thị ủy, từ phòng làm việc của Lý Quý Niên đi xuống cầu thang chỉ là 10 phút mà thôi, bây giờ lãnh đạo lại cho ra chỉ thị như vậy, rõ ràng là thái độ cực kỳ tôn trọng Bí Thư Vương. Xuân Quang Phát giúp đỡ Chủ tịch Lý Quý Niên thu dọn đồ đạc trong phòng, châm đầy ly trà cho Chủ tịch, Hắn dù đã vài năm không làm thư ký, thế nhưng vẫn rất quen thuộc nghiệp vụ cũ của mình. Chỉ là hắn bây giờ cũng không phải thật sự có lòng nịnh hót lãnh đạo, nguyên nhân của nó cũng chỉ là vì hắn muốn bỏ lên cao mà thôi. Cơ hội đến thì phải do chính mình tranh thủ, dẫn quang phát không nhớ nổi đây là lời nói của vị hiền nhân nào. Thế nhưng trong quan trường thật sự có quá nhiều chuyện xấu diễn ra, để bà trọng dụng hay là ngồi không chờ nhiều năm, có thể nói là liên quan đến phương diện công tác, năng lực hoặc là nhiều vấn đề khác. Duấn Quang Phát tất nhiên sẽ hy vọng con đường phát triển của mình là hát vang tiến mạnh. Hơn chục phút sau Duấn Quang Phát và Lý Quý Niên đi xuống lầu, khi bọn họ đi ra thì gặp Vương Tử Quân đi đến từ phía đối diện. Vốn là Duấn Quang Phát đi chậm ở phía sau Chủ tịch Lý, bây giờ thấy Vương Tử Quân đi đến, hắn chợt đẩy nhanh tốc độ, nhanh tiến lên. Chủ tịch Lý, chúng ta đi thôi. Vương Tử Quân cười cười vung tay lên nói với Lý Quý Niên. Lý Quý Niên cũng cười đi theo Vương Tử Quân, lúc này vương tử quân thấy thư ký sau lưng lý quý niên chợt thay đổi hắn không khỏi mở miệng hỏi chủ tịch lý vị này là bí thư vương đây là duẫn quang phát trước kia là thư ký của tôi bây giờ là phó phòng thống kê lý quý niên đang chờ cơ hội như vậy hắn nhanh chóng mở miệng giới thiệu cho vương tử quân duẫn quang phát thấy vương tử quân nhìn về phía mình hắn cố gắng làm sao cho mình có biểu hiện tốt nhất hắn biết chính mình đi đến cục chăn nuôi nhân công tác căn bản chẳng là gì với vị trí chủ tịch huyện Dương Phong, hơn nữa tất cả tương lai của hắn sẽ được quyết định trong tầm tay của bí thư vương tử quân. Bây giờ để lại ấn tượng tốt cho bí thư vương là cực kỳ quan trọng, hắn đã nghĩ đến nhiều tình huống gặp mặt vương tử quân, thế nhưng cuối cùng vẫn thành thật chào hỏi. Chào bí thư vương, vương tử quân khẽ gật đầu cười, Lý Quý Niên đưa thư ký cố theo bên cạnh, hắn tất nhiên hiểu ý nghĩa của nó là gì. Nếu yêu cầu của Lý Quý Niên không quá mức, có thể thỏa mãn, như vậy Vương Tử Quân sẽ không keo kiệt, nhưng dưới tình huống không thể đồng ý, hắn sẽ không bao giờ nhân nhượng. Quang phát rất tốt. Vương Tử Quân nhàn nhạt cho ra một đánh giá như vậy, đúng lúc này lái xe Lý Đức Trụ chạy đến. chương 782, lãnh đạo là Nam Trâm, cấp dưới như Đinh Ghim. Chủ tịch Lý, tôi mời ngài một ly, đa tạ ngài đã bỏ ra nhiều công sức giúp đỡ công ty bất lão khang chúng tôi kính xin sau này chủ tịch Lý trước sau như một tiếp tục giúp đỡ công ty chúng tôi phát triển. Trong nhà ăn rộng rãi, thành kiếm xã tràn đầy nụ cười nói với Lý Quý Niên. Lý Quý Niên thấy thành kiếm xã, hắn cũng hiểu ý của Vương Tử Quân. Hắn mỉm cười tùm tìm nhìn Vương Tử Quân, hắn biết đây là bí thư Vương nể mặt mình, nếu không phải Vương Tử Quân ngồi ở đây, giám đốc thành căn bản sẽ không bao giờ đến chịu tội với mình. Hiện tại không thể so sánh với trước kia, sau khi phương diện phát triển kinh tế được coi trọng quá mức thì những ông chủ xí nghiệp như thành kiếm xã là mâm bánh trái với tất cả mọi người. Đừng nói Lý Quý Niên là một chủ tịch thành phố, dù là cán bộ cấp tỉnh, khi đến nói chuyện hợp tác thì thành kiếm xã cũng căn bản là không chút yếu thế. Lý Quý Niên biết mình không thể làm gì hơn được thành kiếm xã, thế cho nên cũng không buông tha tình huống làm tốt mối quan hệ với giám đốc thành. Thế nên hắn nhận ly rượu và cười híp mắt nói. Giám đốc thành quá khách khí rồi, công ty bất lão khang đến thành phố La Nam đầu tư xây dựng nhà máy, chính là tín nhiệm chính quyền thành phố chúng tôi. Tất nhiên thành phố La Nam sẽ cố gắng cho ra chính sách ưu đãi tốt nhất có thể, sẽ cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể với quý công tiểu y. Vương tử quân nhìn Lý Quý Niên và thành kiếm xã Cụng Ly với nhau mà trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Lần này hai bên hợp tác với nhau, thành kiếm xã và Lý Quý Niên cùng uống rượu, tuy không biết hai người này thật lòng đang nghĩ gì, thế nhưng nhìn từ biểu hiện bên ngoài thì có vẻ chút ân oán giữa hai người đã qua. Chỉ cần vương tử quân có mặt và ngồi ở nơi này, hai người bọn họ cũng không cấu véo lẫn nhau. Bất Lão Khang sắp khởi công xây dựng nhà máy, bây giờ trạng thái phát triển của Bất Lão Khang sẽ liên quan đến tài chính và thuế vụ của thành phố La Nam, hơn nữa huyền lộ dịch một khi được sản xuất và cho ra thị trường, chỉ sợ công ty Bất Lão Khang sẽ càng thêm phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch Lý, Giám đốc Thành, ba người chúng ta cùng làm một ly, Chúc cho công ty bất lão khang đến thành phố La Nam và càng ngày càng bừng bừng phát triển. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên cười cười rồi trầm giọng nói với Thành Kiếm Xã và Lý Quý Niên. Lý Quý Niên và Thành Kiếm Xã thấy Vương Tử Quân nâng ly lên, thế là cũng nhanh chóng nâng ly. Hai người bọn họ lúc này có mặt ở nơi đây, tất cả đều là vì nể mặt Vương Tử Quân. Xuân Quang Phát nhìn ba người kia nâng ly mà không khỏi cảm thấy đầu óc đầy ý nghĩ và liên tục quay cuồng hắn là người đi theo chủ tịch lý quý niên nhiều năm hắn tất nhiên biết lãnh đạo của mình là hạng người gì vào thời đại của trình tự học tuy lý quý niên cũng có chút mềm chân nhưng có một số việc vẫn là tự mình chủ trương bí thư vương thật sự đối lập với trình tự học không những trẻ hơn lại là một bí thư luôn cười tủm tỉm thế nhưng bây giờ lý quý niên lại phải đi theo tâm ý của bí thư vương tất nhiên duẫn quang phát cũng bội phục thủ đoạn của bí thư vương tử quân sự kiện này rõ ràng là bí thư vương rất nể mặt chủ tịch lý quý niên Chính Duẩn Quang Phát muốn tiến lên làm chủ tịch huyện Dương Phong, như vậy phải nhìn vào biểu hiện của mình trước mặt bí thư vương. Hắn tuy tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng thật sự không yên, chỉ sợ không tìm ra được vị trí của mình trên bàn tiệc. Hắn còn chưa biết nên làm thế nào, thế là lúc này bàn tay không khỏi siết chặt lại. Khi thấy ba người vương tử quân đã uống cạn ly, Duẩn Quang Phát nhanh chóng cầm chai rượu định rót đầy cho bí thư vương. Lúc này vương tử quân lại chỉ sang thành kiếm xã ở ngay bên cạnh trưởng phòng duẫn giám đốc thành là khách quý của thành phố la nam anh rót cho giám đốc thành trước đi duẫn quang phát không phải là người lần đầu tiên bước chân vào trốn quan trường tất nhiên hắn hy vọng bí thư vương là người được rót rượu đầu tiên bây giờ nghe vương tử quân phân phó thế là nhanh chóng quay sang thành kiếm xã thành kiếm xã trực tiếp dùng tay cản ly của mình ánh mắt nhìn về phía vương tử quân bí thư vương hôm nay ngài nói vậy thì tôi không đồng ý bây giờ tôi đã đem trái tim của mình giao cho thành phố la nam như vậy ngài còn coi tôi là người ngoài thì tôi cảm thấy rất mất hứng vương tử quân tuy hiểu rõ thành kiếm xã lúc này mở miệng là không tính thế nhưng hắn vẫn cười nói sai lầm thật sự sai lầm trưởng phòng duẫn anh xem lần này nên rót rượu thế nào cho phải vương tử quân nói rồi dùng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn duẫn quang phát tuy lý quý niên không nói rõ ràng thế nhưng vương tử quân lại hiểu rõ ý nghĩ của chủ tịch lý hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này để nhìn biểu hiện của Duẫn Quang Phát. Nếu như là một người thật sự có tài, Vương Tử Quân sẽ là một vị bí thư biết thời biết thế. Nếu hắn phát hiện đối phương căn bản không có bản lĩnh phù hợp với mình, dù là Lý Quý Niên đề cử cũng không được thông qua. Lúc này Duẫn Quang Phát cũng hiểu Vương Tử Quân đang ném cho mình một bài khảo nghiệm, chỉ khi nào thông qua khảo nghiệm này thì hắn mới xem như lọt vào mắt xanh của bí thư Vương. Hắn chợt có chút căng thẳng nhưng vẫn cười nói. Giám đốc thành, ly rượu đầu tiên này thật sự nên mời ngài, chào mừng ngài đến với tập thể thành phố La Nam, cho ra cống hiến với thành phố La Nam dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Vương. Thành kiếm xã cũng được nghe giới thiệu sau khi Duấn Quang Phát đi vào cửa, hắn mỉm cười nâng ly lên nói với Lý Quý Nhiên. Chủ tịch Lý, dưới tay tướng mạnh không có binh quen, ly rượu này tôi căn bản không thể không uống. Ha ha ha, Quang Phát còn trẻ, còn cần bồi dưỡng nhiều hơn. Lý Quý Niên thấy thư ký của mình biểu hiện xuất sắc như vậy, nụ cười trên mặt Bí thư Vương càng thêm sáng lạn hơn. Xuân Quang phát rót rượu cho Thành Kiếm xã, hắn cũng không quên chú ý đến vẻ mặt của Bí thư Vương. Hắn thấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên mặt Bí thư Vương, thế là tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Biểu hiện lần này có thể nói là không uổng phí. đã nhận được sự tán thành sơ bộ từ Bí thư Vương, có thể nói là một phương pháp nhỏ để mở đường mình tiến lên làm chủ tịch huyện Dương Phong. Tốt tút tốt. Tút. Chuông điện thoại di động vang lên trong phòng, Lý Quý Niên mỉm cười nhìn thoáng qua thành kiếm xã, sau đó lấy một chiếc điện thoại màu đen ra. Làm lãnh đạo thường có hai chiếc điện thoại, chiếc điện thoại mang trên người thường là rất bí mật, chỉ có một vài người biết được mà thôi. Alo, Lý Quý Niên nghe máy, trên mặt treo nụ cười vui vẻ, thế nhưng bên trong nói gì đó làm cho gương mặt hắn trầm xuống. Tôi còn có chút chuyện, chờ tôi về rồi nói sau. Lý Quý Niên nói rồi cúp điện thoại, nhưng lúc này hắn còn chưa kịp đặt điện thoại vào túi thì tiếng chuông lại vang lên lý quý niên lấy điện thoại ra vẻ mặt có chút khó coi tôi không phải đã nói với anh rồi sao chờ tôi về rồi nói sau người ở đầu dây bên kia giống như cố gắng dây dưa thế không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua điều này làm cho lý quý niên rất tức giận hắn cố tình muốn cúp điện thoại nhưng lại chỉ sợ người kia tiếp tục gọi đến mà đây lại là chiếc điện thoại thường dung liên lạc với thượng cấp căn bản không được phép tắt máy Đồng chí Minh Tuấn, tôi nói cho đồng chí biết, chuyện này để đến chiều rồi nói sau. Lý Quý Niên càng nghiêm túc hơn. Vương Tử Quân nhìn Lý Quý Niên đang muốn tắt máy, hắn cười đưa tay ra nói. Là Trần Minh Tuấn sao? Để tôi nói với anh ấy hai câu. chương 783, một theo tôi, tôi cho anh đi. Lý Quý Niên rất tức giận với Trần Minh Tuấn, trong lòng thầm nghĩ, anh bị điều động khỏi huyện Dương Phong có liên quan gì đến tôi anh có gì oán hận thì cứ đến tìm Lục Ngọc Hùng mà nói. Bây giờ Vương Tử Quân muốn nghe máy, tất nhiên hắn sẽ vội vàng đưa sang. Chủ tịch Lý, tôi bị ép, tôi công tác rất tốt ở huyện Dương Phong, bây giờ huyện Dương Phong sắp có thành tích cao, có người không vừa mắt tôi, điều tôi ra khỏi huyện Dương Phong, đây không phải là vùng giao giết lừa sao. Trong điện thoại vang lên âm thanh đầy bực tức của Trần Minh Tuấn, Vương Tử Quân không chờ cho Trần Minh Tuấn nói xong, hắn cười nói. Minh Tuấn, anh báo cáo công tác với chủ tịch Lý thì cũng phải chú ý, lần sau cũng đừng nên gọi điện thoại báo cáo vào giữ giờ cơm như vậy. Trần Minh Tuấn đang lại nhải với Lý Quý Niên, chợt nghe thấy âm thanh của Vương Tử Quân, thế là trong lòng chợt run lên. Hắn thật sự rất quen thuộc với âm thanh này, hắn vừa cảm thấy căm hận, vừa cảm thấy sợ hãi. Trần Minh Tuấn dám mở miệng dây dưa với Lý Quý Niên, chủ yếu là biết rõ tính cách của chủ tịch Lý. Nhưng bây giờ hắn đối mặt với bí thư Vương, hắn căn bản không dám thi triển trò dây dưa của mình, hắn có chút khiếp sợ, giọng điệu cứng rắn có chút run rẩy. Bí, bí thư vương, tôi, tôi biết rõ anh là người tận tâm công tác, sau này cần phải mở rộng công tác. Hội khuyết tật rất quan trọng, đặt anh lên vị trí chủ tịch hội khuyết tật là đảng ủy chính quyền thành phố thể hiện sự tín nhiệm cao với anh, anh cần phải nắm chắc những vấn đề của huyện để sáng tạo, phát triển và mở rộng công tác, cố gắng phục vụ cho thật tốt. Vâng, bí thư vương, Tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ không làm cho ngài thất vọng." Trần Minh Tuấn dù cực kỳ thầm mắng Vương Tử Quân, nhưng chỉ có thể mở miệng nói ra những lời như vậy. "À, vậy là tốt, đúng rồi, anh phải nhanh chóng thay đổi tác phong công tác, vì tác phong không muốn sống như vậy là không được. Tuy chúng ta đã để xướng tác phong toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, nhưng khi làm công tác cũng cần phải kết hợp với nghỉ ngơi." Vương Tử Quân nói đến đây thì giống như nghĩ đến vấn đề nào đó hôm qua bí thư Trương Hợp Tuân nói cho tôi biết, có người tố cáo anh. Thế là tôi nói với bí thư Trương Hợp Tuân, đó là chúng ta phải tin tưởng cán bộ, dưới tình huống chưa có chứng cứ rõ ràng, cũng không nên tin tưởng vào một phía, sau khi có kết quả mới xử lý theo luật là được. Trần Minh Tuấn cảm thấy mồ hôi liên tục chảy xuống, hắn nào biết rõ Vương Tử Quân nói tin tưởng mình, thế nhưng lại đang cảnh cáo mình nên thành thật một chút. Cảm ơn bí thư Vương đã tín nhiệm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công tác, nhất định chú ý đến phương thức của mình. Vương tử quân ừ hai tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó hắn đưa điện thoại lại cho Lý Quý Niên. Chủ tịch Lý, bảo vệ cán bộ thì chúng ta phải đi đường mở, chúng ta không những bảo vệ những cán bộ biết đi trên con đường thực tế, còn phải đặt nặng phương diện bồi dưỡng. Đối với những cán bộ không làm được việc lại hay oán trách trời đất, như vậy tuyệt đối không nuông chiều. Bí thư Vương nói rất đúng, đối với những người không duy trì công tác thực tế, tuyệt đối không nuông chiều lý quý niên nhận lại điện thoại và lên tiếng trí cường đã sắp xếp khách sạn xong chưa khương long cương đi vào khoa số một thuộc văn phòng thị ủy hắn khẽ khỏi trưởng khoa lệ trí cường lệ trí cường thấy khương long cương đi đến hắn nhanh chóng nở nụ cười nói cũng đã chuẩn bị xong trưởng khoa khương hôm nay tiếp đón với quy cách cao như vậy có phải là có hoạt động gì quan trọng không khương long cương nhìn lệ trí cường đưa thuốc đến với vẻ mặt ung dung bình tĩnh trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bội phục vị tiền bối này. Bây giờ hắn là kinh tế của bí thư vương tử quân, thế nên ai ở trong văn phòng thị ủy cũng cực kỳ tôn trọng hắn. Người ta kính mình một thước, mình kính lại một trường. Khương Long Cương vừa nhận thuốc vừa cười nói. Hôm nay tiến đưa trưởng phòng tôn, bí thư vương rất xem trọng chuyện này. Lệ trí cường muốn thuận miệng nịnh hót bí thư vương vài câu, nhưng nghĩ đến tình huống tiến chân trưởng phòng tôn, lời nịnh hót phải nuốt vào bụng hắn cười ha học nói trường khoa khương cứ yên tâm lệ trí cường tôi làm việc thì nhất định không có vấn đề khương long cương thấy chút khác thường lóe lên trong mắt lệ trí cường thế là giả vờ như không thấy hắn cười cười với lệ trí cường sau đó đi ra bên ngoài tiểu lý cậu cũng đừng đứng ngây người đó nữa mau chóng tranh thủ thời gian chứng thực có phải đã thông báo cho các vị lãnh đạo cần đến tham gia hay chưa hỏi xem đám người bên phía khách sạn đã chuẩn bị xong chưa nói cho bọn họ biết, lần này nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt, nếu có bất kỳ vấn đề gì, bí thư vương sẽ xử phạt. Lệ trí cường tiến chân Khương Long Cương, sau đó trầm giọng phân phó cấp dưới tiểu lý. Tiểu lý là sinh viên tốt nghiệp đại học chưa lâu, vì trước kia có chút quan hệ với lệ trí cường, thế cho nên luôn được lệ trí cường quan tâm. Lúc này hắn nghe lời phân phó của lệ trí cường, thế là nói. Trường khoa lệ, không phải nói trưởng phòng tôn bị bí thư vương đuổi đi sao? Thế nào lại tiến đưa với quy cách cao như vậy? Lệ Trí Cường nghe lời tiểu tử này mà không khỏi thẳng thắn đánh giá thấp vài phần. Cậu đúng là thanh niên, cậu mới đến được vài ngày, nào biết rõ bên trong sâu đậm thế nào, cậu cho rằng Bí thư Vương thật sự muốn tiến chân trưởng phòng Tôn sao? Đây không phải là vậy sao? Đã thông báo rồi, trưởng phòng Tôn có thể không tham gia được sao? Tiểu Lý nghe mà không hiểu ý Lệ Trí Cường, hắn càng thêm nghi vấn. Hi hi tất nhiên trưởng phòng tôn sẽ tham gia, vấn đề là câu nói vì sao trong mắt tôi lại vương lệ. Là vì tôi còn nhiều thứ vấn vương ở vùng đất này. Lệ trí cường vừa làm thơ vừa cười nói. Tiểu lý chợt hiểu ra. Trước kia nghe nói trưởng phòng tôn đi đến làm bí thư đảng ủy thuộc khối mặt trận tổ quốc tỉnh, nhưng dù thế nào cũng không so sánh được với vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy. Tiểu lý, trưởng phòng tôn từ vị trí trưởng phòng tổ chức đến làm bí thư đảng ủy thuộc mặt trận tổ quốc, điều này nói rõ điều gì? lệ trí cường nhìn vẻ mặt trẻ tuổi của tiểu lý thế là không khỏi mở miệng muốn rèn rũa một chút không đi theo bí thư vương thế nên bí thư vương cho anh ta ra đi tiểu lý nhanh chóng tiếp lời nói nhảm lời này mà cậu cũng dám nói sao lệ trí cường đẩy cửa rồi trầm giọng nói tiểu lý bố cậu đã nhờ cậy tôi hơn nữa tôi là dượng của cậu cũng không thể không nhắc nhở cậu là trong cơ quan có nhiều thứ chỉ thể hiểu mà không nên nói ra ngoài lãnh đạo cũng là như vậy tuy lãnh đạo cũng nghĩ như thế nhưng lời nói lại hòa hợp êm ấm, có hiểu không? chương 783, 2, không theo tôi, tôi cho anh đi. Dường, cháu biết rồi, ngài cứ yên tâm, sau này sẽ tuyệt đối không nói ra những lời ngốc nghếch như vậy. Lúc này không có ai, tiểu lý tỏ ra có chút kính sợ, sương hồ cũng giống như ở nhà, xem như nhận sai lầm với lệ trí cường. Lúc này lệ trí cường cũng cảm nhận được sự ưu việt của mình trên người tiểu lý, hắn vỗ vỗ vai của tiểu lý rồi nói cậu còn trẻ đường phát triển còn dài thế nhưng sau này ngàn vạn lần đừng vấp vào những sai lầm nhỏ nhặt như vậy mau chóng làm việc đi làm xong tối nay đến nhà tôi uống hai ly cho vui tiểu lý tỏ ra cảm tạ lệ trí cường hắn vội vàng đi gọi điện thoại lệ trí cường đi đến trước bàn làm việc của mình hắn gấp quyển sổ thơ lại đúng lúc này trong mắt hắn loang loáng hai câu vì sao mắt ta vương lệ sầu cũng vì tình cảm với nơi này quá thâm sâu. Lệ trí cường nhìn hai câu thơ quen thuộc, thế là trong lòng lóe lên ý nghĩ, trong mắt trưởng phòng tôn liệu có nước mắt hay không. Nhưng dù lúc này trưởng phòng tôn có như thế nào, nhất định sẽ rất quyến luyến vùng đất La Nam này. Lệ trí cường thật ra đã đoán sai, sau khi tôn chiêu hy bị vương tử quân lật ngược thế cờ, hắn hy vọng mình nhanh chóng rời khỏi La Nam. Nhưng hắn lại không hài lòng với điểm đến của mình, sau này hắn là một bí thư trong ban bí thư của mặt trận tổ quốc, đãi ngộ với vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy là cực kỳ khác biệt. Tôn Chiêu Hy vốn cho rằng mình căn bản không được sắp xếp chức vụ gì tốt, thế nhưng ít nhất cũng phải có một vị trí cấp phó ở đơn vị ban ngành tỉnh ủy. Hắn thật sự không ngờ mình chỉ là một phó bí thư thuộc ban bí thư mặt trận tổ quốc. Mặt trận tổ quốc là nơi nào? Tôn Chiêu Hy biết rất rõ, đừng nói hắn là phó bí thư, dù là bí thư thì sao? dù hắn thật sự không phục nhưng lúc này lại làm được gì nữa. Bữa tiệc tiến chân hôm nay đã được hẹn ước từ vài ngày trước, nếu như không phải như vậy thì hắn đã rời khỏi thành phố La Nam từ sáng sớm. Hắn thua người chứ không thua trận, hắn đã thất bại thảm hại ở thành phố La Nam, hắn cũng không muốn tham gia thứ gì cả. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Tôn Chiêu Hy khẽ nói một câu mời vào. Khi âm thanh của hắn vang lên, kinh tế nhanh chóng đi vào. Nếu so với dĩ vãng, lúc này gương mặt của thư ký cũng không tốt đẹp gì có câu hai bên cùng chung vinh nhục thành bại của thư ký tất nhiên cũng liên hệ trực tiếp đến kết quả của tôn chiêu hy lúc này tôn chiêu hy đến mặt trận tổ quốc công tác thư ký chỉ có thể ở lại thành phố la nam bây giờ với tình huống của tôn chiêu hy hắn căn bản không thể nào sắp xếp một vị trí tốt cho thư ký của mình trưởng phòng tôn vừa rồi trưởng khoa khương của văn phòng thị ủy gọi điện thoại đến nói là 12 giờ trưa nay sẽ tổ chức bữa tiệc tiến chân ở khách sạn Lan Nam, Bí Thư Vương sẽ tự mình tham gia. À, tôi biết rồi. Tôn Chiêu Hy nhìn gương mặt lạnh lùng của thư ký, hắn khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Khi cảnh cửa phòng khẽ đóng lại, Tôn Chiêu Hy hít vào một hơi thật sâu, lúc này trong lòng hắn ngoài cảm giác vắng vẻ chán nản, chỉ còn lại nụ cười và gương mặt của vị bí thư thị ủy trẻ tuổi vương tử quân kia lúc này xem như mình căn bản không còn bất kỳ giá trị sử dụng nào với đối phương. Vương tử quân ở trong phòng làm việc, hắn cũng không nghĩ đến điều này. Hắn nhìn Lữ Hâm Sâm ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, sau đó cười nói. Trường phòng Hâm Sâm, các anh làm rất tốt công tác tuyên truyền, tỉnh ủy bên kia đã cho ra không ít lời khen ngợi. Lữ Hâm Sâm cười ha hả nói. Bí thư vương, phòng tuyên truyền chúng tôi sở dĩ có được thành tích công tác như vậy, chủ yếu là vì sự giúp đỡ to lớn của thị ủy và ngài. Lữ Hâm Sâm vốn muốn thay thế Tôn Chiêu Hy làm trưởng phòng tổ chức, nhưng bây giờ văn kiện bổ nhiệm đảng hằng đã phát xuống, thế là giấc mộng tiến vào phòng tổ chức của hắn xem như tan tành. Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩ của Lữ Hâm Sâm, thế nên bây giờ mới gọi đến phòng của mình để bàn bạc. Anh Lữ cứ khiêm tốn. Vương Tử Quân nhấp một ngụm trà rồi cười nói. Thành tích là thành tích, ai làm ra thành tích, không những lọt vào mắt của thị ủy, còn hiện rõ trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Thành phố La Nam chúng ta đang ở vào thời kỳ đẩy mạnh phát triển, muốn cho nhiều người biết đến thành phố La Nam, muốn làm cho bọn họ đầu tư nhiều vào thành phố La Nam, còn cần phòng tuyên truyền tiếp tục thêm lực, biểu dương hình tượng của thành phố ra bên ngoài. Tôi tin tưởng lãnh đạo tỉnh ủy sẽ tuyệt đối không làm cho những người an tâm công tác gặp bất kỳ phương diện nào gây hại. Vương tử quân rông như nói chuyện phiếm, bộ dạng mây trôi nước chảy. Lữ hâm sâm lúc này thật sự cảm thấy có chút gò bó, hắn hiểu vương tử quân tìm mình nói chuyện là có ý gì. Hắn có thể nói là cực kỳ không thoải mái với tình huống đảng hằng đến nhận chức trưởng phòng tổ chức thị ủy, cũng có chút oán giận với vương tử quân. Nhưng lúc này vương tử quân nói sẽ nhất định không cho hắn có hại, hắn lại lên tiếng. Bí thư vương, ngài yên tâm, phòng tuyên truyền chúng tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực nhiệm vụ của văn phòng thị ủy, sẽ tuyên truyền hình tượng của thành phố La Nam ra bên ngoài. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lữ Hâm Sâm, sau đó nói hai tiếng tốt, lại không nói gì thêm. Lữ Hâm Sâm thấy Vương Tử Quân không chủ động mở miệng, thế là bắt đầu báo cáo vài hạng mục công tác của phòng tuyên truyền vào lúc này và những chuẩn bị cho thời gian sau này. Vương Tử Quân liên tục gật đầu với những lời báo cáo của Lữ Hâm Sâm, hắn cũng đưa ra vài hạng mục yêu cầu phòng tuyên truyền phải chú ý chứng thực. Có thể nói cuộc nói chuyện lần này rất thành công, hai người tràn đầy nụ cười, âm thanh vang vọng khắp phòng. Khi hai người bàn luận nóng hổi, chợt cửa phòng bị gõ vang, Khương Long cương đi vào bên trong. "Bí thư Vương, lúc này là 11 giờ 45, anh xem có nên chuẩn bị xe chưa?" Vương Tử Quân nhìn về phía đồng hồ treo tường, sau đó hắn khẽ gõ lên bàn nói. "Ôi, nói chuyện với trưởng phòng Lữ mà quên cả thời gian. Anh Lữ, chúng ta mau mau lên thôi, trưởng phòng Tôn đã cho ra nhiều cống hiến với sự phát triển của thành phố La Nam, chúng ta cũng không nên cho anh ấy chờ lâu." nụ cười trên mặt LSS chợt ngưng tu, hắn cũng hiểu hôm nay còn có chuyện lớn, đó chính là ban ngành tiến chân Tôn Chiêu Hy. Hắn nghĩ đến tình huống trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy bị điều đến khối mặt trận tổ quốc, thế là không khỏi vã mồ hôi lạnh. Bí thư vương tìm mình nói chuyện, may mà mình phản ứng khá tốt, nếu không sẽ phải đi theo vết xe đổ của Tôn Chiêu Hy. Hai người rời khỏi phòng với nụ cười vui vẻ, vương tử quân kéo lữ hâm xâm lên xe của mình. Tuy hai người leo lên xe liên tục nói đùa với nhau, thế nhưng tâm tư của Vương Tử Quân lại chuyển lên phương diện sắp xếp cho Tôn Chiêu Hy. chương 783, 3, không theo tôi, tôi cho anh đi. Vương Tử Quân cho ra yêu cầu sắp xếp Tôn Chiêu Hy rời khỏi La Nam và đến thành phố khác công tác, thế nhưng hứa tiền giang vung tay lại làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất quá mức, nhưng hắn càng quan tâm đến phương diện ảnh hưởng của sự kiện này với mình. Tôn Chiêu Hy vì liên thủ với Lục Ngọc Hùng mà bị mình đẩy đi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Đường đường là trưởng phòng tổ chức thị ủy lại đến làm phó bí thư đảng ủy khối mặt trận tổ quốc, tất nhiên sẽ có người nói hắn ra tay hung ác. Vương tử quân không tin hứa tiền giang không vì những gì khác mà sắp xếp như vậy, có thể nói đây là hứa tiền giang cố ý. Tuy nghĩ đến những ảnh hưởng của nó, nhưng vương tử quân vẫn không cải biến được. Hắn chỉ có thể xem như biết thời biết thế, thầm nghĩ hứa tiền giang đã đưa đến tiếng xấu cho mình, vì vậy mình yên làm sâu sắc thêm một chút làm cho người ta sợ hãi đôi khi cũng không phải quá xấu đại sảnh lớn nhất khách sạn la nam được sắp xếp rất tráng lệ vì toàn thể các vị lãnh đạo thị ủy đều đến tham gia bữa tiệc tiến chân thế nên đám giám đốc khách sạn có rất nhiều công tác phải làm vương tử quân đi vào đại sảnh hắn phát hiện ngoài phó bí thư lục ngọc hùng và tôn chiêu hy những người khác đã đến đầy đủ khi thấy vương tử quân và lữ hâm sâm đi đến đám người lý quý niên nhanh chóng tiến lên chào hỏi bí thư vương vừa rồi tôi gọi điện thoại cho trưởng phòng tôn anh ấy nói lát nữa sẽ đến kim điền lạc chờ vương tử quân ngồi xuống ghế rồi lập tức đi đến báo cáo vương tử quân cười cười nói điều này không vội thư ký trưởng thức ăn sắp xếp xong chưa nhất định phải chú ý đến khẩu vị của trưởng phòng tôn cũng đã sắp xếp xong trưởng phòng tôn thích ăn món hồ nam lần này chúng ta ăn món hồ nam là chính kim điền lạc nhìn những nụ cười của lãnh đạo bốn phía lại càng nhìn qua gương mặt nghiêm cẩn của các vị thường ủy, thế là trong lòng càng cảm thấy cẩn thận với bữa tiệc đưa tiễn lần này. trường hợp vân ngồi ở bên cạnh lý quý Niên nhưng trong lòng lại suy tư về sự việc hiện tại. hôm nay đến tiến chân tôn chiêu hy, hắn thật sự cảm thấy rất không thoải mái, giống như một thanh kiếm đang chĩa vào tim mình. tuy hắn biết tôn chiêu hy chỉ là một hiện tượng khác thường, nhưng hắn căn cứ vào đó mà càng thêm sợ hãi vương tử quân. trưởng phòng tôn là người phóng khoáng rộng lượng. Tôi đã cộng sự với anh ấy nhiều năm, thế mà chưa từng thấy anh ấy uống rượu. Ngày mai anh ấy rời khỏi thành phố La Nam, nói thật thì tôi thật sự cảm thấy không nỡ. Vì vậy hôm nay chúng ta phải uống cho vui vẻ, Chủ tịch Quý Niên, ngoài các đồng chí phải trực ban, anh sắp xếp cho mọi người cùng chung vui với trưởng phòng tôn. Lý Quý Niên cười cười vào đầu, hắn cũng có ý nghĩ giống như Trương Hợp Tuân, thế là cười nói. Bí thư vương cứ yên tâm, tôi đã xem xét vấn đề này, Bí Thư Trương là người uống rượu rất tốt, hai người chúng tôi sẽ cùng nhau hầu hạ trưởng phòng tôn. Trước kia Lý Quý Niên thích gọi tôn Chiêu Hy là trưởng phòng Chiêu Hy, nhưng bây giờ hắn cũng đi theo Vương Tử Quân để gọi là trưởng phòng tôn. Tuy đây chỉ là chút thay đổi trong xưng hô, thế nhưng thay đổi đó đã biểu hiện khoảng cách giữa Chủ tịch Lý Quý Niên và Tôn Chiêu Hy. Hai phút sau Tôn Chiêu Hy và Lục Ngọc Hùng đi vào phòng, Vương Tử Quân chờ Tôn Chiêu Hy ngồi xuống ghế, thức ăn đã chuẩn bị sẵn được dọn lên lần này Tôn Chiêu Hy bị đám người kính rượu đã phải say mềm. Vương Tử Quân vẫn luôn có biểu hiện vui thoải mái, thể hiện bộ dạng tiến đưa cán bộ của mình. Gió bắc ngày càng thổi mạnh, các cô gái phải khoác lên mình những chiếc áo dày, che kín dáng người uyển chuyển mềm mại. Người đi đường giống như lá vàng trong gió thu, mới đó đã bị quét sạch chỉ còn lác đác vài người. Lúc này đã đến cuối năm, rất nhiều cơ quan đơn vị trật thanh nhàn, tất nhiên văn phòng lại trở nên bận rộn, dù sao thì bọn họ cũng phải tổng kết lại công tác cả năm nếu so sánh với đại đa số các cơ quan khác đang thanh nhàn công tác của ngành thống kê là rất bận rộn tổng kết cuối năm phải rõ ràng mạch lạc tỉnh ủy cực kỳ quan tâm khối chính quyền tỉnh cũng quan tâm thượng cấp cực kỳ chú trọng hơn nữa thời gian gấp gáp vội vàng thế cho nên ban ngành thống kê không khỏi tăng ca công tác ôi ngụy siêu tuấn cười lên ha hả sau đó ném cây bút trong tay lên mặt bàn con bà nó cuối cùng cũng làm xong hắn nhìn một sấp tài liệu dày cộp trên bàn thế là trong lòng thầm sinh cả cảm giác muốn chửi chó má báo cáo rất dài nhưng lại phải làm vội làm hại hắn không thể không tăng ca và bỏ mất một buổi tối hẹn ước trước đó với bạn gái hắn vốn sẽ có một buổi tối vui vẻ bên người yêu thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi trên bàn làm việc để làm báo cáo ha ha cuối cùng cũng hoàn công âm thanh vui mừng cũng vang lên từ cách đó không xa Ngụy Siêu Tuấn nhìn về phía Trương Tiểu Diệp được xưng là đệ nhất mỹ nữ cục thống kê, nàng đang khẽ vặn vẹo cổ. Trương Tiểu Diệp mặc một chiếc áo màu xa, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thật sự làm cho Ngụy Siêu Tuấn nhìn mà thèm. Nhưng mỹ nữ thật sự là tài nguyên khan hiếm, đúng lúc Ngụy Siêu Tuấn chuẩn bị mở ra thế tấn công với Trương Tiểu Diệp, người bạn trai thích thể thao của Trương Tiểu Diệp chợt xuất hiện trước mặt hắn. Ngụy Siêu Tuấn nhìn người bạn trai cao lớn lưng hùm vai gấu của Trương Tiểu Diệp, hắn chỉ có thể mắng một tiếng đóa hoa lại cắm bãi cứt trâu, sau đó chôn thật sâu những ý nghĩ nhiệt tình của mình vào lòng. Trương Tiểu Diệp, cô xem có phải đã làm tốt công tác rồi chưa, nếu lát nữa đưa lên cho bí thư hào và có chút rủi ro, chỉ sợ chúng ta sẽ rất khốn khổ. Trường Ban Lý Điền Đắc ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiệt, hắn trầm giọng nói với Trương Tiểu Diệp. Trường Ban Lý cứ yên tâm, tôi đã làm xong, tất cả đều đã được kiểm nghiệm. Trương Tiểu Diệp nói như vậy nhưng vẫn phải xem xét lại báo cáo một lần, sau khi xem xong mới nói. Không có vấn đề, đều đúng cả. Trường ban Lý, lần này thành phố Đông Bộ đạt mức tăng trưởng 20%, thật sự quá mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ, hai chữ này thật sự không nên nói ra từ miệng một cô gái thuộc nữ. Ngụy Siêu Tuấn chợt sinh ra ý nghĩ xấu xa, trong lòng có vài phần hèn mọn, nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy nếu nàng nói ra câu nói mạnh mẽ với mình ở trường hợp riêng tư thì lại rất tốt. Lý Điền Đắc cười cười nói. Hai năm qua thế phát triển của thành phố Đông Bộ là rất mạnh, năm nay bí thư Nguyễn Trấn Nhạc của thành phố Đông Bộ lại vung tay kéo về hội trợ xúc tiến thương mại, vì thế xu hướng phát triển mạnh mẽ là bình thường. Nghe nói bọn họ đưa ra mục tiêu trong thời gian 5 năm sẽ thu hút khoảng 50 tỷ tiền đầu tư. 50 tỷ, con số này làm cho đám nhân viên công tác phải ngẩng đầu lên, một người đàn ông trung niên đeo kính cười nói. Nếu vượt qua con số vài chục tỷ, Chẳng phải ở tỉnh Sơn Nam lại có một thành phố phát triển kinh tế cực mạnh sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 86.